Bên ngoài hơn 7 năm, bên trong tầng thứ nhất thiên trụ giới là hơn 70 năm. Bách biến tôn giả khiến bách biến có thể đạt được chỗ tốt như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng luyện hóa đồ hồn có được không ít chỗ tốt, thế nhưng bên trong tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với thiên phú của khiên bách biến. Không có thiên phú tuyệt đối, cũng không có cách nào tiến bộ nhanh như vậy. Lúc luyện hóa đồ hồn, không ngờ bên trong không gian của đồ hồn còn có một truyền thừa của một linh đế thượng cổ bị vây khốn bên trong. Ta nhận được truyền thừa của linh đế thượng cổ này, còn đạt được một ít chỗ tốt khác. Khiên bách biến cười hắc hắc, hiện tại vẫn còn có chút kích động. Bằng không tu vi của hắn làm sao có thể tăng vọt nhanh như vậy. Chỗ tốt lần này thu được quả thực kinh người. Vậy chúc mừng sư huynh. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đồ hồn kia hắn cũng không có kiểm tra, cũng không biết bên trong đồ hồn còn có truyền thừa của đế giả bị phong ấn, đây cũng là cơ duyên của khiên bách biến. Lão đại, huyết linh mẫu đơn này. Tiểu Long phát hiện ra huyết linh mẫu đơn lập tức cảnh giác, thế nhưng nhìn thấy huyết linh mẫu đơn đi cùng lão đại, cho nên cũng không lập tức động thủ. Người một nhà. Lục Lâm Thiên vỗ bả vai Tiểu Long, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Ầm ầm. Giữa không trung gió nổi mây phun, một đạo quang trụ bằng năng lượng bàng bạc đánh xuống, khí tức trên người Nam Thúc liên tục kéo lên, đột nhiên đánh tan bình chướng vô hình, quang mang màu trắng quanh thân đại thịnh, một cỗ uy áp đế giả lan tràn. Mà bên trong uy áp đế giả còn có một cỗ khí tức vô hình lan tràn, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực. Linh hồn đau đớn, bỡ ngỡ, người bị uy áp đầu tiên chính là bách biến tôn giả khiên bách biến. Dưới cỗ uy áp vô hình này, lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế vô hình. Trong đầu, linh hồn lực giống như bị áp chế, thế nhưng mà lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Một cỗ khí tức quanh thân tự động lan tràn, nhẹ nhõm ngăn cản uy áp này bên ngoài thân thể. Uy áp mạnh mẽ khiến cho khiên bách biến run rẩy, khí tức trong lúc vô hình này không ngờ lại khiến cho hắn có xúc động muốn phủ phục. Cảm nhận biến hóa của khiên bách biến, Lục Lâm Thiên lập tức bảo hộ khiên bách biến ở bên cạnh. Cỗ uy áp cực lớn này đối với Bạch Linh, mẫu đơn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đối với Tiểu Long mà nói thì càng không cần phải nói. Siêu! Uy của đế giả lan tràn linh hồn lực phô thiên cái địa quanh thân Nam Thúc nương theo một cỗ uy áp linh hồn cực lớn từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một vòng quang mang màu trắng chói mắt, giống như mặt trời giữa trưa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức uy áp linh hồn bàng bạc rít gào, mang theo khí tức khủng bố tới tận cùng. Thần hoàng khí thiên cấp, chỉ dưới cảnh văn mà thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên nhảy lên, trên người Nam Thúc hiện tại đang có thần hoàng khí lan tràn, điểm này Lục Lâm Thiên tuyệt đối có thể khẳng định. Nhưng mà làm cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là từ nhỏ Nam Thúc đã không có thần hoàng khí trên người, bằng không cũng sẽ không rời khỏi Độc Cô gia tộc, thế nhưng hiện tại không biết tại sao thần hoàng khí lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ là chỗ tốt đột phá đế cấp sao? Lục Lâm Thiên phỏng đoán. Chỉ sợ chuyện này có liên quan tới việc đột phá đế cấp. Sau khi đợi Nam Thúc đột phá xong, ổn định lại thì tới lúc đó mới biết được. Hiện tại hắn có suy đoán cũng không ra. Thế nhưng có lẽ hơn phân nửa là chuyện tốt. Người mang thần hoàng khí, trong đám người có tu vi đồng cấp, căn bản khó có thể là đối thủ. Huống chi Nam Thúc cũng là linh vũ song tu, chuyện này sợ rằng sẽ giống như hổ thêm cánh. Khí tức khủng bố như vậy cũng không kéo dài bao lâu, tiếp đó dần dần bình tĩnh trở lại. Năng lượng thiên địa trên không trung từ từ tiêu tán. Có lẽ còn có a. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, Nam Thúc cũng là linh vũ song tu, lúc này đột phá linh đế, có lẽ còn có thể đột phá cấp độ vũ đế. Âm dương linh vũ quyết đều đồng thời đột phá. Quả nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc của huyết linh mẫu đơn và khiên bách biến, không trung vừa mới yên tĩnh lần nữa phong vân biến sắc. Như thế nào vẫn còn đột phá? Người này sao còn đột phá? Hai người mẫu đơn và khiên bách biến rung động, nhìn lên trên không trung, nghẹn họng không nói được câu nào nữa. Ba người Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Tiểu Long thì không có chút ngoài ý muốn nào. Tu luyện âm dương linh vũ quyết chính là như vậy. Lục Lâm Thiên tính toán, lúc Nam Thúc còn là chuẩn đế đã có thể chống lại đế giả, lúc này chính thức đột phá đế giả, tăng thêm thần hoàng khí như hổ thêm cánh, thực lực không cần phải nói. Một lát sau, tất cả động tĩnh biến mất. Nam Thúc mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang tràn ra. Nghĩa phụ, chúc mừng. Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc chính thức đột phá đế cấp, đặt chân là hàng ngũ tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Ngươi cũng đột phá rồi sao?
Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên liền đem chuyện bên ngoài đại khái nói ra một lần. Chuyện về kim đao màu vàng chỗ nào giấu được thì hắn giấu, có mẫu đơn và khiên bách biến ở đây, Lục Lâm Thiên cũng không tiện nhiều lời. Hai người này còn chưa đạt tới tình trạng Lục Lâm Thiên có thể yên lòng. Lúc nghe tới chuyện Lục Lâm Thiên đột phá, ba người Nam Thúc, Bạch Linh, mẫu đơn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt đại biến. Lục Lâm Thiên, người lĩnh ngộ thuộc tính mới, thuộc tính còn đại thành. Đôi mắt xinh đẹp của mẫu đơn nhìn chăm chú vào trên người Lục Lâm Thiên không thôi, ánh mắt màu đỏ tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Về điểm này Lục Lâm Thiên cũng không có che giấu, chuyện này có lừa gạt hay không cũng không trọng yếu. Nghe vậy hai mắt đám người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long sáng ngời, trong mắt hiện lên sự kích động. Nói như vậy ngươi cũng khống chế thuộc tính mới. Ánh mắt mẫu đơn kinh ngạc không thôi, dường như đang nghĩ tới chuyện khủng bố nào đó. Khống chế thuộc tính mới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, rất nhiều chuyện lúc này Lục Lâm Thiên cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được dường như hắn có thể khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa này. Ngươi không biết. Mẫu đơn có chút khinh bỉ, cười khổ nhìn Lục Lâm Thiên, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới tới đại thành, không biết chỗ tốt của thuộc tính đại thành, vận khí của ngươi thật là tốt, nhân loại may mắn. Lâm Thiên, thuộc tính đại thành, ngươi có thể khống chế thuộc tính mới trong thiên địa này. Về sau vũ giả thuộc tính mới xuất hiện trong thiên địa này đều bị ngươi khống chế, cho dù có người lĩnh ngộ thuộc tính kim tới bước này cũng không có cách nào khống chế được thuộc tính kim như ngươi. Trừ phi ngươi chết, truyền thừa của ngươi bị người khác thu được. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự kích động, ngừng một lát, dường như cố gắng nén sự kích động trong lòng, nói. Quan trọng nhất chính là, người khống chế thuộc tính mới, trong đám người có tu vi đồng cấp, không có ai là đối thủ của ngươi. Cho dù là người của thập đại hoàng tộc, tuyệt đối khó có thể chống lại ngươi. Người có tu vi đồng cấp có thể so sánh với ngươi cũng chỉ có thập đại lão tổ của thập đại hoàng tộc. Nam Thúc dứt lời, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên vẫn còn có một chút kích động. Hắn rất rõ ràng việc lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành đem lại chỗ tốt gì. Thuộc tính đại thành, trưởng khống giả thuộc tính mới, có thể khống chế năng lượng thuộc tính, thực lực không phải bằng vào người có tu vi đồng cấp có thể chống lại. Những chuyện này cũng bởi vì hắn là đại thiếu gia Độc Cô gia nên mới biết rõ nhiều như vậy, người bình thường cũng không biết được. Thật sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, dường như việc thuộc tính đại thành có hiệu quả không tệ. Nam Thúc nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên, không khỏi trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Mặt khác, thuộc tính của ngươi đại thành, ta đoán lúc này cả Lục gia đều được coi là hoàng tộc. Thực lực của Lục gia sẽ tăng vọt, về phần tới mức nào ta cũng không biết. Được coi là hoàng tộc. Hai mắt Lục Lâm Thiên sáng lên, lại cũng có chút chờ mong. Nhưng mà hiện tại hắn còn ở trong hư không bí cảnh, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Thế nhưng hắn có thể suy đoán, sợ rằng hắn không có mặt, tình huống bên ngoài sẽ không quá tốt. Tóm lại thuộc tính của ngươi đại thành, cả Lục gia được thơm lây, trời giáng hồng phúc. Lục gia một bước lên trời, bởi vì ngươi, hiện tại Lục gia hiện tại sợ rằng không có cách nào vượt qua Tam Tông Tứ Môn. Thế nhưng có tên tuổi hoàng tộc, chỉ cần ngươi không chết, Lục gia sẽ vượt qua Tam Tông Tứ Môn, chính thức được coi là hoàng tộc, cuối cùng trở thành gia tộc đứng đầu 11 hoàng tộc cũng là chuyện sớm muộn. Nam Thúc nói, đứng đầu 11 đại hoàng tộc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, trừng mắt nói. Ta nói là sự thực, bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả lão tổ của các hoàng tộc đều vẫn lạc, cho nên người có thể nắm giữ năng lượng trong thiên địa chỉ có một mình ngươi mà thôi. Lão đại, chúc mừng. Tiểu Long cũng vì lão đại mà cao hứng không thôi. Lúc này khiên bách biến cũng cực kỳ kích động, hắn không chọn sai người. Từ khi có vị sư đệ này, vận khí của hắn tốt tới không ngờ. Thần khí thượng cổ, truyền thừa thượng cổ, lúc này Lục sư đệ lại lĩnh ngộ thuộc tính mới tới đại thành. Cũng đừng cao hứng quá sớm, cho dù các ngươi có mạnh hơn thì làm thế nào. Hiện tại cũng không ra được. Ngay khi mọi người kích động, cao hứng. Âm thanh như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn truyền ra. Mọi người nghe vậy sững sờ, trong lòng đang vui vẻ lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Lần này bị nhốt ở trong hư không bí cảnh, quả thực không có cách nào đi ra ngoài. Cho dù ở trong này Mi Anh như thế nào cũng vô dụng.
chúng ta đã rời khỏi thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, chẳng lẽ còn không có cách nào đi ra ngoài hay sao? Lục Lâm Thiên nói với Mẫu Đơn, hiện tại lối ra ở đâu hắn cũng không biết. Nếu như có thể đi ra ngoài ta đã sớm ra rồi, cần gì bị nhốt ở nơi này? Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt yêu mị khẽ biến đổi nói. Nếu không phải do ngươi quấy rối, nói không chừng hiện tại ta đã ra được ngoài. Hiện tại muốn ra ngoài sợ rằng phải chờ tới thời điểm tiếp đó. Cũng không biết là mấy ngàn năm hay mấy vạn năm thì nơi này mới mở ra một lần nữa. Lúc đó mới xem các ngươi có cơ hội ra ngoài hay không. Vậy có biện pháp khác ra ngoài hay không? Lục Lâm Thiên khẽ cau mày hỏi. Không có biện pháp khác ra ngoài, huống chi hiện tại các ngươi cũng đột phá đế cấp. Trong không gian này đế cấp bị hạn chế, nói không chừng các ngươi cũng giống như chúng ta, đều không thể rời khỏi nơi này. Mẫu Đơn nói. Nghe vậy trong lòng mọi người lập tức ngưng trọng. Một lát sau, mọi người đi ra khỏi thiên trụ giới, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu thiên trụ giới vào trong tay, cũng biết được chỗ tốt về thời gian của thiên trụ giới, khiến Bách Biến và Mẫu Đơn trợn ngược mắt, giống như sắp rớt ra bên ngoài. Đặc biệt là khiến Bách Biến, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Dường như hắn đã hiểu ra tại sao Lục Lâm Thiên còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi khủng bố như vậy, thì ra là do bảo vật này. Ngươi nói Thái Cổ U Minh Viêm ẩn ở nơi này sao? Bạch Linh lơ lửng trên không trung, nhìn hố sâu cực lớn phía dưới, nàng luôn ở trong thiên trụ giới cho nên chưa từng gặp qua Thái Cổ U Minh Viêm. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Thái Cổ U Minh Viêm ẩn thân dưới lòng đất. Phía dưới là nơi U Minh bị nhốt, U Minh căn bản trốn không thoát. Kỳ thật phong ấn của hắn còn chưa được cởi bỏ triệt để. Bởi vì hư không bí cảnh này mở ra, hắn sợ lúc này triệt để cởi bỏ phong ấn không tìm ra được thân thể chịu tải, cho nên mới sớm ra tay. Thế nhưng đoán chừng phong ấn cũng sắp bị cởi bỏ rồi. Mẫu Đơn nói với Lục Lâm Thiên. Còn chưa triệt để thoát khỏi phong ấn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, nhìn Huyết Linh Mẫu Đơn nói. Mẫu Đơn. Lần trước ngươi nói linh hồn phân thân dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, thật sự có thể làm được sao? Đương nhiên. Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt đỏ chuyển động, nói. Bất quá đó là hành động bất đắc dĩ, hiện tại ngươi đã rời khỏi thế giới của tên U Minh kia. Ngươi lại muốn đi vào, không phải muốn chết sao? Dù sao hiện tại cũng không ra được, có thể dung hợp cũng không tồi. Lục Lâm Thiên quyết định, giống như đã hạ quyết tâm. Lúc này thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm còn chưa khôi phục, xem như thời điểm thấp nhất. Nếu như lúc này hắn không động thủ thì sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Cơ hội lần này Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha, bỏ qua cơ hội này sau này khó tìm được a. Lập tức Lục Lâm Thiên nói chuyện dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm cho Nghĩa Phụ, Bạch Linh, Tiểu Long, Khiên Bách Biến nghe qua một lần. Mọi người nghe vậy, không khỏi nghẹn họng. Phương pháp như vậy ngay cả Nam Thúc cũng chưa từng nghe nói qua. Đem linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm trong linh hồn bổn nguyên xóa bỏ, sau đó dung hợp linh hồn phân thân của mình với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Về sau có thể triệt để khống chế Thái Cổ U Minh Viêm. Nói một cách khác chẳng khác gì là đoạt xá Thái Cổ U Minh Viêm. Về sau thân thể linh hồn phân thân chính là thân thể của Thái Cổ U Minh Viêm. Ngay cả ánh mắt Nam Thúc cũng run lên. Sự khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm hắn đã tận mắt chứng kiến. Mà lúc đó Thái Cổ U Minh Viêm còn chưa đạt tới 1/10 thực lực đã khủng bố như vậy. Nếu như thực sự có thể thành công, tới lúc đó sẽ khủng bố tới mức nào, chẳng khác gì bản thân là linh vật trời sinh Thái Cổ U Minh Viêm. Thật sự có thể thành công sao? Nam Thúc hỏi Lục Lâm Thiên. Có lẽ có thể. Lục Lâm Thiên gật đầu, Mẫu Đơn nói hẳn là thật. Tình huống lúc trước Mẫu Đơn sẽ không gạt hắn. Huống chi lúc này trên người Mẫu Đơn còn có ấn ký linh hồn của hắn. Không phải là có lẽ có thể mà là tuyệt đối có thể, thế nhưng quá trình lại cửu tử nhất sinh. Mẫu Đơn ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Linh hồn ngươi một khi xuất hiện trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm sẽ tan thành mây khói chứ đừng nói tới chạm vào linh hồn bổn nguyên của U Minh. Nhiệt độ bên trong càng thêm khủng bố. Nếu là thời kỳ toàn thịnh. Cho dù là linh hồn phân thân của lão tổ các hoàng tộc trong nhân loại các ngươi đều upsilon.ng phải linh hồn bổn nguyên của U Minh tuyệt đối chỉ có thể chạy trốn. Lâm Thiên, dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm xem như cơ duyên lớn lao, thế nhưng nguy hiểm cũng cực lớn. Nguy hiểm còn không phải là bình thường, người phải cân nhắc cho kỹ. Nam Thúc nói, có nguy hiểm mới có thể đạt được chỗ tốt,
Con sẽ thử xem. Lục Lâm Thiên gật đầu, tâm ý đã quyết, dù sao hiện tại hắn cũng không ra được, chỗ tốt bực này đương nhiên hắn phải thử một phen. Lão đại, nguy hiểm có chút lớn, huynh có mấy thành nắm chắc? Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên, nguy hiểm này quá lớn khiến cho Tiểu Long cũng có chút lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Long sẽ không lo lắng những chuyện này, thế nhưng thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm kia khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng kiêng kỵ. Không có nắm chắc. Lục Lâm Thiên nhún vai, quả thực hắn không có một chút nắm chắc nào, thế nhưng Lục Lâm Thiên vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Hắn cũng không phải là người liều lĩnh, linh hồn tới gần Thái Cổ U Minh Viêm, nếu như bình thường Lục Lâm Thiên cũng không dám, thế nhưng hiện tại Thái Cổ U Minh Viêm tiêu hao cực lớn, đến thời điểm suy yếu nhất, mà linh hồn của hắn đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn qua, cấp độ địa hồn biến cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Dung hợp Thái Cổ U Minh Viêm, lúc này tuyệt đối là cơ hội tuyệt hảo. Tuy rằng nguy hiểm cực lớn, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không muốn buông tha cho cơ hội cực lớn này. Mà quan trọng là, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được địa phương mà Thái Cổ U Minh Viêm ẩn thân, bên trong có Vô Tự Thiên Thư. Cỗ khí tức quen thuộc kia dường như đang dẫn dắt hắn. Lúc trước tiến vào nơi này, Lục Lâm Thiên cũng đã cảm giác được sự tồn tại của Vô Tự Thiên Thư. Lúc này Lục Lâm Thiên thậm chí còn có chút hoài nghi, có lẽ sự tồn tại của Thái Cổ U Minh Viêm có quan hệ với Vô Tự Thiên Thư. Giải quyết Thái Cổ U Minh Viêm này mới có thể biết được tin tức của Vô Tự Thiên Thư. Thái Cổ U Minh Viêm tuyệt đối là thứ tốt, cho nên hắn phải dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên, người quyết định đi trêu tên U Minh kia sao? Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, hiếm khi nghiêm túc nói. Cho dù bây giờ chúng ta không đối phó với hắn, chúng ta cũng không ra được. Nếu để cho hắn khôi phục, người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lục Lâm Thiên nói với Mẫu Đơn. Ánh mắt Mẫu Đơn chớp động, khẽ đảo rồi nói. Ngươi nói đúng, U Minh là người có cửu oán tất báo, ngươi lại diệt linh hồn phân thân của hắn, nếu chờ tới khi hắn khôi phục, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù chúng ta ra khỏi nơi này, chứng minh hắn cũng có thể đi ra ngoài. Hắn sẽ đuổi giết chúng ta. Dùng tu vi của hắn, cho dù chúng ta chạy trốn tới chân trời góc bể cũng vô dụng. Cho nên chúng ta phải ra tay, chậm trễ thì sẽ không có cơ hội. Lục Lâm Thiên ngưng trọng nói, bất kể như thế nào hiện tại cũng phải đối phó với Thái Cổ U Minh Viêm này. Nói như vậy chúng ta phải động thủ sao? Ánh mắt Nam Thúc ngưng trọng, cho dù tất cả mọi người đột phá đế giả, thế nhưng trong lòng của hắn cũng không cho rằng đám người mình có bao nhiêu phần thắng. Hình như là không còn lựa chọn nào khác. Mẫu Đơn nói xong, tiếp tục nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tên U Minh kia quá mạnh, cơ hồ là bất tử bất diệt, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp lúc trước. Nhưng mà chúng ta nếu muốn chủ động đi vào trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm thì có chút khó khăn, không biết có thể làm được hay không. Chẳng lẽ nhiều người chúng ta liên thủ cũng không có cách nào làm được hay sao? Tiểu Long nhíu mày, trong mắt có chút chiến ý, hiện tại có mấy đế giả có mặt à? Mẫu Đơn liếc mắt nhìn Tiểu Long, nói. Thú tộc nhà ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi quá coi thường tên U Minh kia rồi. Hiện tại hắn đang bị phong ấn, lại bị Lục Lâm Thiên diệt linh hồn phân thân mà thôi, cho nên còn chưa có khôi phục, chúng ta liên thủ có lẽ còn có cơ hội áp chế nó, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Tên kia bất tử bất diệt, căn bản không có cách nào triệt để đánh chết hắn. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh, chúng ta có liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đốt chúng ta thành tro bụi. Thực sự mạnh tới mức đó sao? Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, mặc dù biết Thái Cổ U Minh Viêm lợi hại, thế nhưng lúc này hắn cũng là đế giả, những lời này khiến cho trong lòng Tiểu Long rất khó chịu, hắn chưa từng chịu phục một ai. Ngươi còn không phục sao, tên U Minh kia từ thời sơ khai đã xuất hiện, so với đám nhân loại, thú tộc các ngươi còn xuất hiện sớm hơn nhiều. Mẫu Đơn nói với Tiểu Long, thú tộc các ngươi đột phá thành đế, hiện tại cũng chỉ là đế giả sơ kỳ mà thôi. Nếu ta đoán không sai ngươi hiện tại cũng chỉ tương đương với đế giả nhất trọng đỉnh phong. Những người khác vừa mới đột phá đều là đế giả nhất trọng. Thế nhưng trước khi U Minh bị phong ấn đã là đế giả đỉnh phong, tương đương với vũ đế, linh đế cửu trọng đỉnh phong. Các ngươi cảm thấy nếu như U Minh khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, chúng ta sẽ là đối thủ của hắn sao? Hít! Nghe Mẫu Đơn nói, Khiên Bách Biến, Nam Thúc, Bạch Linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Long cũng thè lưỡi. Quả thực không phải là đối thủ.
Tất cả mọi người đều là người có ngạo khí, đều không phải là người thường, thế nhưng chính bởi vì như vậy mọi người cũng không phải là người tự cao tự đại. Bọn họ hiểu rõ giữa mình và Thái Cổ U Minh Viêm cách xa ra sao. Cấp độ đế giả, mỗi một trọng đều là một cái hào rộng không thể miêu tả, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đối với cấp độ đế giả, hiện tại Lục Lâm Thiên kỳ thực còn không quá hiểu rõ, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phán đoán sự cách biệt giữa thực lực của mình và Thái Cổ U Minh Viêm hiện tại. Không phải nói Thái Cổ U Minh Viêm hiện tại đang trọng thương sao? Muốn ra tay đối phó, có lẽ càng nhanh thì càng tốt. Bạch Linh khẽ nói, y phục trắng như tuyết, ánh mắt nhìn vào trong hố sâu cực lớn, trong lúc mơ hồ nàng vẫn còn có thể cảm nhận được cỗ khí tức nóng bỏng từ trong lòng đất tràn ra. Càng ra tay nhanh càng tốt. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhìn mẫu đơn nói. Biện pháp cụ thể dung hợp với U Minh ngươi mau nói cho ta biết đi. Vậy ngươi nên cẩn thận, ta sẽ nói biện pháp cụ thể cho ngươi biết. Tới lúc đó ngươi cứ làm theo là được, ở trong đó hung hiểm vạn phần, chỉ cần không cẩn thận, nhẹ thì khiến ngươi tổn thất một đạo linh hồn phân thân, khiến ngươi trọng thương, tu vi về sau bị ảnh hưởng. Nặng thì còn khiến cho bản thể ngươi bị liên quan nhiều hơn. Ngươi tự mình cầu phúc đi. Mẫu đơn nói xong, thủ ấn biến hóa, trong tay xuất hiện một đạo lưu quang huyết sắc, lưu quang bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên, hai mắt Lục Lâm Thiên khép hờ. Ánh mắt Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long Khiên bách biến lập tức cảnh giác, rõ ràng bốn người còn chưa tin mẫu đơn. Các ngươi không cần phải hoài nghi ta, ta đã đáp ứng ở bên cạnh bảo hộ hắn 1000 năm, huống chi hiện tại hắn đã bố trí ấn ký linh hồn trên người ta. Ta sẽ không gây bất lợi với hắn đâu. Mẫu đơn nhìn mọi người, nàng có thể cảm nhận được mọi người không tin tưởng mình. Nàng nói tiếp, huống chi cho dù quả thực ta muốn gây bất lợi với hắn, ta đoán hiện tại ta cũng khó làm được. Nghe vậy Khiên Bách biến cùng với Nam Thúc, Bạch Linh cực kỳ chấn động. Ba người hiểu rõ linh vật trời sinh đại biểu cho cái gì. Huống chi đây lại là huyết linh mẫu đơn khủng bố, đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Riêng Tiểu Long lại bình tĩnh, không quá ngạc nhiên. Một đạo lưu quang huyết sắc của mẫu đơn ở trong đầu Lục Lâm Thiên hóa thành một cỗ tin tức chi tiết về phương pháp đối phó với Thái Cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên quét qua một chút, trong lòng đã biết rõ phải đối phó với Thái Cổ U Minh Viêm thế nào, hai mắt lúc này mới mở ra. U Minh căn bản không có cách nào bị đánh chết, biện pháp này tuy rằng hung hiểm, thế nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất, nếu như thất bại, đợi U Minh khôi phục. Cho dù tùy tiện khôi phục một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ vô cùng phiền phức. Mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Mà phiền phức của ngươi lớn nhất, nếu như thất bại mà nói sẽ lành ít dữ nhiều. Ít nhất linh hồn phân thân sẽ mất, thế nhưng nếu thành công, về sau thực lực của ngươi sẽ cực kỳ khủng bố. Động thủ đi. Lục Lâm Thiên gật đầu, đối với nguy hiểm bên trong đã hiểu rõ, hắn nhíu mày nói. Thái Cổ U Minh Viêm trốn rồi, chúng ta phải tìm như thế nào? Không cần phải gấp, phía dưới chính là hang ổ của hắn. Có lẽ hắn còn bị một tia phong ấn chưa thể phá tan, cho nên hắn trốn không được đâu. Các ngươi cần phải chú ý, hiện tại các ngươi cũng là đế giả, đều có thể ngưng tụ linh hồn phân thân. Thế nhưng U Minh trời sinh có thể đối phó với linh hồn, là khắc tinh của linh hồn. Linh hồn các ngươi chỉ vừa mới xuất hiện sẽ lập tức bị U Minh thôn phệ, đến lúc đó còn trở thành thuốc bổ cho hắn. Khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhiều. Tốc độ khôi phục nhanh hơn. Mẫu đơn nói. Mọi người gật đầu, may mà mẫu đơn nhắc nhở, đột phá đế giả đều có thể ngưng tụ linh hồn phân thân, nếu như linh hồn phân thân đồng loạt ra tay, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên nhiều. Thế nhưng cũng có không ít nguy hiểm. Linh hồn phân thân bị trọng thương, chẳng khác gì là bản thể bị trọng thương, thậm chí trình độ trọng thương còn nghiêm trọng hơn. Nếu như động thủ với Thái Cổ U Minh Viêm kia, tất cả mọi người đều là đế giả vừa mới tấn chức. Khó bảo đảm sẽ không xuất ra linh hồn phân thân thử uy lực. Nếu như thực sự vận dụng linh hồn phân thân, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Bạch Linh cùng với Nam Thúc, thậm chí là Tiểu Long cũng có chút hảo cảm với mẫu đơn. Khiên Bách Biến còn chưa phải đế giả, nhưng mà hắn cũng là linh tôn cửu trọng hậu kỳ gần tới đỉnh phong. Linh hồn phân thân đối với hắn không có bao nhiêu quan hệ. Mọi người đi xuống đi, phía dưới là hang ổ của U Minh, liên thủ toàn lực đối phó. Mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi thừa cơ nghĩ biện pháp tiến vào trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, sau đó nên làm cái gì tự ngươi biết rõ. Tất cả phải xem vận khí,
nếu như ngươi thất bại thì tất cả chúng ta đều xong đời. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân ảnh lóe lên lập tức chui vào trong hố sâu cực lớn dưới lòng đất. Chúng ta đi. Thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn cũng lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc theo sau lưng Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Nam Thúc, Tiểu Long, đều đi theo sau. Bách biến tôn giả khiến bách biến do dự một chút rồi cũng lách mình tiến vào trong hố sâu dưới lòng đất. Hắn cũng muốn biết một chút về Thái Cổ U Minh Viêm. Hắn luôn ở trong thiên trụ giới, cũng chưa từng gặp qua Thái Cổ U Minh Viêm khủng bố. Trong hố sâu thâm thúy, cũng không biết sâu bao nhiêu, giống như đi thông cửu u địa ngục, thế nhưng Lục Lâm Thiên đã đi vào một lần, trong lòng cũng không cảm thấy gì lạ. Trong hố sâu, càng đi xuống nhiệt độ dường như càng ngày càng cao, khiến cho linh hồn bắt đầu không thoải mái. Trong hố sâu thâm thúy, bốn phía bắt đầu xuất hiện một đỏ nhạt, trong màu đỏ nhạt hiện lên màu xanh da trời. Nhiệt độ trong không gian này trong lúc vô tình đã kéo lên tới tình trạng khủng bố. Nhiệt độ quái dị, dưới nhiệt độ này, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tất cả cẩn thận một chút, bản thể U Minh là U Minh Viêm Hỏa có thể đối phó với linh hồn. Trong lúc vô hình có thể thẩm thấu vào bên trong linh hồn, bất chi bất giác sẽ thiêu đốt linh hồn thành cho bụi. Khi các người phát hiện ra đã muộn rồi. Mẫu đơn nhắc nhở mọi người. Nghe vậy mọi người càng thêm cẩn thận, trước mặt linh hồn, ai cũng không dám chủ quan. Một lát sau mọi người lần nữa tiến vào trong không gian to lớn khôn cùng, giống như là ở trong cửu u địa ngục, bao la vô cùng. Trên không gian thâm thúy bao la, vô số hỏa diễm giống như ngôi sao lơ lửng trên không trung, không ngừng tỏa ra quang mang yếu ớt chiếu rọi không gian. Khắp không gian bao la, vẻ nóng bỏng đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại còn tràn ngập một cỗ sát khí âm lãnh. Không gian này quả thực giống như là một thế giới khác, tràn ngập hỏa diễm lơ lửng trên không trung, vô cùng quỷ dị, giống như là vô số ngôi sao treo lơ lửng trên vòm trời, cực kỳ quỷ dị. Nơi này thật quỷ dị. Bạch Linh, khiên bách biến lơ lửng trên không trung, nhìn không gian này kinh ngạc không thôi. U Minh ở ngay trước mắt hắn còn chưa thể rời tới nơi khác. Đến không gian này, trong mắt mẫu đơn hiện lên sự ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nàng vô cùng sợ Thái Cổ U Minh Viêm, bởi vì nàng hiểu rõ thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm. Chúng ta làm sao tìm được hắn? Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của Thái Cổ U Minh Viêm. Thế nhưng cũng không thấy được sự tồn tại của Thái Cổ U Minh Viêm. Mà trong không gian này, lúc này Lục Lâm Thiên càng có thể cảm nhận được khí tức của Vô Tự Thiên Thư vô cùng rõ ràng. Vô Tự Thiên Thư đang ở trong không gian này. Bản thể U Minh chính là Thái Cổ U Minh Viêm Hỏa, hình thành dưới mặt đất, cho nên ở dưới mặt đất có thủ đoạn che giấu. Mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên nói, lập tức nhìn về phía trước nói. U Minh, xuất hiện đi, bằng vào thủ đoạn che giấu đó của ngươi còn chưa đủ qua mắt ta được. Tiện tì, dám phản bội ta. Huyết Linh mẫu đơn vừa mới nói xong, một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian. Đúng là âm thanh của Thái Cổ U Minh Viêm, tiếng quát đồng thời vang vọng, không gian này lập tức nóng bỏng. U Minh, đừng nói khó nghe như vậy, bất quá chúng ta chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Ta cũng không phải kẻ ngốc, ngươi định sau khi hoàn toàn thoát khốn sẽ không bỏ qua ta, thôn phệ ta, ngươi sẽ càng cường đại hơn, khôi phục nhanh hơn. Mẫu đơn nhìn lên không trung nói. Hừ, tiện tì nhà ngươi quả nhiên không đáng tin, nếu không phải có ta, ngươi há có thể đột phá thành đế nhanh như vậy sao? Âm thanh của Thái Cổ U Minh Viêm truyền ra, trên không gian bắt đầu chuyển thành màu xanh da trời, nhiệt độ ngày càng cao hơn. Mọi người cẩn thận. Lục Lâm Thiên nói với mọi người, xem ra mẫu đơn vốn đã bất hòa với Thái Cổ U Minh Viêm, linh vật trời sinh tâm trí không phải bình thường. Ngươi giúp ta đột phá nhanh như vậy còn không phải bởi vì muốn ta giúp ngươi phá vỡ phong ấn hay sao? Ta không nợ ngươi cái gì hết, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Con mắt đỏ tươi của mẫu đơn biến ảo, nói. Khắc khắc, tiện tì nhà ngươi chẳng lẽ cho rằng liên thủ với mấy nhân loại cùng với thú tộc là có thể đối phó với ta sao? Nực cười. Chỉ nghe thấy âm thanh của Thái Cổ U Minh Viêm không thấy thân thể của hắn. Có thể đối phó với ngươi được hay không ngươi sẽ biết ngay thôi. Ngươi đã không còn là ngươi của lúc trước. Không biết hiện tại còn mấy thành thực lực của trước kia. Ta đoán đã tiêu hao tới mức tận cùng Mẫu đơn tuy rằng kiêng kỵ Thái Cổ U Minh Viêm, thế nhưng lúc này vẫn đối chọi gay gắt. Lục Lâm Thiên, ta đang kích tên U Minh kia xuất hiện, nếu nó không ra,
chúng ta quả thực khó có thể hành động. Đến lúc đó chúng ta đối phó với Thái Cổ U Minh Viêm, người nghĩ biện pháp tiến vào trong thế giới của hắn. Thế giới của hắn ở trung tâm hỏa viêm, sợ rằng phải dùng biện pháp mạnh tiến vào. Sau khi tiến vào trong, người cứ làm theo phương pháp ta nói cho ngươi là được. Mẫu đơn truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hóa ra mẫu đơn đang kích động Thái Cổ U Minh Viêm, đoán chừng Thái Cổ U Minh Viêm sẽ không chịu nổi ký. Cho dù ta tiêu hao nhiều hơn nữa bằng vào các ngươi cũng không thể đối phó được ta. Dù ta đi ra, các ngươi cũng không thể làm gì được ta. Hừ! Thái Cổ U Minh Viêm hét lớn một tiếng, âm thanh vừa dứt, trên hư không lập tức có một đạo quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời giữa trưa lan tràn ra. Siêu siêu! Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong phiến hư không này có một nhiệt độ kinh khủng xuất hiện. Cỗ nhiệt độ này khiến cho làn da trên thân thể mọi người truyền tới cảm giác phỏng rát, cho dù là đế giả cũng cảm thấy đau đớn. Hai người Khiên Bách Biến và Bạch Linh cũng đột nhiên ngẩng đầu lên trên không trung, nhiệt độ khủng bố khiến cho ánh mắt Bạch Linh hoảng hốt, Khiên Bách Biến thì càng không cần phải nói. Siêu! Cùng lúc trên không gian có một vết nứt không gian vỡ tan rồi lan ra. Một cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong vết nứt không gian đổ xuống. Bên trong cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời kia lan tràn ra nhiệt độ đáng sợ mà linh hồn không có cách nào chịu đựng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hư không lập ức bị hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, lan tràn một cỗ khí thức âm hàn, cổ xưa, tạo thành một biển lửa màu xanh ra trời. Cả hư không run rẩy, hỏa diễm màu xanh phô thiên cái địa từ trong hư không không ngừng tràn ra. Giống như là từ trong cửu u địa ngục lao ra vậy. Cỗ khí tức đáng sợ khiến cho người ta động dung lặng lẽ lan tràn ra. Nhất thời, một cỗ nhiệt độ giống như hủy diệt bao phủ cả không gian, nhiệt độ như vậy khiến cho linh hồn mọi người bị ảnh hưởng tuyệt đối. Trong đầu Khiên Bách Biến truyền đến cảm giác mê muội, đồ hồn đột nhiên xuất hiện trong tay, kiếm quang chói mắt bao phủ thân thể, đem nhiệt độ khủng bố ngăn cản bên ngoài không ít. Đồ hồn xuất hiện có thể ngăn cản đại bộ phận nhiệt lượng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên. Xem ra đồ hồn kiếm quả nhiên bất phàm, xem ra sư phụ Trảm Hồn Đại Đế của hắn cũng không phải là linh đế bình thường. Vốn Lục Lâm Thiên còn muốn ra tay che chở cho Khiên Bách Biến, thế nhưng lúc này xem ra có đồ hồn kiếm, Khiên Bách Biến tạm thời không cần che chở. Lúc này dưới nhiệt độ khủng bố, linh hồn Lục Lâm Thiên chịu ảnh hưởng ít nhất, dường như bởi vì đột phá đế giả, linh hồn tăng lên một cấp độ. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên có thể mơ hồ cảm giác được, sợ rằng hồn anh của hắn đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn giũa, cho nên sự ảnh hưởng mà cỗ khí tức nóng bỏng kia gây ra cho linh hồn lực hắn cực kỳ thấp. Tăng thêm lúc này Thái Cổ U Minh Viêm so với khi trước tiêu hao 7 năm dòng cùng thiêu đốt linh hồn, thậm chí lúc này đối mặt với Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên cảm giác cũng không phải là không làm được. Hảo kiếm, thần khí thượng cổ sao? Nhìn đồ hồn kiếm trong tay Khiên Bách Biến. Trong mắt Nam Thúc hiện lên chút kinh ngạc. Cảm nhận thanh kiếm này không phải là phàm vật. Trong hư không bao la, lúc này khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn giống như dung nham màu xanh ra trời. Hỏa diễm màu xanh không ngừng nhảy lên, toát ra sương mù màu xanh ra trời, trong tầm mắt mọi người là một biển lửa màu xanh ra trời. Linh vật trời sinh, đây là Thái Cổ U Minh Viêm sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ đổi. Lúc này rõ ràng cũng bị sự khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm làm cho rung động. Lão đại, đối phó như thế nào đây? Trước khi Tiểu Long đột phá khi gặp phải Thái Cổ U Minh Viêm đã phải hóa thành bản thể cùng Huyền Vũ thần sắc chống lại, lúc này tuy rằng đột phá thế nhưng cũng có dấu hiệu không thể chống lại. Không có cách nào đánh chết Thái Cổ U Minh Viêm, chỉ cần bổn nguyên của hắn chưa bị diệt, có một đám hỏa diễm tồn tại là có thể trực tiếp khôi phục. Giống như là bất tử bất diệt. Chỉ có thể công kích, để cho hắn tiêu hao và phân tâm, còn lại để cho Lục Lâm Thiên đi đối phó. Mẫu đơn nói, tiện tì, ngươi ở cùng đám nhân loại và thú tộc này được cái gì? Được chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, sau này cũng không làm khó ngươi nữa. Trong biển lửa màu xanh ra trời, âm thanh của Thái Cổ U Minh Viêm lần nữa vang lên. U Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Mẫu đơn khẽ cắn môi, trong đôi mắt đỏ tươi như máu xuất hiện hàn ý. Tiện tì. Tiếng hét lớn vang vọng, trong biển lửa màu xanh ra trời lập tức có một nam tử mặc áo lam đạp không đứng thẳng, toàn thân giống như tương liên với biển lửa màu xanh phía dưới. Toàn thân lan tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa không nói nên lời,
giống như từ bé đã cùng tồn tại với thiên địa vậy. Mọi người cẩn thận, mau bảo vệ linh hồn. Nhìn thấy U Minh hiện thân, mẫu đơn lập tức nhắc nhở mọi người. Hừ, không ngờ nhanh như vậy đã đột phá. Hai mắt U Minh nhìn Nam Thúc và Tiểu Long, còn có Bạch Linh, khiên bách biến. Hai mắt trong suốt, mang theo cảm giác tà dị không nói nên lời. Thân thể giống như tới từ cửu U địa ngục, khí tức nóng bỏng lan tràn, thế nhưng bên trong lại có một cỗ khí tức âm hàn. Dưới ánh mắt của U Minh, thân hình Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh, khiên bách biến run lên, giống như bị nhìn thấu, căn bản không thể che giấu cái gì. Linh hồn giống như bị thiêu đốt, bị ảnh hưởng. Đừng nhìn vào hai mắt hắn, hắn có thể khiến cho linh hồn các ngươi chịu công kích. Mẫu đơn nói, tiện tì, đối phó với ngươi trước, phản bội ta sẽ không có kết cục tốt. Nhìn huyết linh mẫu đơn, U Minh giận dữ phất tay một cái. Trong biển lửa màu xanh da trời phía dưới có một đạo hỏa diễm màu xanh da trời phóng lên cao mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khủng bố vô cùng. Giống như đốt cháy không gian, bao phủ mẫu đơn. Đạo hỏa diễm màu xanh da trời giống như quang trụ này bắn ra đem theo một vết đen kịt lớn vài thước trong không gian, đen kịt giống như là một thông đạo trong không gian. Đốt cháy không gian thành hư vô, biển lửa màu xanh da trời phía dưới cuồn cuộn, khí tức nóng bỏng lần nữa lan tràn ra chung quanh. Nam Thúc và Bạch Linh lúc này cũng nhanh chóng bố trí quang cháo bảo vệ thân thể, đem nhiệt độ khủng bố này ngăn cản ngoài thân thể. Ta nói rồi, ngươi không còn là ngươi lúc trước, dùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi chó rằng mình có thể đối phó với ta sao? Ánh mắt mẫu đơn trầm xuống, cắn răng phất tay một cái. Một đạo quang trụ huyết sắc bàng bạc bắn về phía đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong quang trụ huyết sắc lan tràn ra. Siêu. Những nơi quang trụ huyết sắc đi qua, hư không xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, quang mang huyết sắc lan tràn, khiến cho lòng người rung động tới mức tận cùng. Phanh phanh. Cả hai lập tức va chạm, âm thanh bạo liệt giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Kình phong cuồng bạo khuếch tán, hư không chung quanh lập tức bị sốc lên tạo thành một động sâu. Hỏa diễm màu xanh ra trời cùng với năng lượng huyết sát lan tràn ra. Khục khục. Mẫu đơn bị đẩy lui. Mà thân hình U Minh chỉ lảo đảo lay động. Cho dù lúc này U Minh bị tiêu hao cùng với bị thương cực kỳ nghiêm trọng, mẫu đơn cũng khó có thể chống lại. Thật mạnh. Ánh mắt Bạch Linh, Nam Thúc nhảy lên, lúc này bọn họ đột phá đế giả, thế nhưng lại tự nhận thực lực của mình không có cách nào mạnh hơn mẫu đơn, mà thái cổ U Minh viêm thì quá mạnh. Vẫn cực kỳ khủng bố a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, thái cổ U Minh viêm bị thương cùng với tiêu hao nghiêm trọng lắm rồi. Không ngờ lại mạnh mẽ tới cực điểm như vậy. Hừ, các ngươi căn bản không thể làm gì được ta, tiện tì, nhận lấy cái chết. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như sóng biển, không ngừng bốc lên. Lần nữa ngưng tụ thành một đạo quang tụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bắn về phía mẫu đơn. Để cho ta xem ngươi mạnh như thế nào. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, thân thể uyển chuyển giống như hồ điệp xuất động, bàn tay ngưng tụ ra một đạo quang trụ bằng năng lượng màu trắng. Lập tức ngăn cản trước người mẫu đơn. Lúc này Bạch Linh cũng muốn thử xem thực lực của chính mình. Phanh phanh. Hai đạo năng lượng va chạm, tựa như pháo hoa rực rỡ nhất nổ tung. Kinh khí khủng bố nương theo hỏa diễm màu xanh ra trời, bên trong dường như cất giấu lực lượng hủy diệt lan tràn ra chung quanh. Thân thể Bạch Linh lập tức lảo đảo đẩy lui, đột phá tới đế cấp, lúc này cũng không có cách nào chống lại thái cổ U Minh Viêm. Thú tộc sao, ngươi càng không đủ. Thái cổ U Minh Viêm khẽ quát một tiếng, lần nữa phất tay ra, giống như là sóng to gió lớn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời lớn hơn ngàn thước ở dưới thân Bạch Linh, cự nhân đứng sừng sững trong biển lửa màu xanh ra trời. Siêu! Cự nhân bằng hỏa diễm phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn. Một đạo quyền ấn lan tràn ra hỏa diễm màu xanh ra trời được đánh ra. Không gian chung quanh quyền ấn. Không gian bị đốt cháy thành hư vô. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, cự nhân bằng hỏa diễm cực lớn này khiến cho nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngao! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đi tới trước người Bạch Linh, quang mang màu vàng lóe lên, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay. Duệ kim hồn đao! Tiếp đó Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng, trong không trung lập tức có quang mang màu vàng nồng đậm lan tràn ra. Khí tức sắc bén mà lạnh lẽo, huyết lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Trong giây lát bổ về phía cự nhân kia. Siêu.
Đao mang mang theo khí tức sắc bén ầm ầm xẹt qua không trung, không gian xuất hiện khe nứt đen kịt, linh hồn lực phô thiên cái địa ẩn chứa bên trong đao mang lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, một đao kinh người này lập tức đánh vào trên quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời của cự nhân kia. Quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời tán loạn, đao mang thuận thế phóng về phía trước, đem quyền ấn đánh vỡ. Đao mang còn thừa chút xuống vào người cự nhân bằng hỏa diễm, rồi nghiền nát cự nhân đó ngay tại chỗ. Ken két. Cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ hơn ngàn thước kia trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời, giống như pháo hoa rực rỡ trên không trung. Khó có thể chống lại uy lực của một đao. Thật mạnh. Nam Thúc, Khiên Bách Biến, Bạch Linh, Mẫu Đơn, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vừa mới đột phá vũ đế mà thôi, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ đây là chỗ tốt của thuộc tính đại thành, khống chế thuộc tính mới sao? Trong lòng Mẫu Đơn kinh ngạc, rung động không thôi, nàng tất nhiên hiểu rõ uy lực của một đao kia khủng bố ra sao. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cự nhân bằng hỏa diễm bị nghiền nát, thái cổ U Minh Viêm dường như lại một lần nữa bị thương, miệng rít gào liên tục, phất tay một cái, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang nóng bỏng bắn xuống biển lửa màu xanh da trời. Ầm ầm. Trong không gian bao la tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời lập tức nổi lên sóng to gió lớn, kịch liệt cuồn cuộn. Nhiệt độ cũng ngày càng khủng bố. Chúng ta nhanh công kích làm U Minh tiêu hao, còn lại giao cho Lục Lâm Thiên. Mẫu Đơn hét lớn một tiếng, nàng quen thuộc nhất với thái cổ U Minh Viêm, dứt lời, cánh tay khẽ phất một cái, trước người có vô số dây mây màu đỏ được ngưng tụ ra. Từng đạo dây mây giống như mũi tên xuyên thủng không gian, hung hăng vọt về phía biển lửa màu xanh da trời. Công kích. Ngay sau Mẫu Đơn, Bạch Linh, Nam Thúc, Tiểu Long cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo năng lượng hùng hậu, cơ hồ tất cả công kích đều xuyên thấu không gian, khiến cho vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Khiên Bách Biến không ra tay, thực lực của hắn chỉ có thể bảo vệ mình trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, lại dựa vào đồn hồn kiếm bảo vệ bảo thân, cho nên cũng không cố gắng ra tay. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả công kích đánh vào trong biển lửa màu xanh da trời. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng trong hư không to lớn. Năng lượng khủng bố khiến cho hỏa diễm gợn sóng, vô số hỏa diễm bắn tứ tung, giống như cầu vồng xẹt qua không gian, mang theo dấu vết gợn sóng bị đánh bay. Ngao! Vào giờ phút này, phía dưới không trung rít gào, trong không gian tràn ngập hỏa diễm ngưng tụ ra một đầu rồng lửa cực lớn, tiếng gầm gừ mang theo năng lượng nóng bỏng vang vọng trong không gian. Đầu cự long bằng lửa này lập tức xoay quanh trên không trung. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này vô cùng khổng lồ, ước chừng 2-3 ngàn thước, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn, miệng dữ tợn rít gào, uy thế kinh người. Lúc này ngay cả chúng đế cũng phải run sợ, nếu như một mình gặp phải nó, cho dù tất cả đế giả có mặt ở đây cũng không có ai có thể chống lại được. Lục Lâm Thiên, ngươi nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Cẩn thận một chút, ở đây giao cho chúng ta. Ngươi ở lại cũng vô dụng, U Minh căn bản không có cách nào đánh chết. Mẫu Đơn nhìn qua đầu cự long bằng hỏa diễm trên không trung, biết rõ U Minh đã giận dữ thực sự. Nhưng nếu không xóa bỏ linh hồn trong linh hồn bổn nguyên của hắn, căn bản không thể giết được hắn. Ngao! Cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời rít gào, năng lượng nóng bỏng kinh khủng quanh thân chấn động, đột nhiên tuôn ra. Thân thể khổng lồ lao ra, đôi mắt cực lớn tập trung vào mọi người, nhiệt độ nóng bỏng không chỉ giống như muốn hòa tan thân thể của mọi người. Quan trọng hơn là nhiệt độ nóng bỏng còn tác động tới linh hồn, rất là đáng sợ. Đồng loạt ra tay. Bạch Linh khẽ quát một tiếng, trong giây lát, thân thể khổng lồ đã hóa thành bản thể cửu vĩ thiên hồ, uy thế kinh người đột nhiên kéo lên. Đối với thú tộc mà nói, bất kể là tới cấp độ gì, thực lực trong trạng thái bản thể mới là mạnh nhất. Ngao. Đồng thời Tiểu Long cũng hóa thành bản thể khổng lồ, uy thế kinh người so với trước đó không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Thực lực càng đạt tới tình trạng khủng bố. Ngao ngao ngao. Nam Thúc cũng lập tức thúc giục ra cửu long xích viêm đỉnh, chín đầu cự long bằng lửa lao ra, trong lúc mơ hồ dường như muốn lật tung rồi nghiền nát không gian này. Ầm ầm. Cùng lúc, cái miệng dữ tợn của cự long màu xanh da trời đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ hỏa diễm màu xanh da trời phun ra, khiến cho không gian lập tức vặn vẹo. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời phá toái hư không, những nơi nó đi qua không gian bị đốt cháy thành hư vô, hiện ra vết nứt đen kịt trong không gian.
nhiệt độ khủng bố khiến cho chúng đế giả tuy rằng có chân khí, yêu nguyên hộ thân thế nhưng toàn thân có cảm giác bị phỏng, linh hồn bị ảnh hưởng càng lớn. Ầm ầm ầm, chúng đế giả lập tức ra tay, cơ hồ tất cả công kích ầm ầm đánh tới, lập tức va chạm vào một chỗ. Dưới công kích phô thiên cái địa, không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn giống như sóng biển. Công kích khủng bố va chạm, tiếng nổ chấn động nhân tâm trong sát na vang vọng. Nhiệt độ trong không gian lần nữa tăng vọt, mấy người liên thủ công kích cũng khó có thể làm gì được cự long cực lớn bằng hỏa diễm. Phá! Lục Lâm Thiên nhìn cảnh này, cũng không có trì hoãn, huyết lục lần nữa tác động tới năng lượng thuộc tính kim trong không gian, hung hăng bổ một đao vào phía trên biển lửa màu xanh ra trời, bổ đôi biển lửa màu xanh ra trời này ra. Ken két! Biển lửa màu xanh ra trời bị tách ra làm hai, lập tức xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lực lượng ngũ hành tương khắc vận chuyển, quanh thân được một vòng quang mang màu lam bao phủ, một cỗ khí tức lạnh lẽo lan tràn, thân ảnh lập tức xông vào trong hỏa diễm màu xanh ra trời. Tuy rằng có thể khống chế thuộc tính kim, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không sử dụng thuộc tính kim. Tuy rằng Thái Cổ U Minh Viêm không hiểu lực lượng vô hình tương sinh tương khắc, thế nhưng trong lúc vô hình vẫn có ảnh hưởng với hắn. Loại ảnh hưởng này có thể khống chế thuộc tính kim của hắn, cho nên hắn phải làm sự ảnh hưởng này xuống mức thấp nhất. Nhưng mà tuy rằng sự ảnh hưởng rơi xuống mức thấp nhất, cũng có nghĩa là sự ảnh hưởng vẫn tồn tại. Cho nên Lục Lâm Thiên lựa chọn thuộc tính thủy, vận dụng lực lượng ngũ hành tương khắc, lúc này toàn thân mới thoải mái một ít. Thân hình chui vào trong vết nứt không gian đen kịt, tiếp đó Lục Lâm Thiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, thân thể cũng bị biển lửa màu xanh ra trời bốn phương tám hướng bao phủ vào bên trong. Sóng lửa khủng bố cuồn cuộn đập vào mặt, mang theo khí tức giống như hủy diệt, lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Phanh phanh! Trên không trung mọi người đang không ngừng giao thủ với cự long bằng hỏa diễm cực lớn kia. Âm thanh bạo liệt kinh người vang vọng, năng lượng hủy diệt khủng bố lan tràn ra. Cảnh giao thủ này khiến cho Khiên Bách biến nghẹn họng nhìn chân chối, loại giao thủ cấp độ này nếu như hắn không có đồ hồn kiếm mà nói, sợ rằng lúc này sẽ tan thành mây khói trong dư âm của kình khí chung quanh. Giờ phút này cho dù Khiên Bách biến đã biến rõ cái gì là đế giả, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể tạo thành công kích, đều có lực lượng rời núi lấp biển, lực lượng kinh người hủy diệt không gian. Siêu! Lục Lâm Thiên tiến vào trong biển lửa màu xanh ra trời, lập tức bị hỏa diễm ngập trời cuồn cuộn ngăn cản. Nhưng mà hỏa diễm cũng không thể ngăn cản Lục Lâm Thiên tiến lên, thân thể được quang mang màu lam lạnh lẽo bao phủ, tiếp tục tiến lên. Nhiệt độ khủng bố thông qua quang mang màu lam khiến cho Lục Lâm Thiên không thể không tiêu hao chân khí chống đỡ nhiệt độ. Nhiệt độ khủng bố này cũng không phải Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản toàn bộ, nhiệt độ khủng bố thẩm thấu vào khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên có cảm giác phỏng. Nhiệt độ nóng bỏng vô hình tiến vào trong cơ thể. Đau đớn, rất là đau đớn tới tận tâm can, nếu như không phải hắn có bất diệt huyền thể, bất tử địa linh thể trên người, tăng thêm thuộc tính kim đại thành, thuộc tính kim rèn thể thì Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân mình không có cách nào trèo trống. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên vẫn có cảm giác, bản thân mình đang ở trong một lò lửa nóng bỏng, loại nhiệt độ vô hình này không thể nhìn thấy. Thế nhưng lại giống như hỏa diễm màu xanh ra trời đang lan tràn ra trong thân thể, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, gân cốt cơ thể, muốn thiêu đốt hắn thành cho bụi vậy. Dưới nhiệt độ này, trong quang mang màu lam, toàn thân Lục Lâm Thiên từ trong ra ngoài, thậm chí còn xuất hiện hơi nước màu trắng. Thân thể xâm nhập vào trong biển lửa màu xanh, trong cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện hỏa diễm màu xanh ra trời giống như thực chất. Hỏa diễm màu xanh ra trời đốt cháy. Lập tức giống như con giòi trong xương cốt, bao phủ lục phủ ngũ tạng cùng với gân cốt, cơ bắp, không thể dẫn dắt nó được. Chân khí vận chuyển lập tức bị chuyển thành hơi nước màu trắng giống như sương mù lan tràn ra. Dưới nhiệt độ khủng bố này, trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên liền cảm thấy đau đớn khó nhịn. Trình độ cường hãn của thân thể hắn, tăng thêm đột phá đế giả, vậy mà không có cách nào ngăn cản Thái Cổ U Minh Viêm. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn giống như nước sôi không ngừng rít gào. Loại bỏng rát giống như tới từ sâu trong xương tủy, Lục Lâm Thiên có xúc động giống như hôn mê, loại tra tấn này thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng cũng may những năm này Lục Lâm Thiên lúc nào cũng bị tra tấn cùng với rèn luyện mới tạo thành thể chất khủng bố của Lục Lâm Thiên hiện tại, cũng đã khiến cho Lục Lâm Thiên có ý chí cực kỳ kiên cố. Loại tra tấn kinh người cùng với thống khổ này nếu như là đế giả bình thường, bất kể là thân thể và ý chí trong nháy mắt sẽ sụp đổ.
Mà hiện tại Lục Lâm Thiên còn chưa bị phá hủy, loại thống khổ kinh người này dằn vặt, hắn chỉ có thể vận chuyển chân khí dùng lực ngũ hành tương khắc mới có thể ngăn cản một ít nhiệt độ, tạm thời còn có thể kiên trì. Giờ phút này trong cơ thể lan tràn ra hỏa diễm màu xanh ra trời, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đem thân thể hắn đốt cháy thành cho bụi. Mà dưới nhiệt độ khủng bố này, Lục Lâm Thiên còn có một phát hiện kinh người, dường như thái cổ u minh viêm này còn có thể cường hóa thân thể hắn thêm nữa. Cắn răng một cái, Lục Lâm Thiên tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong thế giới của thái cổ u minh viêm, muốn dung hợp với thái cổ u minh viêm, trước tiên phải đi tới trung tâm thế giới của thái cổ u minh viêm mới được. Dưới nhiệt độ khủng bố này Lục Lâm Thiên chịu đựng tra tấn đau đớn kịch liệt. Người thường căn bản không có khả năng chống lại, cũng chỉ có tên biến thái như Lục Lâm Thiên mới có thể chịu đựng được. Theo thời gian trôi qua, thậm chí Lục Lâm Thiên còn cảm giác chết lặng khi bị nhiệt độ khủng bố thiêu đốt. Thế nhưng Lục Lâm Thiên vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân mình nhận được không ít chỗ tốt. Nhiệt độ khủng bố tràn vào trong cơ thể, trong người lan tràn hỏa diễm giống như thực chất, nhưng mà gân cốt và cơ bắp giống như thép tinh luyện trong nhiệt độ cao. Dùng tốc độ chậm chạp, đang được rèn giũa ngày càng cường hãn. Chỗ tốt bực này chỉ có thể nói là có thể ngộ mà không thể cầu. Đương nhiên cũng không có mấy người giống như Lục Lâm Thiên, vừa mới tiến vào thái cổ u minh viêm tương đương với việc tìm chết. Người bình thường tuyệt đối đã sớm chết rồi. Đế giả bình thường không có ngoại lệ. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Âm thanh thái cổ u minh viêm rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên, hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Nếu như người khác hắn còn có thể công kích linh hồn. Thế nhưng nhân loại này thì khác, căn bản không thể công kích linh hồn, trong đầu nhân loại này có bảo vật khiến cho hắn kiêng kỵ, lại bó tay, trong đám người, người duy nhất hắn kiêng kỵ chính là nhân loại này, trên người nhân loại này có quá nhiều bí mật. Không có gì, ta chỉ muốn chơi đùa trong thế giới ngươi một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên chịu đựng sự tra tấn kinh người trong cơ thể, từng bước tiến vào chỗ sâu trong thế giới của thái cổ u minh viêm, chung quy sẽ tìm tới trung tâm. Ngươi muốn làm gì, có phải thiện tỷ huyết linh mẫu đơn kia đã nói gì với ngươi đúng không? Thái cổ u minh viêm có chút bối rối, nếu như là người khác, nó thu đối phương vào trong cơ thể luyện hóa. Thế nhưng nhân loại trước mặt hắn lại không dám, hắn không quên thời gian hắn gần như sụp đổ kéo dài 7 năm vừa rồi. Nếu như tiếp tục đem nhân loại này nuốt vào trong thế giới của hắn chính là một tai họa. Cho nên hắn không dám, lúc này đối phương còn chủ động tiến vào trong thế giới của hắn, chuyện này khiến cho hắn bối rối. Giống như chính là chỗ này. Trước mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một bức bình chướng bằng dung nham hỏa diễm màu xanh ra trời, phía trên bức bình chướng này nhiệt độ tăng vọt, một cỗ lực cản cực lớn khiến cho Lục Lâm Thiên toàn lực trùng kích cũng không có cách nào tiếp tục đi tới. Nhân loại. Ngươi không được làm thế, buông tha cho ta đi. Chúng ta chung sống hòa bình không tốt hơn sao? Chỉ cần ngươi rời khỏi đây ta sẽ cho ngươi một bảo khố. Thái cổ u minh viêm thật sự bối rối. Đem bảo khố ra cũng không lừa được ta, đi ra ngoài, chờ sau khi ngươi khôi phục sẽ tiếp tục đuổi giết ta, cho nên ta lựa chọn cự tuyệt đề nghị của ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thái cổ u minh viêm này giảo hoạt vô cùng, huyết lục được dương lên, một đường vòng cung huyền ảo xuất hiện. Cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo, khủng bố bỗng nhiên lan tràn. Hàn băng hồn đao. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, âm thanh vừa dứt, trong chớp mắt trên huyết lục có một đạo quang mang quỷ dị bắn thẳng ra, mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương, nương theo công kích linh hồn đánh vào bức bình chướng bằng dung nham khổng lồ kia. Ken két. Trong bức bình chướng bằng dung nham màu xanh khổng lồ có mấy đạo đao mang bắn ra, lập tức kết băng. Khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn, trong khoảnh khắc muốn nổ tung. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, bức bình chướng nóng bỏng trong không gian run lên, từng đạo khe nứt giống như mạng nhện từ trên bức bình chướng cấp tốc lan tràn ra, lập tức xuất hiện không ít dấu vết, thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại. Khặc khặc, nhân loại, ngươi không có cách nào làm gì được ta đâu, ngươi buông tha ta đi. Thái cổ u minh viêm cười nói. Duệ kim hồn đao. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, huyết lục lần nữa được dương lên, thuộc tính kim ngập trời cuồn cuộn không dứt xuyên thấu qua biển lửa màu xanh ra trời đang hội tụ tới, huyết lục trong tay lần nữa được đánh xuống. Siêu siêu, đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lần nữa giống như thiên thạch đánh về phía bức bình chướng bằng dung nham màu xanh ra trời kia. Loại va chạm này khiến cho người ta nhịn không được mà nhảy dựng lên.
Siêu. Phía trên đao mang, khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán, bức bình chướng bị xé rách một cái khe, dung nham nóng bỏng màu xanh ra trời bắn tứ tung, bọt khí không ngừng bị phá vỡ. Bức bình chướng bằng dung nham màu xanh ra trời này giống như sắp bị nghiền nát, thế nhưng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Khặc khặc, ta nói rồi, người không có cách nào đâu, cho dù lúc này ta tiêu hao rất nhiều, cũng không phải là tồn tại mà các ngươi có thể chống lại. Thái cổ U Minh Viêm triệt để yên tâm, nhân loại này không có cách nào làm gì hắn, đến lúc đó chỉ cần hắn khôi phục lại một ít, triệt để phá bỏ phong ấn, là có thể đối phó với những người này. Phụt! Trong miệng Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu tươi, chống cự lại nhiệt độ nóng bỏng đã là một chuyện cực kỳ gian nan, tăng thêm vừa rồi ra tay, máu tươi trong cơ thể Lục Lâm Thiên đã sôi trào. Chân khí tán loạn, hỏa diễm màu xanh ra trời này nhìn thấy cơ hội, lập tức kịch liệt thiêu đốt trong cơ thể hắn. A hát! Dưới sự đau đớn kịch liệt này, trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên kêu thảm một tiếng. Cũng tại thời điểm này, dường như cảm nhận động tĩnh của Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng lần nữa có động tĩnh, kim quang lan tràn ra. Kim quang lan tràn toàn thân Lục Lâm Thiên. Dưới kim quang, nhiệt độ nóng bỏng cùng với hỏa diễm màu xanh ra trời trong cơ thể Lục Lâm Thiên lập tức bị chôn vùi không thấy. Bị đao mang màu vàng phá hủy, cùng một thời gian, quanh thân Lục Lâm Thiên được kim quang bao phủ, lực lượng ngăn cản trước ngươi cũng biết mất giống như không thấy. Khặc khặc, nhân loại, ngươi buông tha đi, ngươi không có cách nào làm gì được ta. Thái cổ U Minh Viêm còn chưa nói xong lập tức thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, dưới sự bao phủ của kim quang, xuyên qua bức bình chướng bằng dung nham màu xanh ra trời kinh khủng kia. Đây rốt cuộc là vật thần bí gì? Sao có thể tiến vào trong thế giới của ta? Làm sao có thể? Thái cổ U Minh Viêm kinh ngạc hét lớn, hắn phát hiện ra trong chớp mắt ngắn ngủi này, nhân loại này đã tiến vào trong thế giới của hắn. Thổ phỉ có động tĩnh, tìm kiếm linh hồn bổn nguyên A. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức kinh hỉ, hắn không ngờ thời điểm này lần nữa kim đao màu vàng lại có phản ứng. Dường như một khi ý thức được hắn gặp nguy hiểm, kim đao màu vàng sẽ lập tức xuất hủ tương trợ vậy. Thừa dịp kim đao màu vàng trong đầu lần nữa phát huy, Lục Lâm Thiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, có kim đao màu vàng bảo hộ, hắn không phải sợ nhiệt độ nóng bỏng của Thái cổ U Minh Viêm nữa. Siêu! Trong thế giới của Thái cổ U Minh Viêm, thân ảnh Lục Lâm Thiên dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, thân ảnh như thiểm điện tìm kiếm linh hồn bổn nguyên của Thái cổ U Minh Viêm. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, Thái cổ U Minh Viêm căn bản không thể ngăn cản. Một lát sau, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, nhiệt độ trong không gian này so với bất kỳ địa phương nào khác còn cường hãn hơn nhiều. Cả không gian bị dung ham màu xanh ra trời bao phủ, nhiệt độ kinh khủng không có cách nào hình dung tràn ngập không gian. Trong không gian này, một khi đế giả tới gần, sợ rằng ngay cả xương cốt cũng không còn, thân thể sẽ hóa thành tro tàn. Mặc dù Lục Lâm Thiên được quang mang của kim đao màu vàng bao phủ thế nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố, nóng bỏng, Thái cổ U Minh Viêm quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên dò xét, ánh mắt hắn run lên, đột nhiên nhìn thấy trong không gian hỏa diễm này có một đầu cự long bằng lửa lớn hai trượng. Đầu cự long bằng lửa này toàn thân sáng rực rỡ, không có bất kỳ khí tức nóng bỏng nào, thậm chí còn mang theo khí tức âm hàn, tạo thành trạng thái đối lập với nhiệt độ nóng bỏng chung quanh, thế nhưng lại cực kỳ hài hòa. Trên cự long màu xanh ra trời phía trước, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể cự long màu xanh ra trời này có âm thanh giống như trái tim đang đập, giống như một đứa trẻ, cực kỳ yêu dị và âm hàn, rõ ràng có thể nhận thấy lực lượng khủng bố kinh người ẩn chứa bên trong. Linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên của Thái cổ U Minh Viêm. Cảm nhận tiếng tim đập từ trong đầu cự long màu xanh của Thái cổ U Minh Viêm, trái tim Lục Lâm Thiên cũng nhảy lên, trong lòng cố nén sự kinh hỉ. Nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt thanh tịnh của cự long màu xanh ra trời kia lúc này tràn ngập vẻ hoảng hốt, vô cùng cảnh giác nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa diễm màu xanh ra trời chung quanh cũng từ từ sôi trào, nhiệt độ trong không gian cùng với khí tức âm hàn bắt đầu kéo lên. Thế nhưng đầu cự long nhỏ toàn thân sáng long lanh này lúc này toàn thân lại vặn vẹo, vẫn có cảm giác giống như không thể nhúc nhích, dường như bị một loại lực lượng nào đó giam cầm, không thể nhúc nhích. Khí tức rất quen thuộc. Khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại, Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đột nhiên trong mắt Lục Lâm Thiên tuôn ra vẻ kinh ngạc cùng với mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa, phía trên đầu cự long nhỏ màu xanh da trời sáng long lanh này có một khối ngọc giản lớn bằng bàn tay đang xoay quanh đầu nó. Ngọc giản này hình vuông giống như một quyển sách, bề mặt trơn nhẵn vô cùng, bốn phía giống như tự nhiên mà thành, bên trên lan tràn ra một cỗ khí tức mênh mông vô cùng. Mà dưới cỗ khí tức này bao phủ, đầu cự long nhỏ màu xanh da trời kia khó có thể giãy giụa ra ngoài. Vô Tự Thiên Thư, là Vô Tự Thiên Thư ở trong này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, hắn đã sớm cảm nhận được khí tức của Vô Tự Thiên Thư, không ngờ Vô Tự Thiên Thư lại ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, nhìn trận thế này dường như khí tức bên trên Vô Tự Thiên Thư trói buộc Thái Cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên rung động vô cùng sâu, chỉ có một giải thích duy nhất, có người mang Vô Tự Thiên Thư xông vào trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Sau đó đem ra hỏa khủng bố này phong ấn lại. Thời kỳ Thái Cổ U Minh Viêm toàn thịnh khi trước a, phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm, lại phong ấn chặt linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm, muốn làm được điều này cần thực lực mạnh như thế nào, Lục Lâm Thiên cũng không dám tưởng tượng. Lục Lâm Thiên mang theo ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận nhìn vào Vô Tự Thiên Thư, Vô Tự Thiên Thư này cùng với ba quyển Vô Tự Thiên Thư trên người hắn giống như đúc. Cẩn thận nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện ra bên trên Vô Tự Thiên Thư này cũng xuất hiện vô số bí văn. Ở giữa bí văn còn xuất hiện một chữ liệt, so với ba chữ linh, tề, thiên trên ba quyển Vô Tự Thiên Thư của hắn lại không giống nhau. Cẩn thận cảm giác, Lục Lâm Thiên không khó phát hiện ra, chữ liệt trên Vô Tự Thiên Thư cũng có khí tức mênh mông. Thế nhưng cỗ khí tức mênh mông này lại không giống. Người bị nó phong ấn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển, mắt nhìn Thái Cổ U Minh Viêm, ngược lại cũng không quá khẩn trương, thực sự là trời giúp hắn. Thái Cổ U Minh Viêm này bị phong ấn linh hồn bổn nguyên. Nếu như hắn muốn động thủ thì sẽ đơn giản hơn không ít. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, mẫu đơn sợ rằng tuyệt đối cũng không biết Thái Cổ U Minh Viêm bị phong ấn, mà còn là linh hồn bổn nguyên bị phong ấn. Loại chuyện này Thái Cổ U Minh Viêm tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác biết. Hừ, người quản làm gì? Cự long màu xanh da trời nhỏ kia nhìn Lục Lâm Thiên rồi quát một tiếng. Xem ra quả thực đúng là như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trước mắt hắn không thể động vào Vô Tự Thiên Thư kia. Vô Tự Thiên Thư phong ấn linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Nếu như đỡ upsilon.ng vào Vô Tự Thiên Thư, linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm sẽ không bị phong ấn, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ gặp phiền phức. Nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không cút ra ngoài. Cẩn thận ta sẽ khiến cho ngươi không còn xương cốt, tan thành mây khói. Cự long màu xanh da trời nhỏ là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, cự long màu xanh da trời lúc này hầu như là rít lên với Lục Lâm Thiên. Thân hình giãy giụa, trong lúc mơ hồ giống như có thể xé rách không gian. Thế nhưng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của khí tức mênh mông trên Vô Tự Thiên Thư. Nếu như ngươi có bản lĩnh đó thì sợ rằng hiện tại ta cũng không còn sống khỏe như hiện tại. Lúc này Lục Lâm Thiên lại yên lòng hơn không ít, đứng chắp tay. Toàn thân lan tràn ra một cỗ uy áp hoàng giả, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười, nhìn linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, nói. Kỳ thực muốn ta không làm gì cũng có thể, ta chỉ muốn cứu ngươi ra mà thôi. Thế nhưng vì sự an toàn của ta, ta muốn bố trí một ít thứ. Hừ, nhân loại nhỏ bé, ngươi nằm mơ sao? Thái Cổ U Minh Viêm cả giận nói. Lục Lâm Thiên cười cười, không tiếp tục nói mà dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Có kim đao màu vàng hộ thân, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng nguy hiểm. Giờ phút này, hắn nên ngưng tụ ra linh hồn phân thân trước thì tốt hơn. Cấp độ đế giả, vũ giả, linh giả, yêu thú, linh thú, kể cả là linh vật trời sinh đều có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Loại linh hồn phân thân này so với linh hồn phân thân bình thường vô cùng khác biệt. Tại cấp độ tôn giả, vương cấp, có một ít linh giả linh hồn lực cường hãn. Tăng thêm bí pháp là có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Thế nhưng loại linh hồn phân thân này so với linh hồn phân thân của đế giả có bản chất khác nhau. Linh hồn phân thân của đế giả nghiêm khắc mà nói, trừ thân thể ra, cùng với bản thể là độc nhất vô nhị. Linh hồn đầy đủ, tăng thêm cảnh giới đế giả, hồn anh mới có thể từ một phân thành hai, tạo ra một đạo linh hồn phân thân. Mà linh hồn từ một phân thành hai, đối với linh hồn lực lại không có bất luận sự ảnh hưởng gì. Đường tu luyện vốn ảo diệu vô cùng, có một ít chuyện ngay cả tu luyện giả cũng không có cách nào nói rõ ràng. Linh hồn phân thân bình thường rời khỏi bản thể quá xa, hoặc là thời gian quá lâu đều tiêu tán, không
không có cách nào chống đỡ thời gian quá lâu. Mà linh hồn phân thân của đế giả mới có thể chính thức được, cho dù là phân thân, cho dù tính mạng thứ hai của đế giả. Cho dù xa như thế nào cũng không sao. Mà quan trọng nhất chính là linh hồn phân thân của đế giả, cho dù bản thể bị diệt, linh hồn phân thân vẫn tiếp tục tồn tại. Đồng thời còn có thể đoạt xá người khác tiếp tục tồn tại. Linh tôn bình thường, linh hồn của linh vương, nếu như bản thể chết, linh hồn phân thân tán loạn. Cho nên nói linh hồn phân thân bình thường, không được coi là phân thân chính thức. Nhiều nhất chỉ cho dù một loại thủ đoạn về linh hồn mà thôi. So với linh hồn phân thân của đế giả có bản chất khác nhau. Nhưng mà linh hồn phân thân của đế giả cũng không có giải quyết hoàn toàn tai hại, cũng không cách nào một mình tu luyện. Linh hồn phân thân nhưng mà linh hồn phân thân mà thôi, vẫn khác bản thể, chỉ có thể thu nhận năng lượng từ trong bản thể đột phá, linh hồn phân thân cũng theo đó mà đột phá. Thế nhưng lại không cách nào tự mình tu luyện, cho dù là sau khi đoạt xá người khác cũng không có cách nào tu luyện. Thủ ấn lục lâm thiên biến hóa, đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Ngưng tụ linh hồn phân thân, cũng không phải là thủ đoạn phức tạp gì cho lắm. Từng đạo thủ ấn biến hóa, trong đầu, tiểu hồn anh của đang xảy ra biến hóa, một đạo quang mang huyền ảo lan tràn, từ từ bắt đầu phân thành hai, hóa thành hai đạo linh hồn thể. Siêu! Từ trên tiểu hồn anh chia ra một đạo linh hồn thể, tiếp đó ở trong mi tâm lục lâm thiên chui ra. Ở bên người lục lâm thiên, dưới sự bảo hộ của kim đao màu vàng hóa thành một lục lâm thiên mặc áo bảo xanh thứ hai. Giữa hai lục lâm thiên, khí chất, thần thái đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Thật sự là huyền ảo. Lục lâm thiên nhìn linh hồn thể của mình mỉm cười, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác giữa cả hai là tương liên một thể, giống như là tay trái và tay phải trên thân thể vậy. Linh hồn bổn nguyên thái cổ U Minh Viêm nhìn thấy hành động của lục lâm thiên, ánh mắt ngày càng khó coi, trong lúc mơ hồ dường hư có thể suy đoán ra hành động của lục lâm thiên, biết rõ lục lâm thiên muốn làm gì. Nhìn bản thể thái cổ U Minh Viêm trước mắt, trong mắt lục lâm thiên có chút ngưng trọng, trên khuôn mặt bản thể và linh hồn phân thân đều ngưng trọng. Nếu như thất bại, nhẹ thì tổn thất một đạo linh hồn phân thân, bản thể bị trọng thương. Nếu nặng thì bản thể hắn gặp nạn, kết cục không cần phải nói. Động thủ. Đã quyết đoán từ trước, lúc này tuy rằng lục lâm thiên biết rõ sự nguy hiểm, thế nhưng cũng không có bao nhiêu do dự, linh hồn phân thân được quang mang của kim đao màu vàng bảo hộ. Siêu. Linh hồn phân thân vừa mới đi ra, nhiệt độ khủng bố lập tức bao phủ, linh hồn phân thân của lục lâm thiên lập tức run lên, nhiệt độ khủng bố này khiến cho linh hồn của hắn run rẩy. Trên linh hồn phân thân của lục lâm thiên, một đạo quang mang lập tức bao phủ, nhiệt độ khủng bố này bị ngăn cản ở bên ngoài một ít, thế nhưng nhiệt độ khủng bố, cuồn cuộn không dứt vẫn không ngừng kéo lên, khiến cho tác dụng của quang mang cũng không lớn. Địa hồn biến. Mà lúc này lục lâm thiên lập tức thúc giục địa hồn biến. Địa hồn biến cũng không có tác dụng gì đặc thù. Địa hồn biến của hắn được hỏa diễm trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm rèn rũa, linh hồn phân thân lại từ tiểu hồn anh tách ra. Đương nhiên cũng có thể thúc giục địa hồn biến. Thúc giục địa hồn biến, trên linh hồn phân thân lập tức có một đạo quang mang màu lam nhàn nhạt tràn ra. Trong khoảnh khắc này lục lâm thiên có cảm giác trên người linh hồn phân thân, nhiệt độ giảm một mảng lớn, dường như linh hồn phân thân đã quen nhiệt độ khủng bố này vậy. Nhìn thấy linh hồn phân thân của lục lâm thiên không sợ nhiệt độ hỏa diễm của mình, linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm có chút nghi hoặc, bất luận linh hồn gì. Một khi ở trong thế giới của hắn tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn, cho dù là mấy trưởng khống giả thuộc tính có thực lực cường hãn cùng với thủ đoạn khủng bố cũng không được, linh hồn tuyệt đối không có cách nào đỡ upsilon.ng vào hỏa diễm của hắn. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao với linh hồn phân thân của lục lâm thiên đã yếu ớt, thừa dịp cơ hội này thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên phóng về phía linh hồn bổn nguyên. Nhân loại, có phải tiện tì huyết linh mẫu đơn kia nói cho ngươi đoạt xá ta đúng hay không? Tiện tì đáng giận. Thái cổ U Minh Viêm đã xác định nhân loại trước mắt này sẽ làm gì với hắn, lập tức rít gào một tiếng, thế nhưng dưới sự trói buộc của vô tự thiên thư, hắn căn bản không có cách nào giãy giụa ra ngoài. Tiện tì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên ngoài thế giới, trong hư không tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, đầu cự long bằng lửa cũng rít gào không dứt với mẫu đơn. Hỏa diễm cuồn cuộn khủng bố kéo về phía mẫu đơn. Mẫu đơn khẽ biến sắc. Trong mắt hiện lên sự kiêng kỵ, nàng là người hiểu rõ nhất sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm.
lúc này đối phó với U Minh cũng là chuyện bất đắc dĩ, một cỗ khí tức huyết sát quanh thân nàng nhanh chóng tuôn ra. Oanh! Khí tức huyết sát ngập trời, hư không chung quanh đột nhiên chấn động, quang mang huyết sắc chói mắt từ trong cơ thể mẫu đơn tuôn ra, một cỗ chấn động vô hình giống như một cơn lốc trong thiên địa cũng từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra. Cả không trung gió nổi mây phun, mây đen tràn ngập, thậm chí còn có lôi điện màu đỏ lập lòe. Ầm ầm. Một giây sau, đối mặt với sóng lửa đang kéo tới của thái cổ U Minh Viêm, khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn giống như lưu quang không ngừng bắn ra, mang theo một cỗ chấn động vô hình giống như cơn lốc khuếch tán, tạm thời ngăn sóng lửa ở bên ngoài. Mẫu đơn bị công kích, ba người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Huyết Linh mẫu đơn đã là người một nhà, ánh mắt Nam Thúc chớp động, trên người bố trí một kiện khải giáp thần dị, thần hoàng khí phô thiên cái địa cùng với linh lực tuôn ra, uy năng phô thiên cái địa lan tràn. Mây đen hội tụ trên không trung, chín đầu cự long bằng lửa của cửu long xích viêm đỉnh lần nữa phóng về phía cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Cái đuôi lớn của Bạch Linh vặn vẹo, chín đạo lưu quang màu trắng chớp động khiến cho dung nham màu xanh ra trời phía dưới cuồn cuộn, cũng phóng về phía cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Huyền Vũ nộ, cái miệng lớn dữ tợn của Tiểu Long hét lớn một tiếng, bên trên Huyền Vũ thần sắc ngưng tụ ra hư ảnh Huyền Vũ, mang theo uy năng khủng bố đánh về phía trước. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt công kích khủng bố ầm ầm va chạm vào một chỗ, đánh bay một mảng lớn dung nham nóng bỏng màu xanh ra trời, giống như có một quả pháo hoa màu xanh ra trời nổ tung trên không trung, vô cùng rực rỡ. Bên trong rực rỡ còn có một cỗ năng lượng tựa như hủy diệt khuếch tán, khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Mấy đế giả cùng với thái cổ U Minh Viêm khó phân thắng bại, liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng mà giờ phút này liên thủ như vậy, có lẽ bởi vì ảnh hưởng của thế giới bên trong cho nên tạm thời thái cổ U Minh Viêm không có cách nào làm gì được bốn người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long cùng với mẫu đơn. Siêu! Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lập tức xông vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cũng chính là cự long màu xanh nho nhỏ kia. Trong sát na, linh hồn bổn nguyên hình cự long màu xanh ra trời thái cổ U Minh Viêm trước mặt nhìn như không có một chút nhiệt độ nào, thậm chí còn toát ra khí tức âm hàn trong nháy mắt bành trướng, bên ngoài lan tràn ra hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố. Siêu siêu! Giờ phút này linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đã tiến vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, không phân rõ là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm thôn phệ linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, hay là linh hồn bổn nguyên bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Thế nhưng có thể khẳng định, lúc này trên đầu cự long màu xanh ra trời kia có một cỗ nhiệt độ khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Biến cố như vậy khiến cho trong mắt bản thể Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi cách đó không xa hiện lên sự ngưng trọng, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước. Linh hồn vốn cùng một thể cho nên lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, linh hồn phân thân của hắn có biến cố, linh hồn phân thân tiến vào trong bản thể của thái cổ U Minh Viêm, dưới cỗ nhiệt độ khủng bố kia lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt. Dưới nhiệt độ khủng bố, linh hồn phân thân vặn vẹo, linh hồn phân thân toàn lực thúc dục địa hồn biến, thế nhưng trong sát na này, Lục Lâm Thiên mới chính thức cảm nhận được chỗ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, sự khủng bố của nó đã vượt quá sự tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Linh hồn đau đớn kịch liệt, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được linh hồn phân thân mình đang khô héo, toàn thân lan tràn ra sương mù màu trắng, một tia linh hồn lực đang bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô, căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này đừng nói là muốn xóa bỏ ý thức trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cho dù muốn chạy trốn khỏi nó cũng khó có thể làm được, chứ đừng nói tới chuyện muốn triệt để dung hợp với linh hồn bổn nguyên. Không được, phải kiên trì. Dung hợp thành công thì ngày sau có thể tung hoành đại lục, con đường cường giả không trải qua trắc trở sao có thể thành công được. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên vặn vẹo, ý thức trên linh hồn phân thân giờ phút này bắt đầu mơ hồ, thế nhưng lúc này linh hồn phân thân lại nở nụ cười kiên nghị, nụ cười này nhìn qua có cảm giác dữ tợn. Dưới tình huống bản thân khó bảo toàn, Lục Lâm Thiên thúc giục biện pháp mà mẫu đơn nói cho mình, linh hồn phân thân đánh ra thủ ấn, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua. Mang theo một cỗ năng lượng thần dị, giống như có thể xóa bỏ linh hồn. Khắc khắc, tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, vũ đế nhất trọng đã muốn xuất ra linh hồn phân thân, không có bảo vật kia bảo hộ, người sao có thể là đối thủ của ta? Người muốn chết sao? Nực cười. Cự long nhỏ màu xanh ra trời cười ha hả, giống như gặp phải chuyện buồn cười nhất.
Linh hồn phân thân của Vũ Đế Nhất Trọng đã muốn đối phó với linh hồn bổn nguyên của hắn, quả thực quá buồn cười. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đang còn kiên trì, nhưng mà trên linh hồn phân thân lúc này không ngừng có xương trắng lan tràn, âm thanh xì xì bị đốt cháy vang vọng, linh hồn phân thân héo rút. Xóa đi linh hồn. Trong linh hồn phân thân, không có cách nào hình dung sự đau đớn kịch liệt này, loại đau đớn này không có cách nào diễn tả. Nếu như đế giả bình thường gặp phải chuyện này, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói, sao có thể giống như Lục Lâm Thiên hiện tại, còn có thể kiên trì, quả thực giống như đang nằm mơ. Tiếng quát vừa dứt, trên linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên hình thành một cỗ năng lượng thần dị dường như có thể chuyên môn xóa bỏ linh hồn, cưỡng ép lan tràn ra, bao phủ cự long nhỏ màu xanh ra trời. Dưới loại năng lượng quỷ dị này lan tràn, thái cổ U Minh Viêm dường như cũng cảm giác được cái gì đó, cỗ năng lượng này khiến cho hắn phải kiêng kỵ, thân hình lần nữa giãy giụa. Nhiệt độ đồng thời kéo lên, nhiệt độ đáng sợ càng cao, linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên lúc này đã bị héo rút 1/3, cả linh hồn phân thân biến dạng. Không xong. Nhìn cảnh này, trong mắt bản thể Lục Lâm Thiên ngưng trọng tới tận cùng, cứ đà này, linh hồn phân thân của hắn sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa, một lát nữa sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này Lục Lâm Thiên mới ý thức ra được mình quá coi thường thái cổ U Minh Viêm tồn tại từ viễn cổ này. Cho dù lúc này nó tiêu hao tới tận cùng cũng không phải là tồn tại mà hắn tùy tiện có thể đối phó. Tuy rằng hắn đột phá tới đế cấp, thế nhưng trước mặt thái cổ U Minh Viêm vẫn còn quá nhỏ bé. Khặc khặc, nhân loại, ngươi quá yếu, ngươi muốn đoạt xá ta là ngươi tự mình muốn chết. Lúc này ta đã phá bỏ gần hết phong ấn, chờ khi ta hoàn toàn phá bỏ phong ấn, các ngươi đều phải chết. Tiếng cười của thái cổ U Minh Viêm vang vọng trong thế giới này. Linh hồn phân thân tiếp tục héo rút, càng ngày càng khó có thể duy trì, bản thể Lục Lâm Thiên rõ ràng cũng cảm giác được hậu quả, linh hồn phân thân nếu như bị diệt, ít nhất linh hồn của hắn cũng bị trọng thương. Lần lượt tôi luyện tăng trưởng tu vi, bất luận trắc trở gì hắn đều có thể chịu đựng được, người khác chỉ biết hắn có thiên phú cùng với tốc độ tu luyện cực cao, thế nhưng cũng không có ai biết, để có được tu vi thực lực như ngày hôm nay, hắn phải trả giá bao nhiêu. Mỗi một lần đều đi qua quỷ môn quan. Còn lần này lại khác, trước kia bất luận lần tôi luyện nào, Lục Lâm Thiên cảm giác hắn cũng có thể cắn răng chịu đựng. Trong lòng còn một tia hy vọng, thế nhưng lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên lại có cảm giác vô vọng, vô lực. Cho dù lúc này linh hồn phân thân giãy giụa thế nào, linh hồn phân thân dưới cỗ nhiệt độ khủng bố này căn bản không có cách nào chống lại, thái cổ U Minh Viêm này thực sự quá đáng sợ. Nhiệt độ khủng bố dường như thẩm thấu vào mỗi một tấc trên linh hồn phân thân. Nhiệt độ khủng bố này ngay cả địa hồn biến cũng không có cách nào ngăn cản, sớm muộn gì linh hồn phân thân của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Nhân loại, không kiên trì nổi sao? Luyện hóa một đạo linh hồn phân thân của ngươi có lẽ phong ấn cũng gần bị phá bỏ. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Vô số năm nay, phong ấn đáng hận này giam cầm ta, diệt linh hồn ta, tiêu hao thực lực của ta, hiện tại rốt cuộc ta có thể thoát khốn. Thái cổ U Minh Viêm cao hứng cười ha hả. Dường như hưng phấn và kích động, vô số năm, rốt cuộc hắn có thể thoát khốn. Đúng rồi, phong ấn, vô tự thiên thư phong ấn, nếu như gia cố phong ấn, nói không chừng có thể đối phó được với thái cổ U Minh Viêm. Ánh mắt bản thể Lục Lâm Thiên bỗng nhiên sáng ngời, vô tự thiên thư có thể phong ấn thái cổ U Minh Viêm này. Tuy rằng không biết thủ đoạn bố trí như thế nào, thế nhưng Lục Lâm Thiên phỏng đoán, dùng sự thần bí của vô tự thiên thư, trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể đoán được. Nếu như lúc này gia cố phong ấn, đối với thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối là chuyện xấu, mà trái lại đối với hắn là chuyện tốt. Siêu. Lục Lâm Thiên không có chút do dự nào, lúc này chuyện gì cũng phải thử, hắn phất tay, trong nhẫn chữ vật ẩn giấu trên tay có ba đạo lưu quang xuất hiện. Ba quyển vô tự thiên thư xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Ban quyển vô tự thiên thư vừa mới xuất hiện, dường như đã bị khí tức mênh mông của quyển vô tự thiên thư kia làm ảnh hưởng. Vừa mới xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên đã nhảy ra, bên trên lan tràn ra không ít bí văn. Ba chữ tề, thiên, linh hiện lên. Ba quyển vô tự thiên thư lập tức lơ lửng với một quyển vô tự thiên thư trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, lại là ba cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra. Dưới ba cỗ khí tức mênh mông, linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm đột nhiên phát run. Vô tự thiên thư, ba quyển vô tự thiên thư, nhân loại, sao ngươi có thể có ba quyển vô tự thiên thư? Nhìn thấy ba quyển vô tự thiên thư, hai mắt linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm phát run, dường như nhìn thấy vật vô cùng kiêng kỵ. Siêu siêu,
Bốn quyển vô tự thiên thư lơ lửng trên không tùng, quang mang huyền ảo tương liên với nhau, bốn cỗ quang mang huyền ảo tương liên tạo thành một cỗ quang mang huyền ảo. Uy năng nhanh chóng tăng vọt, khiến cho linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm không có cách nào nhúc nhích, nhiệt độ khủng bố bắt đầu giảm xuống. Cùng một thời gian, phía trên bốn quyển vô tự thiên thư, đột nhiên bốn chữ lớn tề, thiên, linh, liệt dường như đang muốn thoát ra, uy năng càng thêm cường hãn. Không được, không. Linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm lúc này cực lực kháng cự, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và sợ hãi. Ầm ầm. Nhưng mà mặc kệ thái cổ U Minh Viêm cầu khẩn như thế nào, trên bốn quyển vô tự thiên thư, bốn chữ lớn kia giống như bốn đạo sấm sét, mang theo âm thanh hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng, ầm ầm đánh vào trên mi tâm của cự long nhỏ màu xanh da trời, dường như bốn đạo quang trụ sáng chói, đánh tới phía trước. Phanh phanh. Âm thanh bạo liệt trầm thấp vang vọng, năng lượng hủy diệt lan tràn rồi khuếch tán, trong chớp mắt cự long nhỏ màu xanh da trời bị nghiền nát, ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, dung nham màu xanh da trời vô tận nổ tung trong hư không, từng khe nứt đen kịt xuất hiện. Dưới cỗ năng lượng hủy diệt khủng bố này, bản thể Lục Lâm Thiên không thể không nhanh chóng lùi lại, cỗ năng lượng khủng bố này ngay cả quang mang của kim đao màu vàng cũng bị lay động. Năng lượng khủng bố giống như hủy thiên diệt địa. Không gian chung quanh hóa thành hư vô. Ngao! Ngoài thế giới của thái cổ U Minh Viêm, trong hư không mênh mông, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời rít gào, ngay khi đang giao thủ với bốn người Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh, Mẫu Đơn lập tức rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ tán loạn, hóa thành dung nham màu xanh ngập trời rơi xuống biển lửa màu xanh da trời phía dưới. Tại sao lại như vậy? Ba người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt bắt đầu kinh ngạc. Là bên trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm xảy ra biến cố, nếu ta đoán không sai, Lục Lâm Thiên đã bắt đầu có hành động. Mẫu Đơn nói, chẳng lẽ Lâm Thiên thành công sao? Quang mang quanh thân Bạch Linh lóe lên, lập tức hóa thành hình người, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng, lo lắng nhìn Mẫu Đơn hỏi. Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn nhìn xuống biển lửa màu xanh da trời phía dưới, khẽ nói. Muốn thành công nói dễ vậy sao? Hiện tại còn chưa biết được, chúng ta cũng không thể đi xuống, chỉ có thể chờ đợi, thế nhưng lúc này nhất định thái cổ U Minh Viêm đang xảy ra biến cố cực lớn. Lão đại nhất định sẽ không có vấn đề. Tiểu Long thu hồi bản thể, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối với lão đại của mình. Mẫu Đơn, người cảm thấy Lâm Thiên có mấy thành cơ hội? Nam Thúc hỏi Mẫu Đơn. Cửu tử nhất sinh. Mẫu Đơn nhìn Nam Thúc. Trầm giọng nói, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lục Lâm Thiên quả thực đủ điên cuồng, biết rõ nguy hiểm mà còn dám đi làm chuyện như thế này, cho dù chưa từng có kẻ nào giống hắn. Cửu tử nhất sinh a. Nam Thúc nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Có thể thành công hay không thì phải xem vận khí, nếu như thành công, về sau trong thiên địa này sợ rằng cũng không có mấy ai là đối thủ của hắn. Nếu như thất bại, hậu quả không cần phải nói. Đến lúc đó chúng ta cũng lâm vào trong hiểm cảnh, hy vọng hắn có thể thành công a. Nếu như có thể thành công, ta ở lại bên cạnh hắn 1000 năm cũng không ủy khuất, hắn có tư cách này. Mẫu Đơn khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn vào trong biển dung nham màu xanh da trời, cho dù có tu vi đế giả lúc này tâm thần của nàng cũng không có cách nào dò xét vào bên trong, tâm thần một khi đỡ upsilon.ng vào hỏa diễm màu xanh da trời, linh hồn lập tức bị hủy diệt. Bạch Linh liếc nhìn qua Mẫu Đơn, không nói gì nữa. Ánh mắt tiếp tục nhìn vào trong biển dung nham màu xanh da trời phía dưới. Chúng ta lên trước chờ đợi đi, nhiệt độ ở dưới này, cho dù chúng ta ở lại cũng không chịu nổi. Mẫu Đơn nói, trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, tất cả yên tĩnh trở lại, mà lúc này linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lại không bị ảnh hưởng một chút nào, nhiệt độ cao khủng bố lập tức yếu bớt không ít, nhưng mà quanh thân vẫn bị một cỗ nhiệt độ cao bao phủ. Linh hồn bổn nguyên đâu rồi? Không phải bị hủy diệt rồi chứ? Bản thể Lục Lâm Thiên lập tức lùi về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Cự long nhỏ màu xanh da trời bị phá hủy không thấy đâu, Lục Lâm Thiên lo lắng linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm cũng bị phá hủy, khi đó quả thực chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ánh mắt tìm kiếm chung quanh, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía trước, lúc này trong hư không phía trước xuất hiện một quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời này lớn chừng 2 thước, tựa như một ngôi sao thu nhỏ,
năng lượng hỏa diễm màu xanh da trời trong hư không đang liên tục tiến vào trong quả cầu màu xanh da trời này. Trên quả cầu màu xanh da trời bằng hỏa diễm có chút chấn động, dường như nhịp tim của trẻ con vậy, loại chấn động này khiến cho tim của Lục Lâm Thiên cũng nhảy lên. Linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Thân thể Lục Lâm Thiên kích động mà run rẩy, cảm nhận chấn động khủng bố trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời, đây chính là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Mà lúc này trên linh hồn bổn nguyên không còn bất kỳ dấu vết nào của Thái Cổ U Minh Viêm, nhưng mà linh hồn bổn nguyên tinh khiết, giống như là trẻ con vừa mới sinh ra, linh hồn vô cùng tinh khiết. Lục Lâm Thiên giật mình, linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm không ngờ lại bị phá hủy, dường như là bốn quyển vô tự thiên thư ra tay. Bốn quyển vô tự thiên thư có thể diệt trừ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, không triệt để hủy diệt Thái Cổ U Minh Viêm. Tuy rằng biết rõ vô tự thiên thư bất phàm, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ tới vô tự thiên thư lại có tác dụng như vậy. Vận khí không tệ a. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ, lúc này quả cầu trước mặt linh hồn phân thân cũng chính là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Không có dấu vết linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm, hắn muốn dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm không hề nghi ngờ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dung hợp Thái Cổ U Minh Viêm. Tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên chuẩn bị dung hợp, quá trình dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm cũng không phải có thể dung hợp. Dựa theo biện pháp của mẫu đơn xóa bỏ đi ấn ký linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm sẽ giống như trẻ con vừa mới sinh ra. Chỉ có một tia linh trí bản năng, linh hồn cực kỳ thuần khiết. Thế nhưng lại không có nghĩa là lúc này Thái Cổ U Minh Viêm dễ trêu vào. Thời điểm này tuy rằng linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm đã bị diệt trừ, thế nhưng nhiệt độ cao trong linh hồn bổn nguyên vẫn còn, chỉ cần chọc phải nó, ngay sau đó sẽ có động tĩnh khủng bố. Mà lúc này nếu như muốn dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm thì bước đầu tiên phải bồi dưỡng cảm tình với Thái Cổ U Minh Viêm, khiến cho nó thân thiết với mình, giống như là thân nhân vậy, nó mới không cự tuyệt luyện hóa. Lúc này linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm bị xóa bỏ, chỉ còn lại linh hồn bổn nguyên tinh khiết giống như lúc mới sinh, cũng là lúc bồi dưỡng cảm tình tốt nhất, chỉ cần nó không cự tuyệt, tất cả mọi chuyện sau này sẽ dễ làm hơn. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lúc này dùng khí tức linh hồn, từ từ thẩm thấu về phía linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Theo bản năng, linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm có chút cự tuyệt, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng. Lúc này có một cỗ khí tức linh hồn nhàn nhạt đang hiếu kỳ nhìn hắn, giống như hiếu kỳ nhìn một sinh vật lạ vậy. Lục Lâm Thiên biết rõ đây là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, nó đang dùng linh hồn dò xét hắn, đồng thời còn đề phòng và tò mò. Lúc này linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm giống như một đứa trẻ mới sinh, vô cùng đáng yêu. Lục Lâm Thiên không dám qua loa, tránh chọc giận phải đứa trẻ cái gì cũng không hiểu này, đến lúc đó sẽ khó mà xong việc được. Mà trên linh hồn phân thân từ từ phóng thích ra thiện ý, không có ác ý gì. Dường như cảm nhận Lục Lâm Thiên không có ác ý, khí tức của linh hồn bổn nguyên Thái Cổ U Minh Viêm có chút buông lỏng, chậm rãi tới gần Lục Lâm Thiên, trong giây lát dường như còn cảm giác được cái gì. Không ngờ lại mang theo khí tức thân thiết vào tới, dường như nhìn thấy thân nhân. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên sững sờ, chuyện bồi dưỡng cảm tình cũng không phải nhanh như vậy. Nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên lập tức phán đoán ra đại khái, địa hồn biến của hắn được Thái Cổ U Minh Viêm rèn rũa. Lúc này trên linh hồn phân thân đương nhiên có khí tức của Thái Cổ U Minh Viêm. Linh hồn bổn nguyên Thái Cổ U Minh Viêm cảm nhận khí tức trên người hắn đặc biệt thân thiết, giống như là nhìn thấy thân nhân vậy. Trong lòng tuôn ra kinh hỉ, không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy, Lục Lâm Thiên lập tức thử tiếp xúc với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, phát hiện ra linh hồn bổn nguyên cảm nhận khí tức linh hồn của hắn đã triệt để buông lỏng sự cảnh giác. Đây là do ngươi tự mình đưa tới miệng a. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ, còn một bước nữa là hắn có thể thành công, thế nhưng thực sự muốn bồi dưỡng cảm tình cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi còn có nhiệt độ đáng sợ đối với linh hồn ở bên trong. Nếu như dây dưa quá lâu, linh hồn phân thân của hắn sẽ không có cách nào chống đỡ. Bước kế tiếp cũng nhưng mà vấn đề thời gian, dựa theo phương pháp của mẫu đơn, bước cuối cùng này cũng vô cùng đơn giản, cũng không quá khó khăn. Bắt đầu dung hợp. Thủ ấn trong tay linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên biến hóa, mang theo từng đường vòng cung huyền ảo. Một cỗ năng lượng nhanh như thiểm điện bắt đầu dựa theo phương pháp mà mẫu đơn từng nói, bắt đầu dung hợp với linh hồn bổn nguyên Thái Cổ U Minh Viêm.
linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, tương đương sau này linh hồn phân thân chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố. Chuyện này khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên không nhịn được mà kích động. Đợi đến lúc thành công, không thể nghi ngờ thực lực của hắn sẽ gián tiếp tăng lên một mảng lớn. Về sau gặp phải cường địch, bằng vào thân thể thái cổ U Minh Viêm của linh hồn phân thân, tương đương với bất tử bất diệt, muốn chính thức đánh chết thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên biết rõ cần phải có thực lực kinh khủng tới bực nào, cơ hồ không có ai làm được chuyện này. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng thái cổ U Minh Viêm chính là tồn tại vô địch thiên hạ, ít nhất vô tự thiên thư thần bí vẫn có thể muốn làm gì thái cổ U Minh Viêm thì làm cái đó. Linh hồn phân thân đã thử dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, bản thể Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào hỗ trợ, cũng không có biện pháp gì, nghĩ tới vô tự thiên thư, ánh mắt hắn chăm chú nhìn lên phía trên, lúc này bốn quyển vô tự thiên thư đang lơ lửng trên không trung, nhưng mà quang mang và bí văn huyền ảo đã biến mất không thấy. Siêu siêu, Lục Lâm Thiên vung tay lên, một đạo quang mang từ trong tay phóng lên, tiếp đó thu bốn quyển vô tự thiên thư vào trong tay. Lại được một quyển vô tự thiên thư, bốn bản. Bốn quyển vô tự thiên thư nằm trong tay, Lục Lâm Thiên có chút kích động nho nhỏ, dường như ngay cả hoàng tộc cũng đang tìm kiếm vô tự thiên thư, chín quyển vô tự thiên thư hiện tại có bốn quyển nằm trong tay hắn. Trên đại lục này có một lời đồn, sau khi hội tụ chín quyển vô tự thiên thư là có thể tìm được bí mật phá toái hư không. Lục Lâm Thiên đã sớm cảm thấy vô cùng hứng thú với vô tự thiên thư, nhưng mà hiện tại hắn mới chỉ có bốn bản vô tự thiên thư. Năm quyển vô tự thiên thư còn lại vẫn không rõ ở nơi nào. Cầm bốn quyển vô tự thiên thư trong tay, mặc dù đối với bí mật phá toái hư không, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói, thứ trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là bên trong vô tự thiên thư, tác dụng kỳ lạ khiến cho người ta có thể lĩnh ngộ thuộc tính. Trong ba quyển vô tự thiên thư dường như tồn tại ba không gian kỳ diệu, đều có tác dụng cực lớn với lĩnh ngộ, sau khi tiến vào, về sau lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính sẽ dễ dàng hơn không ít. Trước kia lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cũng rất dễ dàng tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ khiến cho người ta càng cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của năng lượng thuộc tính, đây cũng là bởi vì có vô tự thiên thư. Do dự một lát Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, thủ ấn được kết, thuần thục đưa một cỗ chân khí vào bên trong quyển vô tự thiên thư thứ tư. Chân khí tiến vào trong vô tự thiên thư, bên ngoài quyển vô tự thiên thư thứ tư này bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện vô số bí văn. Một cỗ khí tức mênh mông lập tức lan tràn, cỗ khí tức này dường như có chút giống với mấy quyển vô tự thiên thư khác, thế nhưng lại có chút bất đồng. Bí văn trên quyển vô tự thiên thư thứ tư này xuất hiện, tiếp đó một chữ liệt, bằng vào tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên dường như có thể làm cho thời gian xuất hiện của chữ liệt dài hơn một hồi. Nhìn bí văn trên vô tự thiên thư, tâm thần Lục Lâm Thiên thử tiến vào bên trong, khí tức mênh mông lóe lên rồi biến mất. Chữ liệt trên vô tự thiên thư lóe lên, tâm thần của Lục Lâm Thiên cũng chui vào trong đó rồi biến mất không thấy. Trong lúc bất chi bất giác, con mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên trợn lên, giống như có chút mệt mỏi. Mà trong chớp mắt này, Lục Lâm Thiên rốt cuộc tiến vào trong trạng thái mà hắn không biết, mà ngay cả khí tức trên người cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Khí tức quanh thân không có, ngay cả một tia chấn động cũng không. Ý thức của Lục Lâm Thiên trong lúc bất chi bất giác đã tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, trong trạng thái này, Lục Lâm Thiên cảm giác mình giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, giống như là thiên địa sơ khai, không có một thứ gì, không có vạn vật. Mà trong cỗ khí thức này, Lục Lâm Thiên lại cảm nhận được một cỗ khí thức quen thuộc, khí thức này có chút không giống, thế nhưng lại giống như bình thường, khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác quen thuộc kinh người. Phía trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đã bắt đầu dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, tất cả mọi chuyện không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bản thể Lục Lâm Thiên lúc này tay cầm vô tự thiên thư giống như lão tăng nhập định, cũng được một trạng thái kỳ diệu bao phủ, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đi ra. Trong hư không bí cảnh, cách đó không xa trên không trung, Bạch Linh, Tiểu Long, Nam Thúc, Mẫu Đơn, Khiên Bách biến lơ lửng trên không trung. Ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trong hố sâu nóng bỏng dưới lòng đất. Tất cả chờ ở nơi này, tin rằng nhất định sẽ thành công. Mẫu Đơn nói, lúc này đã tới mùa đông, trong Phi Linh Sơn mạch trắng xóa, bông tuyết rơi lả tả, giống như bay múa, giống như bay lượn. Cả thiên địa lúc này hoàn toàn là màu trắng nõn giống như ngọc. Trong đình viện ở hậu sơn Phi Linh Môn, giờ phút này Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế,
Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, còn có Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Kim Huyền đang dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía Lục Kinh Vân. Bởi vì vừa rồi Lục Kinh Vân cùng Niếp Phong và đám người Đoan Mộc Hồng Chí đem tất cả mọi chuyện xảy ra trên Đông Hải nói với mọi người, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức mang theo Lục Kinh Vân đi tới đình viện ở Hậu Sơn, vừa vặn Thánh Linh Lão Tổ cùng với Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế vẫn ở trong Phi Linh Môn. Nghe Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, đám người Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế cười cười, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và nghi hoặc. Kinh Vân, người nói người đã là Vũ Tôn Cửu Trọng, Linh Tôn Cửu Trọng. Lại là Vũ Giả Sáu Hệ. Thánh Thủ Linh Tôn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chớp động nhìn về phía Lục Kinh Vân. Hình như là vậy, con cũng không biết tại sao lại như vậy, dường như trên người con xuất hiện một chút biến hóa khác. Vừa vặn có mấy vị sư tổ nhìn hộ con xem. Lục Kinh Vân nói xong, quanh thân lập tức có một cỗ quang mang màu vàng lan tràn ra. Khí tức Vũ Tôn Cửu Trọng lan tràn, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Ầm ầm. Khí tức trên người Lục Kinh Vân phóng ra, cả đình viện run rẩy, dưới cỗ khí tức khủng bố này ngay cả đế giả cũng bị ảnh hưởng tuyệt đối, khí tức này không phải cường hãn bình thường. Vũ Tôn Cửu Trọng, kim hoàng khí, điều này làm sao có thể? Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế cùng với Kim Huyền há hốc mồm nhìn Lục Kinh Vân, con mắt giống như muốn rớt ra. Mọi người nhìn nhau, không hiểu rõ kích động hay là kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Thánh Thủ Linh Đế nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt biến ảo bất định, mấy đế giả cũng dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn về phía Lục Kinh Vân, 15 tuổi đã là Vũ Tôn Cửu Trọng, chuyện này cũng quá dọa người. Mà mọi người lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Mấy vị sư tổ, con không nghĩ ra à? Lục Kinh Vân nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hỏi mọi người, thực lực đột nhiên tăng lên cao như vậy, còn có thêm một loại thuộc tính dường như giống như thuộc tính trên người sư phụ, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Kinh Vân nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này, cơ hồ tất cả đế giả cùng với Kim Huyền nhìn Lục Kinh Vân, cũng không biết lúc này nên nói cái gì mới tốt. Kinh Vân, việc này chúng ta còn phải cân nhắc, thế nhưng ngươi có thể yên tâm. Trước mắt ngươi không có vấn đề gì, ngược lại tu vi của ngươi tăng tiến quá nhanh, lĩnh ngộ còn khuyết thiếu rất nhiều. Tạm thời nên bế quan một đoạn thời gian ngắn, nhất định phải ổn định căn cơ, mấy khỏa đan dược này có không ít trợ giúp với ngươi, mau phục dụng đan dược bế quan một đoạn thời gian ngắn đi. Thánh Thủ Linh Đế do dự một lát, nghiêm túc nói với Lục Kinh Vân, dứt lời, đưa mấy khỏa đan dược màu đỏ cho Lục Kinh Vân. Vâng, sư tổ. Lục Kinh Vân gật đầu. Hắn biết rõ sư tổ làm như vậy là muốn tốt cho hắn, tu vi đột phá nhanh như vậy, hắn cũng cảm giác được căn cơ và lĩnh ngộ bất ổn. Kinh Vân, thời gian này tạm thời ngươi cố gắng không được lơ là, đi bế quan đi. Thánh Thủ Linh Đế dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói với Lục Kinh Vân lần nữa. Lục Kinh Vân gật đầu, sau khi nói với Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế vài câu, Lục Kinh Vân rời khỏi đình viện. 15 tuổi, Vũ Tôn Cửu Trọng. Linh Tôn Cửu Trọng, còn để cho chúng ta sống hay không? Đám người Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ nhìn qua bóng lưng Lục Kinh Vân, ngạc nhiên, đả kích không nhỏ. Mọi người không khỏi cảm thán, bọn họ muốn đạt tới cấp độ đế giả như hiện tại cũng mất 7-8.000 năm a. Mà bây giờ Lục Kinh Vân mới có 15 tuổi đã có tu vi Linh Tôn Cửu Trọng, Vũ Tôn Cửu Trọng. Đây quả thực chính là đả kích với bọn họ, người so với người giận điên người, lại không có vận khí như vậy. 15 tuổi đã là Vũ Tôn Cửu Trọng cùng với Linh Tôn Cửu Trọng, còn có để cho người khác sống hay không? Kim Hoàng khí A, giống lục gia như đúc, cấp độ dường như so với lục trung còn mạnh hơn. Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Tôn giả nhìn nhau, dường như đều nghĩ tới cái gì đó. Nhìn bóng lưng Lục Kinh Vân rời đi, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mấy người Thánh Thủ Linh Đế, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với mọi người. Chư vị tiền bối, rốt cuộc Kinh Vân bị làm sao? Mọi người nhìn nhau, một lúc lâu sau mới bình tĩnh một ít. Ánh mắt Hàn Băng Tôn giả biến ảo, lại nhìn mọi người rồi nhìn qua Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, nói. Bạch Oánh, nếu như chúng ta đoán không sai, đứa nhỏ Kinh Vân này hẳn là người của Lục Gia. Lục Gia, ý của chư vị là đứa nhỏ này là cốt nhục của Lục Gia. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ giật mình, Lục Gia trở thành hoàng tộc, nàng cũng đã biết được chuyện này, cho dù có tu vi cùng với kiến thức như hiện tại. Có rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ. Đúng vậy, đứa nhỏ Kinh Vân này tuyệt đối là người Lục Gia.
thuộc tính của Lâm Thiên Đại Thành, Lục gia được thiên địa chiếu cố mới trở thành hoàng tộc. Mà người có được kim hoàng khí cũng chỉ có huyết mạch chung với Lục Lâm Thiên, là đệ tử Lục gia. Huyết mạch càng gần, kim hoàng khí cùng với tu vi tăng lên càng cao. Kim hoàng khí trên người Kinh Vân dường như so với Lục Trung còn mạnh hơn. Thánh thủ linh đế dứt lời, ánh mắt do dự một lát rồi nói. Hiện tại ta có thể chắc chắn đoán chính thành Kinh Vân chính là cốt nhục của Lâm Thiên. Thánh thủ tiền bối chắc chắn chứ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghe vậy, toàn thân run lên, cho tới bây giờ nàng còn không biết đây là con của Lục Lâm Thiên, tin tức này khiến cho nàng kinh ngạc. Chắc có lẽ không sai, trước kia ta đã cảm thấy kinh ngạc đứa nhỏ này cực kỳ giống Lâm Thiên, đặc biệt là tính cách. Kinh Vân cũng là linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ. Trên đời này tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hiện tại ta có thể khẳng định Kinh Vân là cốt nhục của Lâm Thiên, không sai. Thánh thủ linh đế nói. Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong đầu nghĩ lại quả thực càng nghĩ càng thấy tương tự, thế nhưng trong lòng nàng còn có không ít nghi hoặc, lập tức nói. Tiền bối, nếu như Kinh Vân là con của Lâm Thiên, vậy tại sao bản thân Lâm Thiên cũng không biết? Nếu như Lâm Thiên thực sự biết mà nói. Tại sao lúc trước Kinh Vân lại trùng hợp tới Phi Linh Môn như vậy? Huống chi Hồng Lăng, Vô Song, Tiểu Linh chưa có dấu hiệu có con a. Đứa nhỏ này đương nhiên không phải con của Vô Song, Hồng Lăng và mấy nữ tử khác, nhất định tiểu tử Lâm Thiên kia lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu, sau đó ma xui quỷ khiến hài tử này lại trở lại Phi Linh Môn. Tất cả mọi chuyện cụ thể chúng ta cũng không có cách nào phán đoán ra. Nhưng mà nhất định Kinh Vân chính là cốt nhục của Lục gia, chuyện này không sai. Kim hoàng khí chính là bằng chứng, cũng chỉ là cốt nhục của Lâm Thiên. Về phần chuyện khác phải hỏi Lâm Thiên mới có thể biết rõ. Thánh thủ linh đế nhíu mày, những chuyện phong lưu của Lâm Thiên hắn cũng không biết a. Xem ra Lâm Thiên cũng không ngờ tới a. Đợi Lâm Thiên trở về nhất định sẽ chấn động, còn có La Lan và người Lục gia nữa. Nếu như biết rõ nó là cốt nhục của Lâm Thiên, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên a. Sau khi quỷ tiên tử Bạch Oánh kinh ngạc lập tức cười cười nói. Đã hơn 7 năm qua, nàng chưa từng nở nụ cười như vậy, giờ phút này trên khuôn mặt kia mới có nụ cười trước kia. Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh vẫn lạc, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự dày vò chính mình. Thánh thủ linh đế nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, nói. Thù của Đông Vô Mệnh, đợi sau khi Lâm Thiên trở về nó sẽ làm chủ, Đông Vô Mệnh tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Ta đang đợi Lâm Thiên trở về, lão gia hỏa đã lưu lại di ngôn cho Lâm Thiên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ nói. Còn nữa, chuyện Kinh Vân tạm thời giữ bí mật, ta không muốn Kinh Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện còn lại giao cho Lâm Thiên trở về tự mình xử lý. Thánh thủ linh đế nói. Vậy ta đi sắp xếp, phải để cho tất cả đệ tử giữ kín miệng, không thể nhắc tới việc này. Quỷ tiên tử Bạch Oánh gật đầu nói. Lần này Vạn Thú Tông cùng với Khôn Dương Đảo lại động thủ lần nữa, cũng không thể cứ như vậy mà tha cho bọn chúng được. Trong mắt Thánh Thủ Linh Đế xuất hiện hàn ý, nói. Bạch Oánh, người để người ám đường tra cho ta một chút, gần đây trong Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo có người trẻ tuổi quan trọng nào ra ngoài hay không? Phải nhanh chóng biết rõ tin tức. Có cần thông báo cho tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh hay không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh do dự một chút rồi hỏi Thánh Thủ Linh Đế. Thông báo một chút đi, để cho tất cả các sơn môn lớn cẩn thận một chút. Thế nhưng chuyện Phi Linh Môn, tự chúng ta giải quyết là được. Thánh thủ linh đế nói. Vâng, ta đi sắp xếp ám đường tìm hiểu tin tức. Bạch Oánh quay người rời đi, lần này Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo đánh lén, suýt nữa hốt gọn một mẻ đám người có Thiên Phú Kinh Vân, Niếp Phong, không thể không báo thù này. Cường giả trong môn đều đi tới Thiên Địa Tháp, người muốn đích thân ra tay sao? Đừng quên ngươi là đế giả, chịu lệnh cấm của thiên đế. Thánh linh lão tổ nhìn thánh thủ linh đế nói. Ta không thể ra tay chẳng lẽ ta không thể luyện chế khôi lỗi sao? Huống chi hiện tại Phi Linh Môn cũng không phải không có tôn giả. Ánh mắt thánh thủ linh đế trầm xuống, nói. Lần này Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo có động tác, thiên địa minh tuyệt đối cũng biết. Nhưng mà Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo xuất đầu mà thôi. Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo không còn là khi trước nữa, há có thể để cho thiên địa minh làm càn. Để cho ta ra ngoài một chuyến là được rồi, lão già ta nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi dạo một chút ha. Kim Huyền từ đầu không nói lúc này lên tiếng. Ha ha, vậy là tốt nhất.
Ánh mắt thánh thủ linh đế nhảy lên, lập tức cười ha hả nói. Có Kim Huyền ra tay, vậy thì đám người vạn thú tông Khôn Dương đảo tuyệt đối sẽ hối hận. Trên Trấn Thanh Vân, tin tức Lục gia trở thành hoàng tộc lan tràn, tin tức này khiến cho Trấn Thanh Vân lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại lục. Tin tức có quan hệ với hoàng tộc cũng bắt đầu lan tràn ra. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết sự tồn tại của hoàng tộc, lúc này mới biết được hoàng tộc là vật gì. Lục gia cả ngày đều có người các thế lực lớn, các đại gia tộc tới bái phỏng. Xếp hàng tới bên ngoài Trấn Thanh Vân, thế nhưng thủ lĩnh các thế lực và tộc trưởng các thế lực lớn nhỏ không có một chút không vui nào. Chỉ cầu hiện tại có thể bám lên cây Lục gia này, ít nhất thì cũng có giao tình. Người Lục gia đi ra ngoài vẫn vô cùng vui vẻ, cả ngày bận rộn không thôi. Ngàn vạn người ở bên ngoài Lục gia, cũng không thể đuổi đi, đóng cửa cũng không phải là biện pháp tốt. Không ít trưởng lão Lục gia đều mừng rỡ tiếp kiến thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ khắp nơi, đối với trưởng lão Lục gia mà nói, bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong sự kích động, bọn họ chưa từng nghĩ tới Lục gia lại có một ngày như vậy. Địa vị của Lục gia trong lúc nhất thời vượt qua tất cả các sơn môn lớn, mà ngay cả người hầu Lục gia lúc này đi trên đường đều có cảm giác vượt trội hơn người. Thân là người hầu của Lục gia, bên ngoài đều ngẩng đầu mà bước, giống như có hoàng khí gia thân, vô cùng uy phong. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc cũng qua 3 tháng, mỗi ngày Lục gia đều có khách nhân bái phỏng, thế nhưng đám người Lục Đông, Lục Trung lại không lộ diện, tất cả đều đang củng cố tâm cảnh, loại tăng thực lực khủng bố này đúng là chỗ khiếm khuyết hiện tại của Lục gia. Thật vất vả mới có tu vi như vậy, mọi người đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội khó có được này. Lực lượng đệ tử trung kiên của Lục gia dựa theo sự phân phó của Lục Trung đều bế quan. Về phần sự phát triển của Lục gia, lúc này Lục Trung cũng không coi trọng như trước. Lục gia đặt chân vào hoàng tộc, còn nói gì tới phát triển, chỉ có thực lực thật sự mới là phát triển. Trong 3 tháng này, trên đại lục yên tĩnh lần nữa xảy ra một ít đại sự. Trên đại lục có tin đồn, nghe nói Vạn Thú Tông cùng với Khôn Dương Đảo ở trong Đông Hải đánh lén Linh Vũ Tà Vương Lục Kinh Vân, nhân vật phong vân nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Ngoài ra còn có Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí, Đại Địa Vương Giả Niếp Phong cùng với những đệ tử khác khiến cho Phi Linh Môn tức giận. Dưới cơn giận Phi Linh Môn đánh chết ngàn người trẻ tuổi tôi luyện bên ngoài của Vạn Thú Tông. 3 đại thành lại bị Vân Dương Tông cùng với Phi Linh Môn ra tay quét ngang, trong lúc nhất thời Vạn Thú Tông tử thương vô số, không biết vì nguyên nhân gì, đám sơn môn như Huyễn Hồn Môn lại không nhúng tay vào, giống như là không biết vậy. Mà trên Đông Hải, Khôn Dương Đảo còn thảm hơn, vài đại thành bị quét sạch, mà đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần đi ra ngoài sẽ đỡ upsilon.ng phải sự chém giết của 4 sơn môn Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đả. Động tĩnh bực này khiến cho đệ tử Khôn Dương Đảo co đầu rụt cổ không đi ra. Đông Hải, trên một hải đảo, trong đình viện một lão giả thân thể hùng vĩ nhìn về hải vực hùng vĩ phía xa, trên cổ lão giả này có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh giống như một cái vòng đeo cổ, chính là người đứng đầu Kim Xà Môn, hiện tại chính là đà chủ phân đà ở Đông Hải của Phi Linh Môn Kim Xà Tôn Giả. Sư phụ, cha được rồi, người trẻ tuổi mạnh nhất trong Khôn Dương Đảo gọi là Tố Phiền Thiết, đoạn thời gian trước về thăm nhà. Gần đây sóng gió nổi lên, do đó Khôn Dương Đảo xuất động cường giả cải trang hộ tống trở về Khôn Dương Đảo, dường như sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm hiện tại Khôn Dương Đảo đang thần hồn nát thần tính, đệ tử trẻ tuổi căn bản không dám đi ra ngoài. Một lão giả có tu vi tôn cấp vội vàng đi tới trước mặt Kim Xà Tôn Giả. Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi sao? Còn tự thân xuất động cường giả đón trở về, cũng đủ phân lượng a. Hàn ý trong mắt Kim Xà Tôn Giả lóe lên. Sư phụ, người định đích thân ra tay sao? Hay là người để cho chúng con ra tay là được rồi, dù sao cũng là đệ tử trẻ tuổi, có lẽ Khôn Dương Đảo cũng không xuất động người quá mạnh mẽ. Lão giả này nói với Kim Xà Tôn Giả. Ta muốn đích thân đi mới không xảy ra một chút sơ hở nào, Lục gia trở thành hoàng tộc, trưởng môn còn chưa chết, thuộc tính còn đại thành. Lựa chọn của ta cũng đúng. Kim Xà Tôn Giả nói. Gần đây tin tức của Lục gia lan truyền, lúc này hắn cũng có thể xác định lựa chọn của hắn lúc trước không sai. Tại một không gian khác, một ngọn tháp lớn đứng sừng sững, giống như trường tồn từ cổ chí kim, kết nối với thiên địa, khí tức mênh mông lan tràn, khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé. Lúc này trên quảng trường lớn chung quanh ngọn tháp có không ít người mặc áo giáp cao ngất, toàn thân lan tràn khí tức sắc bén, tu vi đều bất phàm. Oanh! Trên ngọn tháp yên tĩnh này đột nhiên run lên, trên ngọn tháp ầm ầm lay động,
ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía có động tĩnh. Cùng lúc, trên ngọn tháp lớn, trên cái đỉnh cao VUPSILON T trong mây kia có một cỗ khí tức bàng bạc dùng tốc độ nhanh chóng lan tràn. Không biết ở trong không gian hư vô nào đó, cả thế giới dường như không có vật gì, một mảnh hỗn độn. Một đạo thân ảnh màu xám khoanh chân ngồi đó, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, hai mắt nhắm chặt. Mái tóc đen nhanh, ở trong không gian chung quanh lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa chấn động, chính là Dương Quá đã tiến vào trong thiên địa tháp 2 năm 9 tháng. Lúc này bên người Dương Quá không biết từ khi nào đã có năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ. Ầm ầm. Trong không gian tĩnh lặng giống như hỗn độn này đột nhiên gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa bàng bạc tràn ngập, không gian lờ mờ. Trong không gian, Dương Quá đột nhiên nhảy ra, hai tay mở rộng, quanh thân có một cỗ năng lượng thiên địa cường hãn cấp tốc ngưng tụ, giống như tạo thành một vòng xoáy cuồng bạo quanh thân thể, năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa cường hãn rót vào, hai mắt Dương Quá nhắm chặt, khí tức lập tức kéo lên, vô số lỗ chân lông toàn thân dường như cũng đang tham lam hấp thu năng lượng thiên địa bàng bạc. Ầm ầm. Trên không trung, một đạo quang trụ màu vàng cực lớn bắn xuống, lập tức bao phủ Dương Quá. Không gian chung quanh Dương Quá chấn động, gợn sóng xuất hiện, gợn sóng tựa như sóng nước cuồn cuộn, một cỗ khí thế cường hãn cùng với quang mang màu vàng đất từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa tuôn ra. Dung hợp với năng lượng thiên địa. Trong không gian ở ngọn tháp lớn, trên ngọn núi khổng lồ cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang đứng trên ngọn núi, toàn thân lan tràn ra khí tức cường hãn, hùng hậu, tuyệt đối đều là cường giả. Ba người dẫn đầu trong đó có Tử Đồng trưởng lão, bên cạnh còn có một lão giả áo xanh, tuổi chừng hơn 40, khí độ cực kỳ bất phàm. Người cuối cùng trong ba người là một đại hán, đứng trước mặt tất cả mọi người đều cung kính đứng chung quanh người này. Người này cũng chừng hơn 40 tuổi, gần 50, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh trắng, ánh mắt tựa như ngôi sao sáng. Không ngờ người đột phá đầu tiên lại không phải là Tử Yên và Lam Thập Tam, lại là Dương Quá của Phi Linh Môn. Ánh mắt của Tử Đồng trưởng lão khẽ biến đổi, có chút kinh ngạc. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, lúc Dương Quá này tiến vào ta đã chú ý qua, thiên phú của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng tâm cảnh của hắn lại ổn nhất. Trong lòng thanh minh, cũng không có bao nhiêu chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Trong lòng thanh thản, tâm hư vô, tăng thêm tính cách của hắn, loại người này càng về sau tu vi sẽ càng đáng sợ. Chỉ tiếc trong thiên địa các ta không có đệ tử như vậy. Đại hán mặc trường bào màu xanh trắng đứng đầu nhìn ngọn tháp lớn phía trước, nói với đám người Tử Đồng trưởng lão. Phó các chủ, chẳng lẽ Lam Thập Tam cũng không thể so sánh sao? Dù sao Dương Quá cũng chỉ là vũ giả song hệ mà thôi. Tử Đồng trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Tử Đồng, trong lòng ngươi kỳ thực cũng biết, cần gì phải hỏi ta. Đại hán này cười nhạt một tiếng, lập tức nói tiếp. Thiên phú của Lam Thập Tam không kém, chỉ tiếc tâm cảnh không bằng Dương Quá, không thanh thản bằng, thiên phú của Tử Yên càng mạnh hơn nữa, chỉ tiếc. Phó các chủ, Tử Yên thì sao? Vẻ mặt Tử Đồng trưởng lão khẽ đổi, lập tức hỏi. Trong lòng có ngàn mối a hát. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng sẽ động tình, chuyện này không thể tránh được. Nhưng mà bản thân không có cách nào sắp xếp cho tốt, đối với tu luyện có sự ảnh hưởng cực lớn, loại chuyện như vậy người ngoài cũng không thể giúp được cái gì. Đại hán trung niên nói. Tử Đồng trưởng lão nhìn đại hán mặc trường bào màu xanh trắng nói. Ý của phó các chủ là trong lòng Tử Yên đã động tâm vì một người nào đó rồi sao? Dùng tâm tính của Tử Yên. Ta nghĩ người trên đời này có thể khiến cho nó động lòng cũng chỉ có Lục Lâm Thiên kia, cho dù là người của hoàng tộc cũng không nhất định nó sẽ để ý. Đại hán trung niên nói. Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, Lục Lâm Thiên ở trong hư không bí cảnh nhất định còn sống. Thuộc tính mới lại đại thành, từ nay về sau khống chế thuộc tính mới, thiên phú của Lục Lâm Thiên quả nhiên đủ khủng bố. Tử Đồng trưởng lão nói. Trước đó các chủ đã nói cho ta. Để cho chúng ta không được hỏi tới chuyện của Lục Lâm Thiên, thật không biết Lục Lâm Thiên này rốt cuộc có địa vị gì. Trong ánh mắt đại hán trung niên tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nếu như hiện tại Lục Lâm Thiên rời khỏi hư không bí cảnh, sợ rằng thiên địa minh sẽ có phiền phức vô cùng lớn. Tử Đồng trưởng lão nói. Chuyện này cũng còn không nhất định, những lão gia hỏa kia của thiên địa minh cũng không phải ăn chay, tuy rằng thiên vũ đã chết, thế nhưng trong tất cả các sơn môn thực lực hóa vũ tông vốn cho dù yếu nhất. Bằng không bọn họ cũng sẽ không một lòng lôi kéo vạn thú tông.
Tuy rằng đế đạo minh có nhiều đế giả, thế nhưng đều vừa mới đột phá. Nếu như hai minh thực sự giao thủ với nhau, chẳng biết hưu chết về tay ai. Huống chi ta đoán, thiên địa minh há không có sắp xếp, sợ rằng bọn họ đã sớm âm thầm chuẩn bị rồi. Đại hán trung niên nói xong, lại nói. Không quản bọn họ thế nào, thiên địa các chúng ta không giúp ai là được rồi. Sự tồn tại của thiên địa các chúng ta cũng không phải là tranh đoạt cái gì trên đại lục này, bằng không làm sao có thể tới phiên bọn họ. Vâng. Tử đồng trưởng lão cùng với chúng cường giả sau lưng khẽ gật đầu. Dương Quá cũng sắp thành công, nhiều năm trôi qua như vậy, có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp, ta nhớ tổng cộng cũng chỉ có 3 người a. Không biết lần này Dương Quá sẽ thế nào? Đại hán trung niên nói. Đột phá trong thiên địa tháp còn nhận được chỗ tốt cực lớn, không biết lúc này Dương Quá có thể nhận được chỗ tốt gì? Tử đồng trưởng lão dường như đối với chỗ tốt trong thiên địa tháp cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chỗ tốt trong thiên địa tháp đều là vật phi phàm, đáng tiếc cần phải đột phá trong thiên địa tháp mới nhận được. Cho dù là ta cũng không có cách nào biết được rốt cuộc Dương Quá nhận được vật gì. Đại hán trung niên nói. Ầm ầm. Trong không gian hư vô, khí tức quanh thân Dương Quá giống như một cơn sóng lan tràn ra không gian hư vô chung quanh, toàn thân được năng lượng thiên địa bơi hấp hủ, dường như thân thể đang tiếp nhận thiên địa rèn rũa. Phanh. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, giống như muốn phá tan một bức bình chướng vô hình, chỉ thấy khí tức cường hãn quanh thân Dương Quá đánh văng gợn sóng trong không gian, uy thế ngày càng cường hãn, chấn động nhân tâm. Tiếp đó, trong nháy mắt một cỗ uy thế kinh người lan tràn ra, trong lúc mơ hồ mang theo một loại uy năng mà ngay cả không gian cũng bị đập vụn. Ầm ầm. Cùng lúc này cả không gian vang vọng tiếng sấm, gió nổi mây phun, trên không trung, điện mang không ngừng lóe lên. Siêu. Cùng một thời gian, trên không gian này có một đạo lưu quang giống như tia chớp đập vào trên người Dương Quá. Lưu quang rớt xuống, trên thân thể Dương Quá lập tức xuất hiện một bộ khải giáp phong cách cổ xưa. Trên khải giáp dường như có điện mang khiến cho tim đập nhanh không ngừng lóe lên, mang theo khí tức mênh mông vô cùng khuếch tán. Khải giáp phong cách cổ xưa xuất hiện tựa như một đầu hung thú cực lớn thức tỉnh, khí tức ngút trời, khí thế chấn động nhâm tâm, bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Trong Độc Cô gia tộc, ở một nơi nào đó trong không gian đột nhiên gió nổi mây phun, dị tượng thiên địa xuất hiện. Thần nữ đột phá thành đế. Chỉ một thoáng. Cơ hồ tất cả người của Độc Cô gia tộc đều nhìn lên trên giữa không trung. Một tháng sau, trong Bắc Cung gia tộc, cây cối cao ngất sum suê, từng dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trên một quảng trường nguy nga, một ngọn tháp lớn sừng sừng đứng đó, giống như trụ trống trời, khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ, nguy nga, lại lộ ra khí tức cổ xưa, bàng bạc. Ầm ầm. Trong Bắc Cung gia tộc, cũng không biết từ khi nào đã gió nổi mây phun. Tiếng sấm minh vang vọng, uy áp kinh người lan tràn ra. Trên không trung, năng lượng thiên địa ngưng tụ, tựa như hình thành một vòng xoáy, không gian chung cơ nơ lắc lư, một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, sợ hãi rít gào trong không gian, mang theo một đạo uy áp khủng ố. Bên trong đạo quang trụ bằng năng lượng thiên địa là thân thể mềm mại, bay bổng của Bắc Cung Vô Song, trên người mặc y phục màu xanh, sợi tóc bay múc. Một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra. Khí thế đột nhiên phóng lên trời, khí tức tựa như một đạo quang trụ đánh văng gợn sóng trong không gian bắn thẳng về phía chân trời. Khí thế chấn động nhân tâm, bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn và huyết mạch của người ta rung động. Khí tức này vô thanh vô tức lan tràn trên không trung, bao phủ trong không gian, thẩm thấu vào mỗi người, khiến cho trong lòng tất cả tộc nhân Bắc Cung gia đều run run. Tộc trưởng. Thần nữ đột phá thành đế, rốt cuộc cũng thành đế rồi. Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Cả đám trưởng lão Bắc Cung gia kích động run rẩy không thôi, thần nữ thành đế so với những người khác thành đế không giống nhau. Còn nguyên nhân bên trong, chỉ có người của các đại hoàng tộc mới có thể biết được. Cũng không có muộn, nhưng mà so với tiểu tử Lục Lâm Thiên kia dường như lại yếu hơn. Bắc Cung Kình Thương chắp tay đứng, khí thế mạnh mẽ, một cỗ khí thế hoàng giả. Bế nghĩa thiên hạ lan tràn ra. Giờ phút này trên khóe miệng hắn nở nụ cười vui vẻ. Lục Lâm Thiên này quả thực quá mạnh mẽ, thiên phú kinh khủng, so với lão tổ Bắc Cung gia tộc chúng ta cũng không kém. Đem thuộc tính mới lĩnh ngộ tới đại thành, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đại trưởng lão Bắc Cung Chi gật đầu nói. Lúc này trong không gian chung quanh,
Một đám trưởng lão nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên, ánh mắt lập tức biến hóa không ít. Bắc Cung Kình Thương cười nhạt một tiếng, nhìn mọi người rồi nói. Chư vị trưởng lão, bây giờ có lẽ không còn có ai cảm thấy Lục Lâm Thiên không xứng với Vô Song rồi đúng không? Chúng trưởng lão Bắc Cung gia tộc nhìn nhau, những trưởng lão vốn phản đối khi trước lúc này không khỏi cười khổ. Tộc trưởng, người thần nữ vừa ý đương nhiên không phải người thường, ánh mắt của chúng ta không đủ a. Ha ha, nói đúng, ánh mắt chúng ta không đủ, già rồi, ánh mắt không còn dùng được. Một trưởng lão cười làm lành, lúc này còn có ai dám cho rằng Lục Lâm Thiên không có đủ tư cách. Thuộc tính đại thành, bọn họ là người hiểu rõ nhất điều này đại biểu cho việc gì. Huống chi ban đầu ở trong Bắc Cung gia tộc Lục Lâm Thiên đã chứng minh bản thân mình. Nhìn vẻ mặt chúng trưởng lão, Bắc Cung Kình Thương cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn lên không trung, không nói gì thêm nữa. Một lát sau dị tượng trên không trung mới biến mất không thấy gì nữa, năng lượng thiên địa bàng bạc tiêu tán, dần dần bị thân thể mềm mại xinh đẹp kia hấp thu vào bên trong. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, trên không trung xuất hiện một thân ảnh mềm mại, xinh đẹp. Trên người mặc một bộ váy dài, toàn thân tản ra khí chất thanh nhã, cao quý, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như tiên tử. Lúc này thân ảnh xinh đẹp này nhắm hai mắt, lơ lửng trên không trung. Cơ hồ tất cả ánh mắt trên quảng trường lúc này đều nhìn lên giữa không trung. Siêu! Trong sự chờ mong của mọi người, hai con mắt nhắm chặt của Bắc Cung Vô Song mở ra, trong mắt có hai đạo tinh quang màu xanh từ trong hai con người bắn về phía chân trời. Một cỗ uy áp đế giả cực kỳ cường hãn từ không gian quanh thân lan tràn ra. Uy áp thật mạnh, không phải đế giả bình thường có thể so sánh, Mộc Hoàng khí một lần nữa tăng lên, chẳng lẽ? Ánh mắt vô số trưởng lão nhảy lên. Cả đám kinh hãi phát hiện ra một việc, lúc này khí tức trên người thần nữ không tầm thường, trong sát na chân khí trong cơ thể bọn họ ngừng vận chuyển, linh hồn cũng run rẩy, tâm thần kính sợ. Bái kiến thần nữ, chúc mừng thần nữ. Nhìn Bắc Cung Vô Song, lúc này cơ hồ tất cả người của Bắc Cung gia, trừ Bắc Cung Kình Thường gia đều quỳ một chân xuống hành lễ, trong mắt tất cả mọi người tràn ngập vẻ kính sợ. Chư vị đứng lên đi. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song chậm rãi đáp. Bộ váy phiêu đãn, toàn thân tản ra khí chất thanh nhã, cao quý. Cánh tay khẽ phất lên ý bảo mọi người miễn lễ, lúc này có một cỗ uy áp từ trong khí chất thanh nhã, cao quý lan tràn ra khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Phụ thân. Tiếp đó thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, đi tới bên người Bắc Cung Kình Thương. Đột phá tới bước này là tốt rồi, về sau gánh nặng của Bắc Cung gia tộc chúng ta đành nhờ vào con vậy. Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ minh. Tuy rằng cao hứng, thế nhưng lại nghiêm túc nói. Thân là thần nữ Bắc Cung gia tộc, nữ nhi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với Bắc Cung gia tộc chúng ta. Bắc Cung Vô Song gật đầu, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, nhìn Bắc Cung Kình Thương rồi hỏi. Phụ thân, hai năm qua có tin tức của Lâm Thiên hay không? Đã xác định được một chuyện. Bắc Cung Kình Thương thu liễm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Bắc Cung Vô Song nói. Nó còn sống. Con biết ngay huynh ấy không có việc gì. Đôi mắt xinh đẹp trên dung nhan tuyệt mỹ của Bắc Cung Vô Song lập tức sáng lên, kinh hỉ nói. Phụ thân, con đi cổ vực một chuyến, con muốn đi gặp Lâm Thiên. Con đừng quá sốt ruột, nó còn chưa đi ra, con cần ổn định cảnh giới, việc này chậm rãi ta sẽ nói cho con biết. Bắc Cung Kình Thương bất đắc dĩ nói, quả thực nữ nhi lớn không còn là người nhà mình nữa. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, quang mang của kim đao màu vàng quanh thân Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trong trạng thái cực kỳ huyền ảo kia, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đã tiến vào bên trong không biết bao nhiêu ngày. Lục Lâm Thiên cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên tỉnh táo lại, hai mắt mở ra, ánh mắt trống rỗng trong giây lát. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong ánh mắt trống rỗng kia của Lục Lâm Thiên hiện lên tinh quang, giống như là khí tức mênh mông thức tỉnh vậy, khí tức cường hãn lập tức tuôn ra. Thế nhưng so với khí tức trước kia, trong lúc vô hình lại có không ít khác biệt. Ồ, tinh quang trong hai mắt lóe lên rồi biến mất, Lục Lâm Thiên khẽ kêu nhẹ một tiếng, trong lúc bất chi bất giác hắn tiến vào trong trạng thái của vô tự thiên thư, trong không gian kia, so với không gian ba chữ linh, thiên, tề của ba quyển vô tự thiên thư trước lại không giống. Chữ liệt của vô tự thiên thư hiện lên mang hắn vào trong không gian kia. Bên trong là hai cỗ năng lượng hội tụ tới tạo thành một không gian bằng năng lượng mênh mông. Bên trong không gian năng lượng kia, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của lực lượng thời gian,
lực lượng thời gian này so với lực lượng thời gian bên trong thiên trụ giới không có bất kỳ sự khác nhau nào. Càng khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là, bên trong không gian bằng năng lượng minh mông kia còn một cỗ năng lượng khác. Cẩn thận cảm ngộ, tăng thêm kiến thức và sự tiếp xúc những năm này, Lục Lâm Thiên có thể đoán ra được, đây chính là lực lượng không gian, giống như lực lượng không gian thiên phú của Chu Tước Hoàng tộc. Lực lượng không gian đối với cơ hồ tất cả các linh giả, vũ giả mà nói cũng không phải quá lạ lẫm. Sau khi tới xuất cấp, bởi vì có thể vận dụng lực lượng không gian cho nên mới có thể lăng không phi hành, có thể xé rách không gian. Muốn làm những thứ này đều cần lực lượng không gian. Nhưng mà muốn vận dụng được lực lượng không gian, bất kể là cấp độ gì kỳ thật đều mượn lực lượng không gian trong thế giới này, mà không phải là lực lượng mà mình thực sự lĩnh ngộ ra. Một khi lĩnh ngộ ra được mới có thể chính thức khống chế và hiểu rõ nó. Chữ liệt trên quyển Vô Tự Thiên Thư dẫn hắn vào trong không gian tràn ngập năng lượng mênh mông, Lục Lâm Thiên cảm giác được hai loại lực lượng không gian và thời gian. Hai loại năng lượng này dung hợp vào một chỗ, dung hợp hoàn mỹ, giống như bẩm sinh đã cùng tồn tại vậy. Ở trong không gian năng lượng kia, toàn thân Lục Lâm Thiên có cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, tâm thần thoải mái. Trong thời gian mấy tháng này, Lục Lâm Thiên phát hiện ra lực lượng thời gian của mình có không ít thu hoạch. Lực lượng không gian mà hắn luôn cố gắng tìm hiểu dường như cũng tới giai đoạn nhập môn. Siêu. Tâm niệm khẽ động, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, tay đánh ra từng đạo thủ ấn biến hóa, kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, gợn sóng trong không gian lắc lư bất định. Từng đạo thủ ấn ngưng tụ, không gian lúc này có cảm giác như loạn, từng khe nứt đen kịt xuất hiện, giống như có thể xé rách không gian vậy. Có thu hoạch lớn, lực lượng không gian, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ ra lực lượng không gian. Thu thủ ấn lại, Lục Lâm Thiên lập tức kích động, không ngờ lần này hắn lại còn có thu hoạch giống như vậy. Lực lượng thời gian dường như tiến bộ không ít, quan trọng nhất là không ngờ hắn lại lĩnh ngộ ra lực lượng không gian. Lực lượng không gian, Lục Lâm Thiên đã muốn lĩnh ngộ từ lâu, tác dụng của lực lượng không gian tuyệt đối không kém lực lượng thời gian. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Chu Thần Hy lúc ở bên ngoài thành Cự Giang có thể xuyên thấu không gian rời khỏi đại trận kia, Lục Lâm Thiên càng thèm muốn lĩnh ngộ lực lượng không gian. Nhưng mà hắn không có cơ hội, cũng không phải nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ. Lúc này không ngờ lại lĩnh ngộ lực lượng không gian, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên mừng rỡ như điên. Tăng thêm lực lượng không gian, về sau thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Bốn quyển Vô Tự Thiên Thư. Bốn quyển Vô Tự Thiên Thư còn chưa được thu vào trong nhẫn chữ vật lần nữa xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, chín quyển Vô Tự Thiên Thư trong lúc bất chi bất giác đã có gần nửa nằm trong tay hắn. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà có chút kích động nho nhỏ. Mà ngay khi Lục Lâm Thiên đang muốn đem bốn quyển Vô Tự Thiên Thư thu vào trong nhẫn chữ vật thì đạo quang mang màu lam vốn phong ấn thái cổ U Minh Viêm lập tức bắn về phía trước, rồi chui vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên và biến mất. Quang mang biến mất, quyển Vô Tự Thiên Thư này mới tiến vào trong nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên. Mà đạo quang mang vừa rồi kia lúc này đã hóa thành một cỗ tin tức lớn trong đầu Lục Lâm Thiên. Hai mắt hắn nhắm chặt, cảm nhận cỗ tin tức này, trong lòng Lục Lâm Thiên trong khoảnh khắc có cảm giác hiểu ra. Siêu! Ngay khi Lục Lâm Thiên mừng rỡ, tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Lúc này quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời khẽ run lên, xuất hiện một tia chấn động rất nhỏ. Linh hồn tương liên, lúc này Lục Lâm Thiên không cần dò xét là lập tức có thể cảm nhận được sự biến hóa bên trong quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Trên mặt hắn xuất hiện sự sợ hãi cùng với vui mừng. Trong hư không bí cảnh, trên ngọn núi ngoài cái hố sâu cực lớn dưới mặt đất có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Lúc này cả không gian liếc nhìn lại cũng chỉ có nơi này có thể đặt chân, những nơi khác đều là hư không, biển mây. Vốn những nơi thái cổ U Minh Viêm từng đi qua, vạn vật hóa thành cho tàn, núi đá cũng không ngoại lệ, đều bị đốt thành cho bụi. Thoáng cái đã nửa năm, Lục sư đệ không có việc gì đó chứ. Thái cổ U Minh Viêm cũng không tầm thường. Khiên Bách Biến nhíu mày. Có chút lo lắng, hắn đã tận mắt nhìn thấy qua thực lực khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, lúc này đã trôi qua nửa năm, hắn không thể không lo lắng. Lão đại không có việc gì, ta có thể cảm giác được điều này. Sợi tóc xoăn trên trán Tiểu Long rũ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong hố sâu cực lớn dưới mặt đất, có huyết khế trong người, hắn tùy thời đều có thể cảm nhận được tình huống đại khái của lão đại, lúc này ít nhất lão đại cũng không có vấn đề gì. Cho dù là có thể thuận lợi dung hợp U Minh kia thì cũng phải xóa bỏ linh hồn của U Minh,
sau đó lại bồi dưỡng cảm tình với linh hồn bổn nguyên của bản thể U Minh. Không có thời gian 10 năm 8 năm tuyệt đối không làm được. Mới có nửa năm, các ngươi gấp gáp cái gì? Âm thanh như chuông bạc của mẫu đơn truyền ra, con mắt màu đỏ chớp động, nàng hiểu rõ quá trình khủng bố này mất bao nhiêu thời gian. Lâu như vậy sao? Bạch Linh nhíu mày, y phục trắng như tuyết, giống như tiên tử đứng đó. Siêu! Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, ngay trong ánh mắt kinh hỉ của Lục Lâm Thiên, phía trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời đã bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy bên trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực kỳ nóng bỏng, thế nhưng sự nóng bỏng kia lúc này đã giảm bớt hơn rất nhiều. Mà lúc này chỉ dựa vào bản thể, Lục Lâm Thiên cũng có thể chống lại nhiệt độ ở nơi đây. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên biết rõ nhiệt độ bên trong đó chỉ không bộc phát mà thôi, một khi bạo phát vẫn khủng bố như vậy. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời xoay tròn, tỏa ra ánh sáng long lanh, hỏa diễm bên ngoài rõ ràng có chút khác biệt. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời này tựa như tinh linh, dường như có chút linh tính. Mà trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời này là tồn tại kinh khủng nhất. Ken két. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời chậm rãi xoay tròn, lúc này mới xuất hiện một tia chấn động rất nhỏ, sau đó chậm rãi xuất hiện từng khe nứt, giống như phá kén thành bướm vậy. Vô số hỏa diễm màu xanh da trời trên quả cầu bằng hỏa diễm rớt xuống phía dưới. Siêu. Cùng lúc này, dung nham hỏa diễm màu xanh da trời bên ngoài quả cầu màu xanh da trời rớt xuống, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, giống như lưu quang, mang theo dung nham hỏa diễm màu xanh da trời rơi rớt. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung chỉ còn một đạo thân ảnh. Thân ảnh lúc này thân thể màu xanh lam, toàn thân óng ánh, như thực như hư, giống y như Lục Lâm Thiên, đúng là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Nhưng mà lúc này toàn thân nó trần trụi, kiện trường bào màu xanh được ngưng tụ trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt của linh hồn phân thân mở ra, nếu như cẩn thận nhìn kỹ, hai mắt đều hiện lên màu lam. Trong lúc mơ hồ toàn thân có một cỗ khí tức tà mị lan tràn, khí tức này khiến cho người khác không dám tới gần. Chỉ cần nhìn cũng khiến cho tim người ta đập rộn lên, có lúc lại giống như tim ngừng đập. Thành công rồi, triệt để dung hợp thành công. Đột nhiên Lục Lâm Thiên cùng với linh hồn phân thân đều nở nụ cười vui vẻ. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, linh hồn phân thân của hắn hiện di ở đã hòa tan vào thành một thể với Thái Cổ U Minh Viêm. Linh hồn phân thân chính là Thái Cổ U Minh Viêm, mà Thái Cổ U Minh Viêm chính là linh hồn phân thân, cũng tương đương với hắn vậy. Như vậy dường như có chút không tốt. Lục Lâm Thiên nhìn linh hồn phân thân đang lõa thể, linh hồn phân thân cũng nhìn xuống thân thể trần trụi miệng khẽ cười cười, lập tức vung tay lên, trên người lập tức có một kiện trường bào màu xanh được ngưng tụ. Lúc này, đạo linh hồn phân thân nửa hư nửa thực kia đã bắt đầu nhìn giống như thực chất. Đạo linh hồn phân thân này đã dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, cũng không phải là linh hồn thể bình thường nữa. Trạng thái này của linh hồn phân thân, trừ phi tu vi đạt tới tình trạng cực cao, bằng không cũng không có cách nào nhìn ra đây chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Cảm giác thỏa mãn lan tràn, rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên nhìn thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, lúc này chẳng khác gì là thế giới của linh hồn phân thân. Không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời này vẫn không có gì khác ban đầu, nhưng mà bản thân hắn ở bên trong, không bao giờ phải chịu ảnh hưởng nữa. Cũng nên đi ra ngoài rồi, có lẽ bọn họ đã chờ rất sốt ruột. Lục Lâm Thiên thì thào nói. Ầm ầm. Trong không gian của thiên địa tháp lần nữa run rẩy, trên thiên địa tháp khổng lồ lần nữa lan tràn ra năng lượng chấn động cực lớn. Không ngờ người thứ hai đột phá lại là Lục Tâm Đồng. Ba huynh muội Lục Lâm Thiên này đi tới chỗ nào đều gây oanh động chỗ đó. Cả ba đều có thiên phú khủng bố a. Trên ngọn núi, đại hán trung niên mặc trường bào xanh trắng khẽ than một tiếng. Phàm là người có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp, hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì, không phải là người có thiên phú tuyệt đỉnh, coi như là có cái thực lực kia, ở bên trong cũng chịu áp chế, không có cách nào đột phá, chỉ có người có thiên phú mạnh mẽ mới có thể thành công. Mà một khi đột phá đế giả trong thiên địa tháp sẽ được thiên địa tháp thừa nhận, đạt được chỗ tốt cực lớn. Đồn rằng từ trước tới nay mới chỉ có tổng cộng 3 người dưới cơ duyên xảo hợp mà đột phá thành công trong thiên địa tháp, Dương Quá là thứ 4 mà Lục Tâm Đồng là người thứ 5. Lần này không ít người có thiên phú bất phàm a. Trong lòng Tử Đồng trưởng lão cũng rung động trong lòng.
Chuyện kia sắp tới, thần điện của những hoàng tộc đều đã mở ra, có lẽ đều sẽ có động tác lớn. Thiên địa phong vân, yêu nghiệt xuất hiện thành đàn. Tăng thêm chuyện đế đạo minh và thiên địa minh hiện tại, trên đại lục hiện tại quả thực đủ loạn. Đại hán trung niên kia nói. Phó các chủ, trong chuyện này rốt cuộc có ẩn khúc gì, tại sao nhiều năm trôi qua như vậy bao nhiêu người có đi mà không có về? Tử Đồng hỏi đại hán trung niên kia. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng đi, thiên địa các có tổ huấn, chuyện này cũng có quan hệ lớn lao với chúng ta. Hy vọng lần này có thể giải mối tơ vò suốt bao nhiêu năm qua. Đại hán trung niên nói. Âm âm, trong một không gian hư vô của thiên địa tháp, dị tượng trong không gian nổi lên, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng được một đạo quang trụ bằng năng lượng bao phủ, quanh thân có một cỗ khí tức bàng bạc đang tiếp tục kéo lên. Khí tức kéo lên, quanh thân là quang mang trắng đen quanh quẩn, khói độc lan tràn nhuộm đen gợn sóng trong không gian chung quanh. Trong không gian tràn ngập khói độc ngập trời, hai mắt Lục Tâm Đồng nhắm chặt, sợi tóc tung bay, tràn ngập khí tức khiến cho trong lòng người ta run sợ. Khí tức kéo lên ngày càng mạnh, gợn sóng quanh thân chấn động kịch liệt. Phanh! Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang lên, ở trong không gian gió nổi mây phun, thời gian chấn động kịch liệt cũng không dài, khí tức trên người Lục Tâm Đồng tăng vọt giống như trẻ tre, một cỗ khí tức dùng xu thế mạnh mẽ như sấm sét phóng lên, đánh vỡ nút THH bình chướng vô hình. Cùng lúc này khí tức trên người Lục Tâm Đồng biến đổi hoàn toàn, một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực cũng nhanh chóng khuếch tán. Cả không gian run rẩy, trong lúc mơ hồ lộ ra uy năng mà ngay cả không gian cũng bị chấn nát. Siêu! Trên không trung, một đạo lưu quang giống như tia chớp rơi vào trên người Lục Tâm Đồng, tựa như một đạo lạc ấn huyền ảo xuyên qua mi tâm Lục Tâm Đồng tiến vào trong cơ thể. Tiếp đó trong nháy mắt, trên người Lục Tâm Đồng xuất hiện một kiện khải giáp phong cách cổ xưa. Phía trên khải giáp không ngừng có điện mang khiến cho tim đập nhanh lóe lên. Khí tức mênh mông ngập trời khiến cho linh hồn run run. Ồ, dường như phía dưới có động tĩnh. Trong không gian yên tĩnh, thân thể linh lung của mẫu đơn khoanh chân ngồi đó, hai con mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, tinh quang màu đỏ lóe lên, ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú về phía cái hố sâu thăm thẳm dưới mặt đất. Dưới tâm thần dò xét, nàng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng chấn động. Sự chấn động này khiến cho trong lòng nàng căng thẳng, dưới tình huống bình thường, dường như không nhanh như vậy, trừ phi là thất bại. Thế nhưng mẫu đơn cũng nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Là khí tức của lão đại, là lão đại đi ra. Trường bào màu vàng trên người tiểu long tung bay, hai hàng lông mày giãn ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu vàng phóng về phía cái hố sâu dưới mặt đất. Tiểu long, cẩn thận. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lóe lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu trắng cũng lập tức tiến vào trong hố sâu dưới mặt đất. Siêu siêu. Ba người còn lại cũng không có chút do dự nào, thân ảnh lần nữa tiếp vào trong hố sâu dưới lòng đất. Trong hư không mênh mông, hỏa diễm màu xanh da trời vẫn còn tồn tại, khí tức nóng bỏng vẫn còn lan tràn, vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn không cạn kiệt. Ngay khi năm người đáp xuống không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời này, ánh mắt nhìn về phía trước lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối. Trời ạ! Mọi người nhìn nhau, nhịn không được mà hít sâu một ngụm khí lạnh. Lúc này ở trong biển lửa màu xanh da trời kia nổi lên sóng to gió lớn, dung nham nóng bỏng cuồn cuộn tạo thành cột sóng hơn trăm thước. Từng cơn sóng đang hội tụ về phía trung tâm. Mà trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người cực lớn chừng hơn ngàn thước xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này chính là một cự nhân bằng lửa khổng lồ. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ này đang mở cái miệng rộng của mình, hít dung nham nóng bỏng trong không gian vào trong bụng, giống như cá voi hút nước vậy. Hỏa diễm khủng bố mà ngay cả đế giả cũng phải vẫn lạc lúc này lại bị cự nhân hút vào trong bụng. Cảnh này khiến cho người ta há hốc mồm, đều xoa xoa mắt, căn bản không thể tin được. Cùng lúc tất cả mọi người cảnh giác, ngược lại, Tiểu Long chăm chú nhìn vào trên người cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ kia. Siêu siêu! Bên trong hỏa diễm màu xanh da trời, cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ không ngừng thôn phệ, không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời bao la này bắt đầu giảm bớt, bị cắn nuốt cực nhanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lát sau đã bị thôn phệ sạch sẽ. Biển lửa dung nham màu xanh da trời vô tận, vô biên đều bị nuốt vào trong cơ thể cự nhân bằng hỏa diễm lớn hơn ngàn thước. Giống như được áp xúc, khiến cho năm người nghẹn họng, không nói được lời nào. Là hắn,
Làm sao có thể? Khi hỏa diễm màu xanh da trời gần biến mất, trước người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời có một đạo thân ảnh màu xanh hiện ra, thân ảnh này đang đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà. Không phải là Lục Lâm Thiên thì còn có thể là ai? Hít! Nhìn thấy thân ảnh mặc áo xanh kia, đôi mắt Bạch Linh khẽ đổi, sau đó hít sâu một hơi. Lão đại không có việc gì chứ? Tiểu Long nhìn thân ảnh mặc áo xanh kia, lập tức bổ nhào qua, trên mặt tuôn ra vẻ mừng rỡ. Ta biết ngay ngươi không có việc gì. Bạch Linh, dường như ngươi rất quan tâm tới Lục Lâm Thiên, đúng không? Mẫu đơn đi tới bên người Bạch Linh, khẽ mở miệng cười nói. Có vấn đề gì sao? Ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của Bạch Linh nhìn về phía mẫu đơn. Xin ngươi, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh băng như vậy a. Trong lòng ta thấy không thoải mái, ta chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Tuy rằng ngươi là thú tộc, thế nhưng đã tới cấp độ đế giả, dường như cũng không có vấn đề gì. Mẫu đơn nhìn Bạch Linh, đôi mắt xinh đẹp màu đỏ chuyển động, nói. Nhưng mà ta có chút kỳ quái, tại sao lại có nhiều nữ nhân thích hắn như vậy, trên đại lục có phải hắn rất nổi danh hay không? Lục sư đệ ở bên ngoài chính là nhân vật phong vân nhất, không có ai có thể so sánh được với đệ ấy. Khiên Bách Biến bên người nhị nữ chen miệng vào nói. Thật sao? Con mắt màu đỏ của mẫu đơn chuyển động, nhìn nam tử áo xanh giữa không trung phía xa, khẽ nói. Ta có chút chờ mong đối với thế giới bên ngoài a. Ta muốn nhìn xem hắn phong vân như thế nào. Đi theo bên người một nhân vật phong vân, chung quy đi theo một người lặng lẽ, vô danh thì tốt hơn nhiều. Lão đại, để biết ngay huynh không có việc gì mà. Thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lóe lên. Nhanh như thiểm điện phóng tới bên người Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, lão đại ta làm sao có thể có chuyện gì được cơ chứ? Bằng không tại sao lại làm lão đại của đệ được? Lục Lâm Thiên mỉm cười, theo thói quen vỗ gáy Tiểu Long. Kháo, lão đại, huynh đừng lại đây. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, tỏ vẻ phản kháng nói. Lần trước đệ đã nói huynh sẽ làm rối kiểu tóc của đệ. Ta là lão đại của đệ mà còn sợ ta làm hỏng kiểu tóc của đệ sao? Lục Lâm Thiên cười cười, ý nói phản kháng cũng vô dụng. Cái miệng nhỏ của Tiểu Long nhếch lên, thế nhưng cũng không có vẻ gì là phản kháng nữa. Lâm Thiên, không có chuyện gì chứ? Nam Thúc đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên không có chuyện gì, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói với Nam Thúc. Nghĩa phụ, mọi người không sao chứ? Chúng ta thì có thể có chuyện gì được cơ chứ? Nhưng mà không có cách nào đi ra ngoài được mà thôi. Nam Thúc nói, hắn vừa mới nói xong, âm thanh kinh ngạc của Tiểu Long đã truyền tới. Lão đại, chẳng lẽ đây là linh hồn phân thân của huynh hay sao? Tiểu Long đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời ở đằng xa. Trên người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ này Tiểu Long rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của lão đại. Đúng vậy. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ hơn ngàn thước cuối cùng cũng hút một tia dung nham cuối cùng vào trong cơ thể, há mồm nói với Tiểu Long một tiếng. Trong âm thanh mang theo một cỗ khí tức nóng bỏng vô cùng. Trên thân thể khổng lồ, có một cỗ khí tức hủy diệt tuyệt đối khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé. Trong không gian lúc này lần nữa khôi phục lại hư không mênh mông, tất cả biến mất không thấy gì nữa, khí tức nóng bỏng kia cũng biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão đại, chẳng lẽ huynh đã thực sự dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm sao? Tiểu Long sững sờ, tiếp đó mừng rỡ không thôi. Xem bộ dáng như vậy xem ra đã thành công. Quang mang đỏ như máu lóe lên, mẫu đơn đem theo âm thanh như chuông bạc rơi xuống bên cạnh người Lục Lâm Thiên. Con mắt đỏ như máu nhìn vào người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ, trong mắt khiếp sợ không thôi. Tất cả so với dự tính của nàng có chút không giống. Đó là đương nhiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự nhân bằng hỏa diễm nói, thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo thân ảnh giống bản thể Lục Lâm Thiên như đúc. Cả hai không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Nhưng mà lúc này, khí tức gần chôn gang tấc cho nên mọi người có thể cảm nhận được bên trong một đạo thân ảnh có khí tức hủy diệt nóng bỏng, khiến cho trong lòng đế giả tim cũng phải đập nhanh hơn. Ực! Bách biến tôn giả nuốt một ngụm nước miếng. Yết hầu phát ra âm thanh. Loại chuyện như linh hồn phân thân dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, nếu như làm được, về sau sẽ thế nào,
Bách biến tôn giả khiên bách biến đương nhiên có thể nghĩ ra được. Coi như ngươi có thể thành công, tại sao lại nhanh như vậy, điều này không có khả năng a. Không có khả năng lại nhanh như vậy. Vẻ mặt mẫu đơn nghi hoặc, dường như lúc này cũng không quá khiếp sợ Lục Lâm Thiên có thể dung hợp thành công với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Ngược lại, đối với thời gian dung hợp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Là vấn đề nhân phẩm tốt, tất cả đều có khả năng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với mẫu đơn, chuyện bên trong liên quan tới Vô Tự Thiên Thư, Lục Lâm Thiên cũng không có nhiều lời. Nhân phẩm của ngươi sợ rằng cũng có hạn a. Mẫu đơn lườm Lục Lâm Thiên, lập tức nhìn linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Chúc mừng ngươi, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm trong bản thể Thái Cổ U Minh Viêm, sau khi Thái Cổ U Minh Viêm có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thực lực sau này của ngươi, hẳn không cần bao lâu nữa sẽ không có ai có thể làm gì được ngươi. Chuyện này phải cảm tạ ngươi mới được. Lục Lâm Thiên nói với mẫu đơn, tất cả chuyện này quả thực cũng được mẫu đơn hỗ trợ. Ánh mắt mẫu đơn lóe lên, nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm ơn ta chỉ biện pháp ngươi đối phó với U Minh đại bộ phận là vì ta muốn sống. Ngay từ đầu ta đã muốn ngươi dung hợp với U Minh thì mới có thể rời khỏi thế giới của hắn. Nếu như ngươi chết, ta cũng khó trốn thoát. Về sau ngươi đối phó với U Minh là vì U Minh sau khi khôi phục nhất định sẽ đánh chết tất cả chúng ta. Cho nên ta cho ngươi biết biện pháp, cũng không phải hoàn toàn là vì ngươi. Mẫu đơn không có ý tứ tranh công cho mình. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ nói. Tóm lại vẫn phải đa tạ ngươi. Cảm nhận khí tức trên linh hồn phân thân mình, Lục Lâm Thiên không khó cảm giác ra được thực lực của linh hồn phân thân lúc này, bởi vì có liên quan tới Thái Cổ U Minh Viêm, trước mắt mà nói, sợ rằng so với bản thể của hắn còn có thực lực mạnh hơn một ít. Linh hồn phân thân dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, đến lúc đó chẳng khác gì là Thái Cổ U Minh Viêm. Vô Tự Thiên Thư chỉ phá hủy dấu vết linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm mà thôi, tương đương với linh hồn có linh trí, cũng không phải là phá hủy linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Linh hồn bổn nguyên mới có thể xem như linh hồn chính thức của Thái Cổ U Minh Viêm, mà phá hủy dấu vết linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm tương đương với việc xóa đi linh trí và trí nhớ, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, tương đương với dung hợp linh hồn lực của Thái Cổ U Minh Viêm. Cũng có thể nói, hiện tại linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên là hai loại linh hồn lực dung hợp lại một chỗ. Linh hồn lực khổng lồ ra sao không cần phải nghĩ. Đây chính là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm A. Tồn tại đồn rằng tương đương với vũ đế cửu trọng, linh hồn khổng lồ ra sao không cần phải nói. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được, lúc này linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm cực kỳ suy yếu, thế nhưng sau khi dung hợp về sau sẽ vô cùng cường hãn. Đối với phân cấp trong đế giả Lục Lâm Thiên cũng không quá hiểu rõ, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, sợ rằng đế giả cùng cấp độ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Coi như là linh hồn phân thân phối hợp với bản thể, quả thực như hổ thâm cánh, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Lần này tuy rằng bị nhốt ở trong hư không bí cảnh, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, cũng bị tra tấn cực lớn, thế nhưng nói tới thu hoạch, tuyệt đối làm cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn. Hắn mạo hiểm cùng với việc bị tra tấn đều có hồi báo. Địa hồn biến, đột phá thành đế, thuộc tính đại thành, linh hồn phân thân dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, nhớ tới tất cả chuyện này, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Chỉ bằng vào thực lực lúc này, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, chuẩn đế trong mắt hắn đã là con sâu cái kiến. Biến hóa như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên giờ phút này vô cùng tự tin. Tất cả thu hoạch đều khiến cho hắn nhận được chỗ tốt lớn lao không gì sánh được, trong đám người đồng cấp, tuyệt đối không có đối thủ. Lúc này Lục Lâm Thiên còn chưa có chính thức giao thủ qua với đế giả, chỉ nhìn thấy Nam Thúc và Bạch Linh, Tiểu Long ra tay trong thời gian ngắn, mấy người này cũng không phải là đế giả bình thường cho nên hắn Quinicker không biết đế giả đồng cấp sốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không có cách nào phán đoán thực lực của mình hiện tại. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể phán đoán, thực lực của hắn hiện tại là tồn tại vô địch trong đám người đồng cấp, hắn nào biết được, hắn lĩnh ngộ thuộc tính kim đại thành, khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa. Tăng thêm Thái Cổ U Minh Viêm khủng bố, thực lực vô cùng cường hãn, nghịch thiên đến nổi có thể sánh bước với thiên địa. Cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm đã tới tình trạng khủng bố, thế nhưng thực lực của ngươi không được tốt lắm.
Tăng thêm thái cổ U Minh Viêm đã bị phong ấn vô số năm, đã tới tình trạng cực kỳ suy yếu, lại bị ngươi làm trọng thương. Đợi ngươi cường đại, linh hồn khôi phục, sẽ lại một lần nữa phát huy ra thực lực kinh khủng lúc trước của U Minh. Mẫu đơn nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khó trách tuy rằng hắn cảm giác được thái cổ U Minh Viêm tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vẫn có một loại cảm giác uể oải. Dưới sự giải thích của mẫu đơn, lúc này Lục Lâm Thiên mới hiểu ra, thế nhưng cũng có một ít nghi hoặc. Mẫu đơn, không biết ta phải làm như thế nào mới có thể để cho thái cổ U Minh Viêm khôi phục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, có chút ngại ngùng hỏi mẫu đơn. Bởi vì xóa đi linh hồn của thái cổ U Minh Viêm cho nên tuy rằng dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không hiểu gì về thái cổ U Minh Viêm cả. Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long, Khiên Bách Biến cũng lập tức nhìn về phía mẫu đơn, đối với linh vật trời sinh bọn họ cũng không hiểu nhiều. Ngươi, ai, không biết ta có phải thiếu nợ nhân loại nhà ngươi hay không mà lại rơi vào trong tay ngươi. Mẫu đơn bất đắc dĩ lườm Lục Lâm Thiên, âm thanh như chuông bạc từ trong miệng truyền ra, nói. Linh hồn phân thân của ngươi hiện tại đã là thái cổ U Minh Viêm, bởi vì ngươi dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cho nên về sau linh hồn của ngươi so với tất cả linh hồn phân thân của các đế giả khác sẽ không giống nhau, đây cũng là chỗ khủng bố của nó. Có cái gì không giống? Chuyện liên quan tới linh hồn phân thân của mình, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi mẫu đơn. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn trầm xuống, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi thật đúng là người đang hưởng phúc mà không biết vậy. Linh hồn phân thân của cơ hồ tất cả đế giả, kể cả linh hồn phân thân của linh vật trời sinh thành đế đều không có cách nào tự mình tu luyện. Mà linh hồn phân thân của ngươi lúc này đã là thái cổ U Minh Viêm, cho nên vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Chẳng khác gì là một Lục Lâm Thiên thứ hai, các ngươi hòa tan vào làm một thể, cho nên cũng có thể tự mình tu luyện. Linh hồn phân thân của người khác một khi động thủ sẽ tiêu hao, tương đương với bản thể tiêu hao, không có cách nào tự mình khôi phục. Cần dựa vào bản thể mà khôi phục, thế nhưng linh hồn phân thân của ngươi hoàn toàn có thể tự mình khôi phục. Còn có thể tiếp tục tu luyện, tăng thêm sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, lần này coi như ngươi đạt được thứ mà tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước. Mẫu đơn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút hâm mộ, tuy rằng nàng cũng là linh vật trời sinh. Thế nhưng nàng tự biết, so với thái cổ U Minh Viêm mà nói, chênh lệch quá nhiều, nàng không bằng thái cổ U Minh Viêm. Nghe vậy đám người Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, hóa ra linh hồn phân thân lại khủng bố tới tình trạng này, diệu dụng vô cùng, tăng thêm sự khủng bố vốn có của thái cổ U Minh Viêm, chẳng khác gì là nghịch thiên. Thì ra là như vậy à. Lục Lâm Thiên ngược lại cực kỳ bình tĩnh gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, nói với mẫu đơn. Ý của ngươi là ta có thể tự mình tu luyện, thái cổ U Minh Viêm có thể tự mình khôi phục tới tình trạng cường hãn như khi trước sao? Bây giờ ngươi chính là thái cổ U Minh Viêm, là bản thân ngươi khôi phục. Mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ngươi có thể tự mình khôi phục, thân là linh vật trời sinh, có thể xuất thể, là có thể tìm kiếm được năng lượng thích hợp trong thiên địa để bản thân tự tu luyện. Ngươi cẩn thận cảm ngộ là có thể hiểu rõ. Theo ta được biết. U Minh vốn cần lực lượng âm hàn khôi phục, đồng thời còn có thủ đoạn thôn phệ năng lượng tàn hồn, lúc trước hắn dẫn các ngươi tới là bởi vì hy vọng trong lúc giao thủ có thể rút ra năng lượng để khôi phục, sau đó triệt để phá bỏ phong ấn. Chậm rãi cảm ngộ sao? Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này cũng không cần phải quá sốt ruột, tất cả từ từ rồi sẽ tới. Mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên, lần nữa nói. Linh hồn phân thân của ngươi tuy rằng đã dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, là thái cổ U Minh Viêm, thế nhưng vẫn là linh hồn phân thân của ngươi. Ngươi cũng có thể dựa vào bản thân mình khôi phục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, hai mắt khép hờ, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào không gian trong đầu. Linh hồn phân thân xuất hiện trong đầu, cũng không bị kim đao màu vàng ngăn cản. Kim đao màu vàng quả nhiên không có một chút phản ứng nào. Nhưng mà lúc này linh hồn phân thân xuất hiện ở trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức có một cỗ khí tức nóng bỏng bàng bạc tuôn ra, khiến cho tiểu hồn anh và đại hồn anh cảm thấy không thoải mái. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã để cho linh hồn phân thân thu liếm khí tức, chỉ bằng vào cỗ khí tức nóng bỏng vô hình vẫn cực kỳ khủng bố. Cũng may khí tức này không có ảnh hưởng thực chất hóa với tiểu hồn anh và đại hồn anh, nhưng mà làm cho chúng nó không thoải mái mà thôi. Linh hồn phân thân xuất hiện trong đầu. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được,
linh hồn phân thân có thể ở trong không gian trong đầu để hấp thu năng lượng giống như tiểu hồn anh, tương liên với không gian này. Siêu! Bản thể Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, cuối cùng cũng thu xếp linh hồn phân thân xong. Đáng tiếc hiện tại chúng ta còn không có cách nào đi ra ngoài, trong này rất quỷ dị, ta tìm nhiều năm như vậy cũng không ra được. Huyết linh mẫu đơn thở dài, giải trừ họa lớn trong lòng, thế nhưng nan đề lớn nhất vẫn đặt ở trước mặt mọi người, không có cách nào đi ra ngoài, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục bị vây khốn ở trong này. Nghe vậy ánh mắt mọi người khẽ biến, dần dần trở nên ngưng trọng, không có cách nào rời khỏi hư không bí cảnh này, vấn đề vô cùng lớn. Tuy rằng trước mắt nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể bị vây khốn ở bên trong mãi. Ai nói không có cách nào đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Trong lúc mọi người đang ngưng trọng, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, dường như trong lòng đã có nắm chắc tuyệt đối. Lão đại, huynh có biện pháp đi ra ngoài sao? Hai mắt Tiểu Long sáng ngời, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Yên tâm đi, chúng ta có thể ra ngoài. Lục Lâm Thiên cười cười, từ trong cỗ tin tức mà quyển vô tự thiên thư thứ tư bắn vào trong đầu hắn, quả thực có biện pháp rời khỏi hư không bí cảnh, chỗ tốt không chỉ có như thế, còn có chỗ tốt lớn hơn. Lục Lâm Thiên, ngươi không gạt ta đó chứ? Hai mắt mẫu đơn chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, từ khi tu luyện tới nay, nàng không tính được rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tháng năm. Vẫn không có cách nào rời khỏi nơi này, nàng luôn hy vọng có một ngày có thể ra ngoài. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên gật đầu, khẳng định nói. Bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, trước tiên từ từ mới ra ngoài. Mẫu đơn dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khẽ đảo, nói với Lục Lâm Thiên. Ta có thứ tốt tặng cho ngươi. Lấy ra đi. Lục Lâm Thiên giơ tay ra, không có một chút khách khí gì, vật trong tay mẫu đơn có lẽ không đơn giản. Ngươi quả thực không biết khách khí một chút nào. Mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không có trên tay ta, những năm nay ta và U Minh thu thập đan dược cũng thu thập không ít đồ vật khác nhau, đều đặt ở một nơi, chỉ có ta và U Minh biết rõ. Ngừng một lát, mẫu đơn cười cười nói. Những vật này trừ một ít đan dược hữu dụng với chúng, những thứ khác cũng không có tác dụng. Thế nhưng có lẽ đối với nhân loại các ngươi có tác dụng cực lớn, ngươi cứ đi xem rồi biết rõ. Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển. Lúc trước U Minh hấp dẫn hắn, nói có một bảo khố, dường như đang nói tới bảo khố này. Một lát sau, trong hư không to lớn, mẫu đơn lách mình đi tới dưới hố sâu cực lớn, cánh tay trắng mềm mại khẽ phất một cái, phía trước lập tức xuất hiện một khối đá cực lớn. Ầm ầm, một cánh cửa trên thạch bích mở ra, một thạch thất xuất hiện trước mắt mọi người, mẫu đơn lập tức tiến vào bên trong. Lục Lâm Thiên không chút do dự, lập tức đi vào bên trong, đám người Nam Thúc, Tiểu Long, Khiên Bách biến theo đuôi tiến vào. Từng đạo thân ảnh khi bước vào trong thạch thất lập tức há hốc mồm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thạch thất này cũng không nhỏ, quả thực giống như một không y gần to vậy. Mà ở trong thạch Tahas lớn này có vô số nhẫn chữ vật chất đầy, các loại vũ linh khí, hồn linh khí, còn có không ít thi thể. Thần khí, đây đều là thần khí A. Ánh mắt Nam Thúc quét qua thạch thất, lập tức kinh ngạc nhìn về phía đám vũ linh khí và hồn linh khí. Lão đại, những thi thể này dường như đều là thi thể đế giả A. Bên trong dường như còn có truyền thừa. Ánh mắt Tiểu Long chăm chú nhìn về phía vô số thi thể trong thạch thất. Trên người có khí tức chấn động, những thi thể này đều là thi thể đế giả. Bên trong thân thể đế giả còn có đế giả chi nguyên. Lục sư đệ, những thứ này đều là thần khí thượng cổ A. Khiên Bách biến cầm từng kiện hồn linh khí và vũ linh khí đánh giá, vừa sờ đã biết rõ. Vũ linh khí và hồn linh khí trồng chất trên mặt đất cơ hồ đều là thần khí thượng cổ. Một đám thần khí thượng cổ xếp thành một đống A, đây là cái khái niệm gì? Yêu đan đế cấp, còn có thi thể thú tộc đế cấp. Ánh mắt Bạch Linh bắt đầu kinh ngạc. Vũ khí thiên cấp, linh khí thiên cấp, đan dược đế phẩm. Tay trái Lục Lâm Thiên bắt lấy một khỏa ngọc giản, tay phải cầm mấy chiếc nhẫn chữ vật, đây đều là linh khí và vũ khí thiên cấp A. Trong nhẫn chữ vật còn có đan dược đế phẩm. Đại phát rồi, đại phát trước nay chưa từng có A. Lục Lâm Thiên không có cách nào bình tĩnh được, bất luận thứ gì trong thạch thất này nếu như ném ra bên ngoài, đều là bảo vật mà tất cả các thế lực lớn, tất cả đế giả tranh giành nhau, bất luận là người nào sẽ phải chạy theo như vịt, mà lúc này bảo vật lại chồng chất như núi trước mặt hắn.
Lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên kích động, hắn rất rõ ràng mình nhận được cái gì, sợ rằng tuyệt đại bảo tàng trong hư không bí cảnh những năm này đều bị hai người U Minh và Mẫu Đơn thu thập vào trong này. Thân thể đế giả, truyền thừa của đế giả chi nguyên, thần khí thượng cổ, yêu đan đế cấp, thi thể thú tộc đế cấp, vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp, đan dược đế phẩm. Những thứ này không phải tầm thường, mà chồng chất như núi, điều này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người, kể cả Nam Thúc và Bạch Linh cũng không có cách nào bình tĩnh được mà phải hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt tất cả mọi người kích động run rẩy, chuyện này quá mức rung động, tất cả mọi người liều chết liều sống tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng trong thạch thất này lại có vô số cơ duyên chồng chất như núi. Phát tài rồi, Lục sư đệ, chúng ta phát tài rồi. Khiên Bách Biến nhìn bảo vật chồng chất như núi trong thạch thất, kích động gần như lệ rơi đầy mặt. Tiểu Long, Khiên sư huynh, Bạch Linh, nghĩa phụ, thu thập thôi. Lục Lâm Thiên thè lưỡi liếm môi mình, khóe miệng nở nụ cười tà, tay đã nắm mấy chiếc nhẫn chữ vật, trong mắt lúc này xuất hiện màu đỏ. Siêu siêu, ngay trong ánh mắt chân chối, há hốc mồm của Mẫu Đơn, mọi người nhanh chóng thu thập bảo vật chồng chất như núi, tốc độ của ba người Bạch Linh, Nam Thúc, Bạch Linh mặc dù nhanh thế nhưng cũng còn bình thường, trong lòng vẫn còn đang kích động. Mà khiến cho Mẫu Đơn kinh ngạc chính là Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, hai người kia lúc này quả thực giống như thổ phỉ, cường đạo, hai tay đem từng kiện vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp, thần khí thượng cổ, nhẫn chữ vật, thân thể đế giả thu vào trong nhẫn chữ vật như bay. Tốc độ giống như một cơn lốc. Những nơi thân ảnh hai người đi qua sạch sẽ, không còn bất kỳ vật gì lưu lại. Mẫu Đơn nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ còn nói Lục Lâm Thiên ở bên ngoài là nhân vật phong vân, chỉ bằng vào bộ dáng này, Mẫu Đơn có chút hoài nghi, bộ dáng này giống như đầu lĩnh thổ phỉ mới đúng. Thanh Long Quyết, đây là Thanh Long Quyết, rốt cuộc cũng tìm được. Trong lúc mọi người đang rung động thu thập bảo vật, đột nhiên Lục Lâm Thiên cười lớn một tiếng, rõ ràng còn cao hứng hơn nhiều khi nhận được một kiện thần khí thượng cổ. Thanh Long Quyết, đây là Thanh Long Quyết. Mọi người lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chỉ thấy lúc này Lục Lâm Thiên đang cầm một khối ngọc giản, vẻ mặt mừng rỡ như điên, ánh mắt kích động không thôi. Chỉ có tự bản thân Lục Lâm Thiên biết, thứ trong tay hắn hiện tại không phải là ngọc giản, mà chính là Thanh Long Quyết trong tứ thần quyết mà hắn tìm kiếm đã lâu, chính là quyết cuối cùng. Khí tức quen thuộc bên trên ngọc giản này không sai, không ngờ Thanh Long Quyết mà hắn vất vả tìm kiếm lại ở trong hư không bí cảnh này. Nếu như không đi vào nơi này, sợ rằng hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy nó. Tiểu Long, Lục Lâm Thiên kích động không thôi, sau khi ba quyết của tứ thần quyết dung hợp với nhau, cấp độ tới gần vô hạn thiên cấp, nếu như hoàn toàn dung hợp tứ thần quyết, sợ rằng uy lực sẽ tuyệt đối kinh người, không phải là vũ kỹ thiên cấp bình thường có thể so sánh. Lão đại, chuyện gì vậy? Thân ảnh Tiểu Long lóe lên, lên tiếng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Cho ta một giọt máu. Lục Lâm Thiên nói, tứ thần quyết này cần máu tươi của thú tộc mới có thể mở ra, dưới tình huống bình thường căn bản không có cách nào mở ra. Cho nên lúc ban đầu Huyền Vũ Quyết và Bạc Hổ Quyết rơi vào trong tay Vân Dương Tông và Huyền Thiên Môn, bọn họ đều coi như là vật bình thường, không có bao nhiêu chú ý. Lão đại, Tiểu Long nhanh chóng nhỏ một giọt máu tươi trên ngón tay, giao cho Lục Lâm Thiên. Thủ ấn Lục Lâm Thiên kết xuất, giọt máu tươi của Tiểu Long lập tức rơi vào trên ngọc giản, một cỗ quang mang nhàn nhạt hiện lên, tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức rót vào trong ngọc giản. Ngao! Một tiếng long ngâm từ trong ngọc giản vang vọng ra, quang mang trên ngọc giản đại thịnh, quang mang chói mắt lập tức rót vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Ngao! Lúc này trong cả thạch thất đều được bao phủ trong quang mang chói mắt, khí tức mênh mông lan tràn, trong quang mang mơ hồ có một đầu thanh long đang rít gào. Ồ! Cảm nhận khí tức này, hai mắt Tiểu Long bừng sáng, bắt đầu có chút kinh ngạc. Khí tức thật mạnh! Ánh mắt ba người Bạch Linh, Nam Thúc, Khiên Bách Biến lúc này đều bị Lục Lâm Thiên hấp dẫn qua. Khí tức mênh mông từ trong quang mang chói mắt lan tràn ra khiến cho mọi người cảm thấy không giống như bình thường. Hư ảnh một đầu thanh long trong thạch thất lao ra rồi rít gào, dần dần phai nhạt không thấy, tất cả thần dị không thôi. Một lát sau quang mang mới thu liễm, trong thạch thất cũng khôi phục lại bình thường. Tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh, một lát sau Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thanh Long Quyết rốt cuộc đã tới tay, cũng coi như chút một tâm sự trong lòng hắn, nếu như có thời gian thì có thể dung hợp tứ thần quyết.
Trên quảng trường chung quanh thiên địa tháp, lần thứ ba lại có động tĩnh, khí tức không giống bình thường lan tràn ra khiến cho mọi người không nhịn được mà nhìn vào. Ầm ầm, năng lượng trên không trung hội tụ trên thiên địa tháp giống như trụ trời, năng lượng hội tụ vang vọng không ngừng. Tử Yên là người thứ ba thành đế, rốt cuộc cũng thành công. Trên ngọn núi, đại hán trung niên mặc trường bào màu trắng xanh nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Từ thời viễn cổ tới nay, trong thiên địa tháp chỉ có ba người thành đế, không ngờ lần này chỉ một lần đã có ba người, quả thực bất phàm. Lúc này Tử Đồng trưởng lão cũng vui mừng, đệ tử của hắn có thể đột phá thành đế, chuyện này khiến cho trong lòng nàng được an ủi không thôi. Nàng không có cách nào đạt tới một bước này, có thể nhìn thấy đệ tử mình đi tới bước này, nàng cũng kích động giống như mình đi tới bước này vậy. Lại nói ba người dương quá, Lục Tâm Đồng, Tử Yên có thể thành đế, những người khác cho dù có thiên phú tốt tới đâu, so với ba người này đều có một tia chênh lệch. Đại Hán Áo Lam nói, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, một lát nữa mở ra thiên địa tháp đi. Ồ, khi Đại Hán Áo Lam vừa mới nói xong, vẻ mặt lập tức biến đổi. Trên trời cao, lúc này không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng thở dài, già nua mà du dương. Lệnh cấm trên đại lục được giải trừ, tất cả các đế giả không cần chịu lệnh cấm nữa, tất cả tự giải quyết cho tốt, ai. Âm thanh già nua, du dương từ từ biến mất, chỉ có rất ít người mới có thể nghe thấy âm thanh này. Trong sát na, trong không gian mật cảnh của Đông Hải, cổ vực, đại lục Linh Vũ, nghe thấy đạo âm thanh này từng đạo khí tức bắt đầu chấn động. Phó các chủ, sao vậy? Nhìn phản ứng của đại hán trung niên, Tử Đồng trưởng lão lập tức hỏi. Đại hán trung niên ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu nói. Thiên đế có lệnh. Lệnh cấm với đế giả bị giải trừ, đại lục này chỉ sợ sẽ triệt để hỗn loạn, chính thức biến sắc. Lệnh cấm được giải trừ. Tử Đồng trưởng lão cùng với chúng cường giả thiên địa các nghe vậy, trong khoảnh khắc lập tức biến sắc. Đế giả chịu lệnh cấm, tất cả các sơn môn lớn đều ẩn nhẫn lâu như vậy, giờ phút này lệnh cấm của đế giả bị giải trừ, đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Trường bào màu lam trên người đại hán trung niên kia tung bay, khi dứt lời, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Ba ngày sau, thời gian 3 năm đã tới, thiên địa tháp mở ra, từng đạo thân ảnh nhảy ra khỏi thiên địa tháp. Trên không trung, một đạo thân ảnh mặc váy tím đứng đó, toàn thân có khói độc nhàn nhạt lan tràn, sợi tóc bay múa, miệng đang thì thào nói. Sư phụ, đệ tử đột phá đế giả, thù của người đệ tử nhất định sẽ giúp người đòi lại. Tâm Đồng, chúng ta về trước đi, thù của Đông Lão còn có cả Phi Linh Môn. Thân ảnh màu xám lóe lên. Đạp không mà đứng, dương quá khẽ nói. Lúc này đã là đầu đông, thời tiết dần dần lạnh lẽo, từng mảnh lá cây khô héo, gió lạnh thổi qua, lá cây lập tức rơi rụng. Sáng sớm, trong sơn mạch Phi Linh, mây mù trầm thấp giống như đè nặng trên mặt đất, đại thụ che trời dần dần chọc, những cây đại thụ che trời đứng trên mặt đất giống như đang dương nanh múa vuốt đối kháng với tiết trời lạnh lẽo. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh giống như cầu vồng xuất hiện trên không trung Phi Linh Môn. Trở về rồi, Tâm Đồng dương quá đột phá thành đế, Phi Linh Môn sắp tới sẽ rầm rộ a. Trên ngọn núi, Hàn Băng Đại Đế đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài Phi Linh Môn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên không ít a, thiên địa tháp không hổ là bảo địa. Thánh Thủ Linh Đế phóng thích tâm thần ra bên ngoài, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Siêu! Trên hải vực yên tĩnh, bao la! Tại một nơi nào đó không Gina đột nhiên chấn động, gợn sóng xuất hiện, khí lưu trên không gian không ngừng xoay chuyển, một cái thông đạo lớn hơn chục thước chậm rãi xuất hiện trong gợn sóng. Siêu siêu, mấy tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh từ thông đạo ở trong gợn sóng bước ra. 6 đạo thân ảnh đạp không mà đứng, đúng là 6 người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Nam Thúc, Bạch Linh, Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến, Mẫu Đơn. Rốt cuộc cũng đi ra. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, khẽ duỗi cái lưng một cái, các đốt xương toàn thân rung động, nhiều năm bị nhốt trong hư không bí cảnh như vậy, giờ phút này đi ra khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi, càng mừng rỡ hơn đó là lần này hắn có thu hoạch cực lớn. Đi ra rồi, đây là bên ngoài sao? Không khí không giống như bên trong a. Mẫu Đơn mặc một bộ cung trang màu đỏ lộng lẫy, quý phái, giống như máu tươi đang lưu chuyển. Cung trung bao phủ đường cong bay bổng. Hai mắt khép hờ, hít thở bầu không khí bên ngoài. Hít,
hít sâu một hơi, thân thể của mẫu đơn càng có vẻ trước sau lồi lõm, thân thể kiều diễm, mị hoặc, cũng không kém Bạch Linh bao nhiêu. Tư thế uyển chuyển, linh lung kia đối với người khác chính là một loại upsilon bản quyền vọng không nói nên lời. Lục Lâm Thiên quay người, mắt nhìn thông đạo bằng gợn sóng sau lưng, khẽ phất tay một cái, thông đạo bằng gợn sóng ở trong không gian sau lưng hắn biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không còn tung tích, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lâm Thiên, hư không bí cảnh lúc này đã nằm trong sự khống chế của ngươi sao? Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt vẫn còn nguyên sự rung động. Trước lúc rời khỏi hư không bí cảnh, Lục Lâm Thiên đã nói với mọi người, hư không bí cảnh đã nằm trong sự khống chế của hắn. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nghẹn họng, nhìn chân chối. Vâng, xem như là vậy. Lục Lâm Thiên lần nữa gật đầu, một đạo tin tức cuối cùng trên quyển Vô Tự Thiên Thư thứ tư liên quan tới hư không bí cảnh, cả hư không bí cảnh là một không gian bị phong bế. Đạo tin tức cuối cùng liên quan tới việc phong ấn hư không bí cảnh, tốn mấy ngày cân nhắc và thăm dò, hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể tự do khống chế hư không bí cảnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy đoán, phương pháp phong ấn hư không bí cảnh này hẳn có liên quan tới vị cường giả phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm lúc trước. Nhưng mà linh hồn ấn ký của Thái Cổ U Minh Viêm bị xóa đi, hắn cũng không đạt được bất kỳ tin tức nào về vị siêu cấp cường giả kia. Hư không bí cảnh này có chút bất phàm. Ánh mắt Nam Thúc khẽ biến đổi, liên tiếp rung động gần đây khiến cho hắn đối với rất nhiều chuyện gần như chết lặng, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Bây giờ ngươi đã có thể khống chế hư không bí cảnh, có thể lợi dụng cho tốt chuyện này. Hư không bí cảnh này so với không gian mật địa của cơ hồ tất cả hoàng tộc có lẽ còn mạnh hơn không ít. Chuyện đó nói sau này lại sắp xếp tiếp. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với Nam Thúc. Lần này cửu tử nhất sinh, cuối cùng lại thoát hiểm được. Ánh mắt Bạch Linh nhìn qua hải vực minh mông, có chút chấn động. Lúc nào có thời gian, chúng ta có thể giao thủ một hồi, để xem ai thắng ai thua. Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh, khóe miệng nở nụ cười nói. Có thời gian rồi nói tiếp, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, còn không biết bên ngoài như thế nào. Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trên hai gò má đỏ ửng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhiều năm như vậy hắn bị nhốt trong hư không bí cảnh, sợ rằng bên ngoài tuyệt đối sẽ không yên tĩnh, hắn nói. Trước tiên chúng ta tìm người hỏi một chút, chỉ mong không nên xảy ra chuyện gì lớn. Siêu. Một lát sau, trước mặt mọi người xuất hiện vết nứt gợn sóng. Dùng tu vi thực lực hiện tại của mọi người. Coi như là bách biến tôn giả cũng có thể xé rách không gian này mà đi, nhưng mà bất quá không có cách nào so sánh với đế giả mà thôi. Mọi người lập tức tiến vào vết nứt trong gợn sóng, thân ảnh lóe lên, vết nứt trong gợn sóng biến mất, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa trên không trung. Sáu người biến mất, hải vực này cũng tiếp tục yên tĩnh trở lại. Mà một lát sau, trên không trung, mây mù lập tức kéo tới, vô cùng quỷ dị. Trong mây mù, một đạo thân ảnh tập tễnh như ẩn như hiện. Cửa thứ ba quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không giống như dự đoán, cửa ải cuối cùng hy vọng sẽ không thất bại. Âm thanh như có như không từ trong mây mù truyền ra, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy. Trên Đông Hải, trên hải vực bao la, lại là địa phương hỗn loạn nhất trong những năm nay. Đặc biệt là hải vực nơi Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đại chiến năm đó, nghe nói quả thực đã có người tìm thấy vũ linh khí cùng với nhẫn chữ vật của cường giả tôn cấp, chuyện này khiến cho phiến hải vực này càng được mọi người chú ý thêm. Không ít người lặn lội đường xa tới đây là bởi vì tìm kiếm một ít cơ duyên. Mà trong hải vực này cũng thường xuyên có người của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh giao thủ, hải vực to lớn như vậy dường như vẫn là phòng tuyến của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Sau khi đại chiến chấm dứt, Thiên Địa Minh bại lui, Đế Đạo Minh cũng bởi vì biến cố của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, Hóa Vũ Tông mà triệu hồi không ít đệ tử trong Sơn Môn mình, thế nhưng vẫn để lại không ít đệ tử trong Đông Hải. Vùng biển giao thủ năm đó thường xuyên có đệ tử Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh giao thủ, năm đó có không ít cường giả vẫn lạc ở hải vực này, đối với đệ tử bình thường trong các Sơn Môn lớn mà nói, tự nhiên cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy có đôi khi tìm kiếm một khu vực nào đó. Nếu như đệ tử hai minh gặp nhau, tuyệt đối sẽ giao thủ ở khu vực này, cao tầng của các sơn môn lớn cũng không tỏ vẻ gì. Mà lúc này, trên một hải đảo ở phiến hải vực này lại lần nữa có người sắp giao thủ với nhau. Là người của Vân Dương Tông và Huyễn Hồn Môn,
dường như còn liên quan tới cường giả. Nhìn đám người phía trước, không ít tán tu tụ tập trên hải đảo này lập tức lùi ra xa, bọn họ cũng không muốn bị ảnh hưởng tới. Trên một nơi giống như sơn cốc, lúc này hai bên đứng đối diện nhau, một bên có hơn 100 người, mà bên còn lại chỉ có hơn 30 người. Trên không trung, ba đạo thân ảnh hai nam một nữ đang kịch liệt giao thủ. Hai nam tử đang vây công một đạo thân ảnh mềm mại, trên không trung không ngừng vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh mềm mại kia mặc một bộ trang phục bao phủ đường cong mê người, mái tóc màu đen sau đầu tung bay, tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ, nhanh chóng kéo theo mấy đạo kiếm ảnh, mang theo đường cong khiến cho người ta hoa mắt, đang ứng phó với sự vây công của hai nam tử kia. Từ khí tức có thể nhận ra, nữ tử này là một vũ vương bát trọng. Mà hai nam tử một già một trẻ kia cũng không phải kẻ yếu, lão già kia chính là một vũ vương cửu trọng, đại hán kia thì là vũ vương bát trọng. Toàn thân hai người đều được chân khí bao quanh, trường kiếm giống như linh xà, đang đánh ra từng đạo công kích về phía nữ tử lung linh kia. Trường kiếm trong tay nữ tử linh lung kia cực kỳ linh hoạt và hiểm độc, nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt, khi thì thuộc tính hỏa, khi thì thuộc tính thủy. Thân là vũ giả song hệ, đối mặt với hai người vây công cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Dương Diệu, người không kiên trì nổi đâu. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng với nữ tử linh lung kia, tay toàn lực đánh ra, trường ấn xuyên thủng qua gợn sóng trong không gian, lập tức phóng về phía nữ tử kia. Kinh khí khủng bố bao phủ không gian, uy lực của một trường này bất phàm. Nữ tử linh lung kia đúng là Dương Diệu, lúc này nhìn đạo trường ấn kia đánh xuống, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên, thân ảnh mặc dù có chút chật vật, thế nhưng đường cong mềm mại kia vẫn cực kỳ động lòng người. Hỏa liên kiếm quyết, chân khí của Dương Diệu bộc phát, miệng khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay hóa thành một đóa hỏa liên khổng lồ, lập tức nghênh đón trường ấn của đại hán trung niên kia. Siêu! Lúc này, lão giả kia lại thừa dịp đánh tới, trong tay xuất hiện một kiện vũ linh khí quỷ dị, giống như đao mà lại giống như tên, chân khí bên trên bộc phát, tia lửa bắn tức tung, mang theo quang nhận lạnh lẽo. Tiếp đó thân ảnh lão giả này giống như thuấn di, tay mang theo kiện vũ linh khí giống như đao mà lại giống như tên vọt về phía trước. Kình lực mạnh mẽ mang theo kình khí lạnh lẽo tạo thành đường vòng cung, tiếng xé gió sắc bén lập tức phóng về phía Dương Diệu. Dương Diệu biến sắc, thân thể mềm mại nghiêng người tránh đi, thế nhưng cũng đã muộn một bước. Tuy rằng ngực tránh đi được, thế nhưng một đạo quang nhận đã xẹt qua vai phải của nàng. Trên vai lập tức có máu tươi phun ra, trường kiếm trong tay rơi xuống phía dưới. Phanh! Cùng một thời gian, mũi chân đại hán trung niên khẽ điểm mặt đất một cái. Thân ảnh lần nữa thả người nhảy lên, thân thể ở trên không trung lăng không lóe lên, thân thể giống như diều hâu săn mồi, nhanh như thiểm điện phóng tới sau lưng Dương Diệu, một đạo trưởng ấn hung hăng chụp về phía trước. Phanh! Âm thanh trầm thấp, trầm đỡ upsilon, C truyền ra, trưởng ấn đánh vào sau lưng thân thể mềm mại của Dương Diệu. Phụt! Miệng Dương Diệu lập tức phun ra máu tươi, thân thể mềm mại rơi xuống phía dưới, lảo đảo đáp xuống mặt đất. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, trên mặt đất lập tức xuất hiện khe nứt. Dương trưởng lão, hơn 30 đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông lập tức lo lắng vây cơ nơ nàng. Trong những đệ tử này cũng chỉ có một vũ xuất, hai vũ tướng, mặt khác đều là vũ sư. Các ngươi cẩn thận. Dương Diệu ngừng lui lại, những năm này theo việc thực lực tăng lên, nàng cũng từ chức hộ pháp của Vân Dương Tông mà lên tới trưởng lão. Khặc khặc, Dương Diệu. Hôm nay người có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Trên không trung, hai người một già một trẻ âm trầm cười to, trong mắt hiện lên sát ý không thèm che giấu. Những năm này, người hai minh động thủ với nhau, người chết cũng không ít. Có huyết hải thâm cừu, kết thù kết oán đã sâu, cho nên không cần phải che giấu cái gì. Hừ, lấy nhiều bắt nạt ít, cũng chỉ có đám vô liêm sỉ thiên địa minh các ngươi làm được mà thôi. Dương Diệu phong bế vết máu trên vai. Ống tay áo khẽ lau sạch vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt ngưng trọng, nàng biết rõ ngày hôm nay nàng gặp phiền phức lớn. Phiến hải vực này vắng vẻ, cũng không có cường giả nào khác của thiên địa minh ở đây. Dương Diệu, người vẫn chưa rõ sao, thực lực mới là quan trọng nhất, thế nhưng giết người quả thực có chút đáng tiếc. Đại hán trung niên lạnh nhạt nhìn thân thể mềm mại, linh lung của Dương Diệu, trong mắt hiện lên sự dâm uế. Ánh mắt tham lam nhìn vào hai ngọn núi cao ngất trước ngực Dương Diệu, nói. Chỉ cần ngươi có thể đầu hàng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thế nào,
không những vậy mà ngươi còn có thể gia nhập huyễn hồn môn chúng ta. Nằm mơ đi. Trong mắt Dương Hiệu bắn ra hàn ý, lập tức phun một ngụm nước miếng về phía nam tử trung niên kia. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngày hôm nay sẽ không có một ai trong các ngươi có thể trốn thoát. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Đỡ upsilon.ng tới người Vân Dương tông ta, cường giả trong tông tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Hai mắt Dương Diệu đỏ rực, ngày hôm nay lành ít dữ nhiều, còn có ba mươi mấy người trẻ tuổi trong tông, sợ rằng cũng không thể giữ được. Dương trưởng lão, chúng ta liều với bọn họ. Một đệ tử Vân Dương tông rút ra binh khí, mắt nhìn trăm đạo thân ảnh, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này bọn họ cũng không sợ chết. Không biết tự lượng sức mình, Vân Dương tông là cái dám gì? Chẳng lẽ huyễn hồn môn chúng ta sợ Vân Dương tông các ngươi sao? Coi như là đế đạo minh không sớm thì muộn cũng sẽ bị thiên địa minh chúng ta nhổ tận gốc. Đại hán trung niên lạnh nhạt nói, phất tay rồi nói. Giết, không giữ lại một ai. Giết, từng tiếng hét lớn vang vọng, hơn trăm người của huyễn hồn môn phóng về phía hơn ba chục đệ tử Vân Dương tông. Liều, hai mắt ba mươi mấy đệ tử Vân Dương tông đỏ hồng, xung phong liều chết. Dương Diệu, ngươi trốn không thoát đâu, rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ được hưởng khoái hoạt. Đại hán trung niên dâm uế cười, thân ảnh phóng về phía Dương Diệu. Thiên địa minh có thực lực này sao? Một tiểu tạp chủng nho nhỏ như huyễn hồn môn cũng dám mở miệng muốn diệt đế đạo minh, càng ngày càng lớn lối hơn không ít. Lúc này một tiếng cười lạnh vang lên trên không trung, khi một chữ cuối cùng vừa mới vang vọng, một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đại hán trung niên kia. Đại hán trung niên này đang phóng về phía Dương Diệu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chấn động, vội vàng quay người lại, ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh sau lưng mình. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, cả đời hắn cũng không thể quên được, lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Cũng trong giây lát này, trong mắt đại hán trung niên kia hiện lên sự kinh hãi, hai mắt bắt đầu co rút lại. Đi chết đi! Lục Lâm Thiên phất tay, cũng không thấy có động tác gì. Thân thể đại hán trung niên này lập tức nổ tung trên không trung, hóa thành huyết vụ rơi xuống. Trong giây lát, đệ tử huyễn hồn môn và đệ tử Vân Dương tông đang giao thủ kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của mọi người, một đạo thân ảnh mặc áo bào màu xanh xuất hiện, không gian không ngừng chấn động. Trong nháy mắt lại có năm đạo thân ảnh hàng lâm, trong nháy mắt này, khí tức trong cả không gian trong lúc vô hình chấn động. Trong sáu người này có hai nữ tử một trắng một đỏ, đều tuyệt mỹ vô cùng giống như tiên tử. Là hắn đi ra rồi. Dương Diệu đang định liều mạng bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung. Trong lòng xuất hiện sự kinh hỉ tuyệt đối, đạo thân ảnh màu xanh này nàng sao có thể quên được. Lúc trước mọi người cùng nhau đi tới Vân Dương Tông, kết quả nửa đường phân tán, từ đó về sau hai người đi hai con đường khác nhau. Ngươi là Lục Lâm Thiên. Lão giả Vũ Vương cửu trọng của huyền hồn môn nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia. Trong nháy mắt biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, linh hồn bắt đầu run rẩy. Trốn, tất cả mọi người chạy mau, Lục Lâm Thiên trở về. Chạy mau, chạy trốn khỏi chết. Lão giả kinh hãi tới mức nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy, miệng kêu to trốn chạy khỏi chết, thế nhưng thân thể lại phát run trên không trung. Bị dọa tới mức chân nặng không thể nhấc lên được, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Phế vật, con sâu cái kiến. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, cánh tay áo màu xanh khẽ vung lên, thân thể lão giả này cũng nổ tung hóa thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Tất cả chết đi. Âm thanh nhàn nhạt trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, Lục Lâm Thiên căn bản không có động tác gì, mấy trăm đệ tử huyễn hồn môn trong lúc vô thanh vô tức ngã xuống mặt đất trước mặt đệ tử Vân Dương Tông, trong lúc vô hình giống như đã chết đi. Mà đệ tử Vân Dương Tông gần trong gang tấc, lại không cảm giác được một chút chấn động gì. Lục Lâm Thiên, là Lục sư huynh đến. Đây là Lục sư thúc sao, trưởng môn Phi Linh Môn, minh chủ đế đạo minh. Cơ hồ tất cả đệ tử Vân Dương Tông rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung. Đối với người này, Vân Dương Tông cùng với tất cả người trên đại lục đều đã nghe rất nhiều. Không sao chứ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức đi tới bên người Dương Diệu, cùng lúc. Trong tay xuất hiện một khỏa đan dược đưa tới miệng Dương Diệu. Hai người coi như là người quen, đều từ Trấn Thanh Vân đi tới Vân Dương Tông. Không có việc gì, đa tạ Lục Minh Chủ.
tiếp nhận đan dược, Dương Diệu khẽ nói, há mồm muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gọi là Lục Minh Chủ. Tuy rằng lúc này hai người đứng gần trong gang tấc, thế nhưng ở trong lòng Dương Diệu, giữa hai người đã có một khoảng cách cực lớn giống như cái hào rộng, càng lúc càng lớn. Sao các ngươi lại ở nơi này? Chẳng lẽ gần đây Đế Đạo Minh gặp chuyện không may sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua chung quanh, lập tức hỏi, trong mắt có chút bất an và lo lắng. Đế Đạo Minh không có đại sự quá lớn, thế nhưng... Ánh mắt Dương Diệu khẽ biến ảo, nói. Nhưng mà thế nào? Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Nghe nói người bị nhốt trong hư không bí cảnh 7 năm. Vậy có lẽ còn chưa biết, sau khi hư không bí cảnh đóng cửa, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đánh lén Phi Linh Môn, làm Phi Linh Môn tổn thất nặng nề, trong Phi Linh Môn còn có không ít cường giả vẫn lạc. Cái gì? Dương Diệu còn chưa dứt lời, vẻ mặt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên đại biến, ánh mắt âm trầm, không gian chung quanh giống như lập tức cứng lại, hàn ý lạnh cả người trong khoảnh khắc lan tràn, dọa cho toàn thân Dương Diệu run lên. Khí tức trong lúc vô hình khiến cho nàng không có cách nào chống lại, linh hồn bỡ ngỡ. Tiểu Long, chúng ta mau trở về. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, gợn sóng trong không gian trước người lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thiên Địa Minh đáng hận, nếu như Phi Linh Môn xảy ra chuyện, ta thể phải diệt Thiên Địa Minh. Ánh mắt Tiểu Long cũng âm trầm, lập tức xé rách không gian trước người đuổi theo lão đại. Ánh mắt Nam Thúc, Bạch Linh, Khiên Bách biến hóa, ba người lập tức theo sát phía sau, Mẫu Đơn đương nhiên cũng đi theo. Người kia chính là Lục Lâm Thiên trở về rồi. Lục Lâm Thiên thoát khốn, hắn trở về rồi. Xa xa, ánh mắt cả đám tán tu kinh ngạc, lập tức tản ra hải vực chung quanh. Tốc độ của đế giả xuyên qua khe nứt trong gợn sóng không gian, so với đường hầm không gian còn nhanh hơn. Sắc trời gần tối, do là đầu mùa đông cho nên trời tối nhanh hơn, bên trong không khí xen lẫn hàn ý lạnh cả người. Một lát sau, trên không trung Phi Linh Môn, gợn sóng trong không gian bị xé rách, hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện trên không trung. Bốn đạo thân ảnh sau lưng cũng trước sau phá không xuất hiện. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn qua Phi Linh Môn vô cùng âm trầm, tâm thần trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn bộ Phi Linh Môn, dò xét động tĩnh hiện tại trong Phi Linh Môn. Phanh phanh! Trong sát na này, trong Phi Linh Môn đột nhiên có mấy đạo khí tức lan tràn ra, từng đạo khí tức chấn động. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Ca ca. Nhị đệ. Trong Phi Linh Môn, hai đạo thân ảnh dẫn đầu phá không mà tới. Hai người dương quá, Lục Tâm Đồng đã xuất hiện ngoài Phi Linh Môn. Sau khi từ trong Thiên Địa Tháp đi ra, bọn họ đã nhận được tin tức Lục Lâm Thiên còn sống, cho nên đang chờ mong hắn trở về. Siêu siêu. Từng cường giả nhảy ra rồi bay lên trên không trung, từng đạo thân ảnh xuất hiện ngoài cửa Phi Linh Môn. Hai đạo thân ảnh hùng vĩ đạp không mà đứng trên không trung, trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh biến hóa. Hai người này chính là Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế. Tâm thần Lục Lâm Thiên thu liếm, tâm thần dò xét bốn phía, khí tức của đại bộ phận cường giả Phi Linh Môn đều có mặt, thậm chí tu vi của mọi người còn tiến một bước dài, tâm trạng căng cứng vừa rồi buông lỏng hơn không ít. Đại ca, Tâm Đồng, hai người cũng đột phá đế giả rồi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng, đại ca Dương Quá đã khôi phục, mà khí tức trên thân thể hai người lúc này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng được đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng tuyệt đối đã đạt tới đế cấp, chỉ có đế giả mới có loại khí tức như vậy. Đúng vậy, muội và đại ca cùng đột phá đế giả. Lục Tâm Đồng gật đầu, mắt nhìn thân ảnh phía trước, lại nhìn qua đám người Tiểu Long, Bạch Linh, Nam Thúc, Khiên Bách Biến, Mẫu Đơn rồi nói. Ca ca, huynh và Tiểu Long, Bạch Linh tỷ, Nam Thúc đều tốt chứ? Tâm Đồng, đương nhiên chúng ta không có việc gì, không ngờ ngươi cũng thành đế, chúc mừng. Tiểu Long khẽ mỉm cười nói, trong lòng vốn còn muốn khoe khoang một ít trước mặt Lục Tâm Đồng, lúc này thấy Lục Tâm Đồng cũng đã đột phá thành đế, trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, thêm nhưng thêm nữa lại là cao hứng. Lão quái vật, không có việc gì là tốt rồi. Cùng lúc Hàn Băng Đại Đế và Thánh Thủ Linh Đế cũng đi tới bên người Nam Thúc. Ánh mắt chớp động, trong lòng thầm thở dài một hơi, ánh mắt hai người lập tức nhìn qua Bạch Linh, Tiểu Long, khi nhìn về phía Mẫu Đơn, hai người bắt đầu nghẹn họng. Đặc biệt là Hàn Băng Đại Đế, nhìn thấy thân ảnh Mẫu Đơn lập tức đề phòng.
các ngươi đều đột phá sao? Mà lúc này Nam Thúc nhìn Hàn Băng Đại Đế và Thánh Thủ Linh Đế, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Đế giả, còn có không ít nha. Thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn lăng không đứng, con mắt màu đỏ khẽ đảo, ánh mắt đảo qua trên người Lục Tâm Đồng, dương quá, Thánh Thủ Linh Đế, có chút cảm giác ngoài ý muốn. Theo nàng biết, đế giả trên đại lục này cũng không có bao nhiêu, mà trong phi linh môn này thoáng cái lại xuất hiện nhiều như vậy. Từng đạo ánh mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, giờ phút này cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn đều run lên, từng ánh mắt mang theo sự kích động và run rẩy. Trưởng môn trở về. Từng tiếng hét lớn vang vọng trên không trung phi linh môn, dưới âm thanh như sấm rền, vô số đệ tử phi linh môn lập tức phóng ra. Bái kiến nhị thiếu gia. Cực Lạc Tam Quỷ nhảy ra, thân thể đạp không mà đứng, lập tức quỳ rồi hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Cơ hồ tất cả đệ tử phi linh môn đều cung kính hành lễ, ánh mắt run run, sau khi tất cả mọi người biết được trưởng môn còn sống đều đang chờ mong trưởng môn sớm trở về. Huyết hải thâm cừu của phi linh môn đã qua 8 năm, 8 năm nay bọn họ đều muốn báo huyết hải thâm cừu này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua từng đạo thân ảnh quen thuộc, Thiên Độc Yêu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Hỏa Xí Tôn Giả. Cường giả phi linh môn lúc này tu vi so với trước kia đều cường hãn hơn không ít. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên lại cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, ánh mắt của tất cả mọi người có chút không đúng. Công tử, rốt cuộc người cũng trở về, người trở về là tốt rồi. Trong đám người, Lục Tiểu Bạch lúc này đã là vũ tôn nhị trọng đỉnh phong tiến lên bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt run rẩy. Tiểu Bạch, mọi người làm sao vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua mọi người. Hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, sau khi người bị nhốt trong hư không bí cảnh, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn liên thủ đánh lén Phi Linh Môn. Phi Linh Môn bị tổn thất cực lớn, phần đông đệ tử bị giết chết, chúng ta đều đang đợi, đợi người trở về mang chúng ta đi báo thù. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch run run, con mắt từ từ đỏ lên. Trưởng môn, hơn 2 vạn đệ tử Phi Linh Môn bị giết a, thù này nhất định phải báo. Sát ý trên người Thiên Thủ Quỷ Tôn bắn ra, hai mắt đỏ rực. Gia nhập Phi Linh Môn hắn đã coi Phi Linh Môn như nhà mình, thù này há có thể không báo. Chu sát Vạn Thú Tông, diệt Lan Lăng Sơn Trang và Thiên Kiếm Môn. Vì huynh đệ yêu đường báo thú. Trường bào trên người Thiên Độc Yêu Long tung bay, hai mắt đỏ thẫm, quanh thân có khói độc nhàn nhạt quanh quẩn, âm thanh giống như chuông lớn quanh quẩn trên không Phi Linh Môn. Trưởng môn, báo thù vì Phi Linh Môn đi. Diệt Thiên Kiếm Môn, Lan Lăng Sơn Trang, Chu sát Vạn Thú Tông. Chúng cường giả quát, từng cỗ khí tức lan tràn, hai mắt đỏ rực. Cơ hồ tất cả cường giả gia nhập Phi Linh Môn, nhận được thứ gì từ Phi Linh Môn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lúc này những người này đều coi Phi Linh Môn là nhà mình. Huyết cừu của Phi Linh Môn, cảnh tượng lúc trước trong Phi Linh Môn tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, 8 năm trôi qua không có ai quên được, cũng không có cách nào quên. Nhẫn nại không phải là e ngại, mà mọi người đều hiểu rõ mình đang chờ cái gì. Là vì chờ đợi ngày hôm nay tới, chờ đợi người trước mặt trở về dẫn dắt mọi người. Hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng chờ được tới ngày hôm nay. Việc này ta đã biết rõ, nợ máu phải trả bằng máu, bọn họ sẽ phải hoàn lại gấp 10 lần. Báo thù cho đệ tử Phi Linh Môn ta vẫn lạc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên giờ phút này cũng vô cùng âm trầm, hàn ý quanh thân trào ra. Cả không gian tự nhiên xảy ra biến hóa. Hàn ý như vậy lan tràn khiến cho ánh mắt mẫu đơn bên người Lục Lâm Thiên không khỏi biến hóa. Lâm Thiên, người trở về là tốt rồi. Trong đám người, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi tiến lên. Thân ảnh quỷ tiên tử Bạch Oánh xuất hiện, cả đám cường giả phi linh môn sát ý ngập trời lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn vào trên người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, tỷ. Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh trước mắt. Ánh mắt lập tức run lên. Lúc này mái tóc quỷ tiên tử Bạch Oánh trắng xóa, con mắt sáng láng, khí tức lại giống như thiếu đi thứ gì đó, khuôn mặt vốn tinh xảo tuyệt mỹ kia lúc này ít nhất cũng già đi hơn 20 tuổi, khiến cho Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa không nhận ra được. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt này khiến cho Lục Lâm Thiên run sợ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, nói. Lâm Thiên, tổng cộng 2.307 người của Phi Linh Môn vẫn lạc, huyết cừu này giao cho ngươi.
thù của phi linh môn ta nhất định sẽ đòi lại gấp 10 lần. Lục Lâm Thiên gật đầu, mắt nhìn mọi người, dường như đang tìm kiếm người nào đó, thế nhưng cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, ánh mắt biến đổi, lập tức hỏi quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, Đông Lão đâu rồi? Sao ta lại không thấy Đông Lão, Đông Lão đi đâu rồi? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo, không nói gì. Không trung hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn đều biết phân lượng của Đông Vô Mệnh trong lòng trưởng môn. Đông Vô Mệnh vẫn lạc, mọi người không khó tưởng tượng ra được trưởng môn sẽ có phản ứng gì. Không có ai lên tiếng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Ai có thể nói cho ta biết Đông Lão đi nơi nào được không? Mau nói cho ta biết. Mắt nhìn phản ứng của mọi người, dự cảm không tốt trong lòng Lục Lâm Thiên ngày càng mãnh liệt, lập tức bối rối. Nhìn mọi người rồi lớn tiếng hỏi. Ca ca. Lục Tâm Đồng mở miệng, trong lòng bi thương, nước mắt chảy xuống. Tâm Đồng, Đông Lão sao rồi? Muội mau nói cho ta biết, Đông Lão đi đâu rồi? Lục Lâm Thiên kéo hai tay Lục Tâm Đồng, giờ phút này làm sao hắn không đoán ra được có thể Đông Lão đã xảy ra biến cố. Lâm Thiên, Lão gia hỏa kia đi trước rồi, có lẽ là ngại trọng trách trong phi linh môn quá nặng, cho nên đi nghỉ ngơi trước rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Sư phụ, Đông Cung Phụng vẫn lạc, 8 năm trước đã vẫn lạc, hồn anh cũng không để lại. Niếp Phong ngẩng đầu, do dự một chút rồi nói với Lục Lâm Thiên. Xoạt xoạt. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên nghe vậy thân thể run lên, lập tức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt ngây ra. Không gian lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt nhìn lên trên người Lục Lâm Thiên. Không có người nào dám nói chuyện, dưới cỗ khí tức vô hình kia, không có một ai trên không trung lúc này không cảm thấy run sợ. Lục Lâm Thiên cũng không nổi giận như tưởng tượng của mọi người, nhưng mà ánh mắt thì ngốc trệ, bất động. Mãi một lúc lâu sau mới nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng, mộ Đông Lão ở đâu? Mang ta đi tới đó. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trước vạn nhân mộ, trước một cái mộ lớn có một khối bia bằng đá xanh lớn mấy thước. Trên tấm bia này có khắc mấy chữ thôi hồn độc tôn Đông Vô Mệnh to. Lúc này từng đạo thân ảnh xuất hiện trước ngôi mộ, Lục Lâm Thiên nhìn qua tấm bia mộ, thân thể lẳng lặng đứng đó, không nói bất kỳ một lời nào. Ánh mắt ngây ngốc nhìn lên tấm bia, giống như đang nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ, lúc trước ở trong sơn mạch Vũ Đô, lão gia hỏa kia còn cấm chế ném hắn một bên. Bên tai còn quanh quẩn câu nói tiểu gia hỏa, ta cần tìm nơi chữa thương. Hôm nay không muốn giết ngươi. Ngươi thành thành thật thật ở đó cho ta. Chờ thương thế của ta tốt lên, ngươi có thể đi. Mà lúc này âm thanh còn quanh quẩn bên tai hắn, thế nhưng không còn gặp được đạo thân ảnh kia nữa, không nhìn thấy lão gia hỏa kia nữa rồi. Đông Lão. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, thò tay vuốt ve bia mộ, dùng trường bào màu xanh lau sạch cho bụi trên bia mộ, nhẹ nhàng nói. Đông Lão, ta trở về rồi. Ngươi có nghe thấy không? Ta trở về rồi, ta đã về. Người nói đi, Đông Lão, người có nghe thấy hay không? Là ta trở về, ta mang về cho người một bảo vật, người mau ra đây nhìn một cái đi. Được không, chỉ nhìn một cái thôi. Lục Lâm Thiên nói chuyện, tay móc ra một nhẫn chữ vật, nhìn tấm bia mộ nói. Người mau ra đây nhìn xem, thần khí thượng cổ tùy người chọn. Còn có truyền thừa của đế giả, người muốn chọn thế nào thì chọn a. Còn có linh kỹ thiên cấp. Tất cả đều cho người được không? Người mau ra nhìn xem đi, ta cầu người ra đây xem đi được không? Từng kiện thần khí thượng cổ, linh kỹ thiên cấp cùng với vũ kỹ thiên cấp, vô số thân thể đế giả được Lục Lâm Thiên bày ra trước bia mộ, khí tức mênh mông lan tràn ra khiến cho chúng cường giả chung quanh lúc này biến sắc. Hai mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua bia mộ, vẫn ngốc trệ, móc từng kiện bảo vật ra, âm thanh ngày càng dồn dập, nói. Đông Lão, người chờ lâu như vậy không phải là vì ngày hôm nay sao? Bảo vật tốt nhất ta đã tìm về cho người.